tuy nhiên họ không hề kinh hoàng mà rất điềm tĩnh bình thản. Bởi vì người đàn ông trước mặt họ tên là Chu Diệu Hoa. Là con trai của gia chủ nhà họ Chu, Chu Hồng Vận. Vùng trời toàn bộ Vân Bắc này đều nằm trong lòng bàn tay của bố anh ta. Có một người đàn ông như vậy ở bên cạnh, họ sợ cái gì? Đừng nói đó là con người, cho dù là ma quỷ bọn họ cũng không sợ. Đây cũng là lý do khiến Chu Diệu Hoa nhanh chóng lấy lại được sự trấn tĩnh, hắn vẫn nằm trên giường nhìn chằm chằm người đàn ông ở cửa, thản nhiên hỏi, mày con mẹ nó tới đây làm gì? Muốn cướp bóc hay là giết người? Không cần biết mày tới đây làm gì, tâm trạng hôm nay của ông đây tốt vì gặp được ba vị minh tinh ngoại quốc này, cho mày một cơ hội sống đó. Chu Diệu Hoa nghiêng người, lấy ra hai cọc tiền trên bàn cạnh giường, ném xuống chân người đàn ông. Chỉ cần mày quỳ ở chỗ này, xem tao cùng ba cô gái này vui đùa, từ nay về sau làm thuộc hạ của tao, sau đó mày có thể cầm lấy số tiền này đi. Chu Diệu Hoa tuy rằng rất phóng túng nhưng cũng không phải là một kẻ ngốc. Người đàn ông trước mặt này có thể lặng lẽ đánh gục những tên bảo vệ kia của hắn đã đủ để chứng minh thực lực của anh ta. Vứt bỏ rác rưởi để giành được một cường giả vẫn rất đáng giá. Ồ, người đứng ở cửa tất nhiên là Trần Đức, anh lạnh nhạt quét mắt nhìn Chu Diệu Hoa một cái, đáng tiếc, tôi không phải đến vì tiền mà là mạng người kia. Chương 816. Cái gì? Chu Diệu Hoa chỉ mặc một chiếc quần lót nằm đó bắt chéo hai chân, hắn đảo mắt nhìn Trần Đức, nhận ra một tia hơi thở mỏng manh của tu võ giả từ trên người anh. Nhưng hắn không tin người trước mặt này có thể mạnh hơn mình nên vẫn nói đầy giễu cợt, mày muốn mạng của ông đây. Mày chắc chắn là mình đang không kể chuyện cười đó chứ. Không phải nói đùa sao. Nói chuyện với anh quả thực là một chuyện cười, Trần Đức bất lực thở dài, trong tay bỗng lóe lên ánh sáng của một con dao găm. Dao găm rất bình thường, trông giống như một con dao gọt hoa quả, Trần Đức vươn tay ném ra ngoài. Một giây tiếp theo, nó liền bay thẳng về phía trái tim của Chu Diệu Hoa. Tốc độ không được tính là nhanh. Chu Diệu Hoa có thể thấy rõ con dao găm đang tiến đến gần mình. Nhóc con, mày tưởng mình là tu võ giả thì rất lợi hại sao? Có từng gặp qua người còn mạnh hơn chưa? Vừa nói, Chu Diệu Hoa vừa tự phụ cùng thách thức nhấc tay lên, chuẩn bị tay không đón lấy dao găm. Tuy nhiên, trong chớp mắt, phốc, một âm thanh bóp nghẹt vang lên. Trong ánh mắt khó tin và sợ hãi của Chu Diệu Hoa, dao găm đã nhẹ nhàng và hoàn mỹ xuyên qua tay hắn rồi cắm ngập vào khoang ngực, cắt đứt xương sườn, một đường phóng thẳng tới tâm thất rồi trái tim tạo ra một lỗ máu dài, lại từ sau lưng hắn lao ra ngoài, vững vàng găm sâu vào ván gỗ đầu giường. Ngay cả như vậy, dư lực của dao găm vẫn chưa hề tiêu tan mà tiếp tục ong ong lay động. Đồng thời, con người Chu Diệu Hoa cũng kinh hoàng tới cực điểm, toàn thân hắn run rẩy. Ánh mắt vẫn nhìn chòng chọc về phía người đàn ông xa lạ, chưa từng gặp mặt quen biết kia. Hắn lấy tay ôm ngực, máu tươi giống như vòi nước được mở van chảy ra từ những kẽ hở ngón tay và lỗ xuyên thủng sau lưng, căn bản không thể che lại được. Hắn muốn nói gì đó nhưng ngay cả một chữ cũng không thể thốt ra mà chết đi trong run rẩy cầm cập và kinh hoàng. Giết người rồi. Ba người phụ nữ kia nào đã từng chứng kiến qua cảnh tượng như vậy? Bọn họ chỉ là người thường mà thôi, cứ như vậy mang theo vẻ mặt hoảng loạn tái nhợt lăn khỏi giường rồi cuộn mình trong góc không ngừng dùng mình. Trần Đức cầm lấy một chiếc áo bên giường phủ lên đầu Chu Diệu Hoa, răng rắc một tiếng liền trực tiếp vặn gãy đầu hắn ta xuống. Ba người phụ nữ thấy một màn này lại điên cuồng la hét thất thanh, vì run sợ quá độ mà choáng váng rồi ngất lịm. Trần Đức không quan tâm tới họ mà nhấc chân rời khỏi khách sạn. Nửa giờ sau, rất nhanh. Khách sạn Quân Hào đã bị người trăng dây cảnh báo, các quan chức Vân Bắc đã hoàn toàn phong tỏa khách sạn Quân Hào lại, không cho phép người ngoài tiến vào. Chu Hồng Vận cũng đã nhận được tin tức, ông ta phẫn nộ đùng đùng từ nhà họ Chu chạy thẳng đến khách sạn Quân Hào. Chương 817. Ông Chu, người đứng đầu cảnh sát thành phố Vân Bắc đích thân tiến lên nghênh đón Chu Hồng Vận. Cút! Một sức ép mãnh liệt đổ ập về phía người đầu ngành cảnh sát kia. Ông ta còn chưa đến gần Chu Hồng Vận tới một mét đã bị chấn động tới phải lùi lại bước chân. Chu Hồng Vận không hề tỏ ra khách sáo với quan chức Vân Bắc mà trực tiếp nhăn mặt dẫn theo người của mình đi thẳng vào khách sạn. Ông ta có tự tin, cũng có thực lực để làm vậy. Tại sảnh lớn của khách sạn đang đặt một thi thể được bao phủ bởi tấm vải trắng. Vừa tiến vào sảnh, thấy được thi thể kia, bước chân của Chu Hồng Vận cũng nặng nề hơn.
mỗi một bước chân là một hố sâu xuất hiện trên mặt sàn. Ông ta rất phẫn nộ, mí mắt, lông mày, môi tất cả đều đang co giật run rẩy. Sau đó ông ta cuối cùng cũng đi tới trước thi thể, cắn chặt răng vén lên tấm vải trắng. Giây tiếp theo, một thi thể không đầu hiện ra trước mắt ông ta. Nếu không có vết bớt đỏ trên vai của người này thì ông ta căn bản không nhận ra đây chính là con trai của mình, đứa con trai duy nhất, đứa con ông ta luôn yêu thương cưng chiều hết mực. Trái tim ông ta như chững một nhịp rồi đập nhanh, thình thịch, sắc mặt già nua đột nhiên thay đổi. Sau đó, đậy tấm vải trắng lại. Tiếng gầm rú căm hận trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Chu Hồng vẫn nhắm lại hai mắt, không nói tiếng nào. Cả sảnh lớn chìm vào im lặng trong 5 phút. Giống như mặc niệm. Vụt. Tròn 5 phút Chu Hồng vẫn mới phát ra một hơi thở thật dài. Hít, thở, hít, thở. Lặp lại đủ 3 lần ông ta mới dừng lại. Sau đó mở ra hai mắt. Có thể nhìn thấy rõ ràng trong con ngươi ông ta răng đầy sợi tơ máu, những sợi máu này đan xen vào nhau giống như mạng nhện lan tràn theo sự giãn nở của con ngươi, giống như ma quỷ khủng bố đến cực điểm. Cha, kiểm tra camera, sau khi cha được ai giết thì đào hắn lên, băm thành mảnh vụn, nghiền thành bột cho chó ăn, Chu Hồng Vận gần giọng nói với trợ thủ đắc lực mà mình dẫn tới, ngoài ra, tất cả những người đã đến khách sạn hôm nay đều giết bỏ đi. Cái này, gia chủ, còn nhân viên khách sạn thì sao? Vị giám đốc đó là... Giết! Chu Hồng Vận không đợi nói xong lập tức cắt ngang. Người bên cạnh mặt mày trắng bệch không dám nói nhiều hơn nửa chữ, vâng, trong vòng một ngày chắc chắn hoàn thành. Còn lại một số người đứng cạnh Chu Hồng Vận đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt rất khó coi. Ngày hôm nay, tất cả những ai đến khách sạn đều bị giết. Nên biết rằng, có thể vào khách sạn Quân Hào đều là đại gia. Những ông tổng có công ty lên sàn hay ngôi sao điện ảnh, vân vân. Thường ngày, chương 818, Quân Hào đón tiếp ít nhất cũng phải 300-400 lượt khách. Nhiều lúc, lên đến hơn ngàn người. Thế mà chỉ vì cái chết của một mình Chu Diệu Hoa, lại bắt cả ngàn người khác chôn cùng. Mồ hôi tươm ướt đẫm lòng bàn tay họ. Chu Hồng Vận quá điên rồi. Một giờ sau, Trần Đức xuất hiện tại một khách sạn khác. Khách sạn nhà họ Thành cũng tỏa ra khí thế ngạo nghễ như vậy, và còn hào nhoáng sang trọng hơn cả Quân Hào. Mặc dù là khách sạn, nhưng ở đây không cho nghỉ trọ, không cung cấp dịch vụ thuê phòng. Nếu nói là khách sạn, thà nói đó là câu lạc bộ giải trí cao cấp thì đúng hơn. Đây là thánh địa giải trí tư nhân của nhà họ Thành. Đêm nay, Thành Kỳ Võ tổ chức dạ tiệc sinh nhật cho người vợ thứ 7 của gã, tuổi vừa tròn 18. Vừa là sinh nhật vừa là tiệc trưởng thành. Buồn cười chính là, trong đám khách mời không hề có ai là bạn bè, hay người nhà gì của vợ Thành Kỳ Võ. Bởi vì sinh nhật hay lễ trưởng thành gì đó của cô vợ nhỏ này hoàn toàn chỉ là danh nghĩa, không hề quan trọng, gã chỉ mượn dịp để mời những nhân vật có máu mặt đến thôi. Ví dụ như hiệu trưởng Đại học Thương mại Vân Bắc, La Nhất Công. Hay là ba vị hiệu phó có quyền lực lớn trong trường Quan Chính Dương. Đài Tài Tuấn, Giả Trí Nghĩa. Như là Cơ Hòa, tùy tùng đi theo Lục Phong đến từ Côn Luân Hư, trước đây từng gạt cha gã ra, không muốn ông ta lập môn phái, cùng một số tùy tùng khác. Những người này hết thảy đều là những nhân vật trọng yếu liên quan đến danh sách 10 người của Côn Luân Hư. Trong những chiếc ghế lô rộng rãi, mọi người ngồi quây quần quanh bàn tròn, ai nấy đều ôm trong lòng một cô gái xinh đẹp, cách đó không xa, còn có một nhóm vũ nữ ăn mặc mát mẻ. Gợi cảm đang nhảy múa. Thức ăn trên bàn đều là sơn hào hải vị, làm từ động vật quý hiếm, người thường có muốn ăn cũng không dám. Thưa các vị, cảm ơn các vị đã đến dự sinh nhật vợ yêu của tôi, Thành Kỳ Võ tôi xin thay mặt bà xã mời các vị một ly rượu trước, Thành Kỳ Võ nhiệt tình nâng ly. Sau này mọi người ở Vân Bắc nếu cần gì chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ giúp đỡ hết mình, nhất định sẽ khiến mọi người hài lòng thỏa dạ. Tiểu Võ, khách sáo quá rồi. Quan Chính Dương cười ha hả, Vân Bắc chẳng lẽ có chuyện gì nhà họ Vân không làm được sao? Tiểu Võ, với thực lực của cậu, rất hy vọng có tên trong danh sách 10 người lần này, La Nhất Công cũng cười to, bên chỗ trường học tôi sẽ cố hết sức sắp xếp. Chương 819. Cơ Hòa đang ngồi ở chính vị phía trên cũng nói, đúng vậy, thực lực của Tiểu Võ không tệ chút nào, đã đủ tư cách nhất định gia nhập Côn Luân Hư, bên chỗ Lục Phong tôi sẽ nói giúp cậu vài câu. Cơ mặt Thành Kỳ Võ thoáng run lên, hai ngày nay gã đã tặng cho Cơ Hòa không ít gái đẹp,
tài sản, vàng bạc châu báu và cả tài nguyên võ học. Xem ra đầu tư của gã rốt cuộc cũng sinh lời rồi. Ha ha ha, vậy xin đa tạ tiền bối, tôi xin kính tiền bối một ly. Có được lời khen của Cơ Hòa, Thành Kỳ Võ vừa hưng phấn vừa kích động, nâng ly rượu cạn sạch, ly này tôi xin uống hết, mời các vị tự nhiên. Rượu quá 3 tuần, thức ăn 5 lượt, tầng bốc qua lại cũng hòm hòm, La Nhất Công nói, tiểu võ, tuy thực lực của cậu không tệ, thế nhưng đợt tuyển chọn lần này, tôi nghe nói có người sẽ đưa người của 3 thành phố còn lại đến 3 thành phố Vân Bắc, Nguyệt Lạc, Chữ An của chúng ta để tham dự sát hạch của 3 thành phố Vân Bắc. Cậu cũng biết đấy, tài nguyên tu luyện ở 3 thành phố còn lại chúng ta căn bản không thể so sánh được, rất nhiều người đã mất cơ hội vào tay bọn họ, dù bọn họ đến đây tham dự tuyển chọn, thì cơ hội cũng rất lớn. Thành Kỳ Võ biết La Nhất Công đang nhắc nhở mình, tiết lộ tin tức cho mình, gã nói, ông cứ yên tâm, từ hôm nay trở đi, bất cứ ai đến 3 thành phố Vân Bắc chúng ta đều phải tra xét thân phận kỹ càng. Nhà họ Thành là một trong số 36 gia tộc địa sát, tuy rằng xếp hạng thứ 23, nhưng sức mạnh lời nói và quyền lực của họ ở Vân Bắc cũng tương đối có trọng lượng. Gã tin, chỉ cần gã nói một câu, 3 thành phố vùng Vân Bắc sẽ lập tức ra lệnh giới nghiêm. Đến lúc đó, những đối tượng cạnh tranh mạnh hơn tuyệt đối không thể trà trộn vào phần đông dân chúng được. Dù sao, muốn tham gia cuộc tuyển chọn nhân tài vùng Vân Bắc này, thì phải xuất thân từ 3 thành phố vùng Vân Bắc. Một khi nhà họ Thành đã nhúng tay vào, những người đó rất khó trà trộn vào người thường mà không bị phát hiện. Đúng vậy, tiểu võ, chừng nào những kẻ đó không vào thành phố được, vậy thì cơ hội cho cậu vào Côn Luân Hư vẫn là 100%, La Nhất Công tán thưởng. Hơn nữa, Cơ tiền bối đã sắp xếp cho cậu vào học viên vô song, chắc chắn cậu sẽ phát huy được hết thực lực, tôi đây chúc mừng cậu trước. Cảm ơn hiệu trưởng, ha ha ha, Thành Kỳ Võ không cần khiêm tốn, gã nghĩ lời La Nhất Công nói là sự thật, gã rất tự tin mình có thể gia nhập Côn Luân Hư. Cơ tiền bối, rầm rầm rầm, Thành Kỳ Võ đang định nói gì đó. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa gấp gáp, khẩn trương. Thành Kỳ Võ còn chưa kịp nói. Cửa đã bị đẩy ra. Một tên vệ sĩ mặc Âu phục hớt hải chạy từ ngoài vào, quỳ sụp xuống đất, không xong rồi, cậu chủ, không xong rồi. Có chuyện gì mà cuống cả lên vậy, Thành Kỳ Võ cau mày, vô cùng khó chịu, ai cho mày xông vào đây? Không có lý do chính đáng thì mày biết hậu quả thế nào rồi đó. Chương 820. Cậu chủ, bên ngoài có người, tên vệ sĩ kinh hoàng. Thở hồng hộc nói, hắn, rất giống, Trần Bát Hoang chúng ta đang tìm, hắn, xông vào rồi. Cái gì, Thành Kỳ Võ chợt ngừng động tác, Trần Bát Hoang. Mày chắc chắn, chắc chắn là hắn ta, anh em chúng tôi đang sống chết bên ngoài ngăn hắn lại, tên vệ sĩ nói. Được, được, được lắm. Thành Kỳ Võ giận quá hóa buồn cười, gằn giọng liền mấy chữ, cái thằng Trần Bát Hoang này đúng là, thiên đường có lối không đi. Địa ngục bít cửa lại húc vào. Mày đi xuống dưới, bảo bọn nó không cần cản, cứ để cho hắn vào. Vâng, thưa cậu chủ, tên vệ sĩ vội vã tuân lệnh. Trần Bát Hoang, Cơ Hòa hớp một ngụm rượu nhỏ, là thằng Trần Bát Hoang đã cướp linh thạch của lục ủy viên à. Không sai, Cơ tiền bối, chính là hắn, kẻ này vô cùng kiêu ngạo, không hề để bất cứ ai vào mắt, chúng tôi đang giáo giết truy lùng hắn, không ngờ hắn lại tự dâng mình đến tận cửa. Ha ha ha, cũng vừa khéo trả thù cho lục ủy viên, cướp lại linh thạch. Trong mắt Thành Kỳ Võ tràn đầy sát khí, chiếc mặt dây truyền hình Đức Phật trước ngực phập phồng theo nhịp thở của gã, mặt Phật từ bi, nhưng khi treo trên người gã chẳng khác nào một thứ bùa chú ma quái. Người này đúng là rất ngạo mạn, phải kiềm chế lại một chút mới được, La Nhất Công rất tán thành, cái tên Trần Bát Hoang gần đây nổi như cồn, ngay cả hiệu trưởng một trường đại học như ông ta cũng nghe nói tới. Có người nói, Vân Huyền Thương không cũng chết trong tay kẻ này. Tiểu võ, cậu giải quyết hắn ta được chứ? Nếu không được thì để đó lão phu ra tay. Hiệu trưởng La cứ yên tâm, Vân Huyền Thương không. Ha ha ha, dù đều là long tượng kỳ cao cấp, nhưng tôi cũng có thể giết được. Thành Kỳ Võ nắm chắc phần thắng một cách tự tin, chẳng qua chỉ là một Trần Bát Hoang, ngay từ đầu gã đã không để vào mắt. Nói không chừng, không cần đến tôi động thủ, nhìn thấy các vị tiền bối đây. Hắn đã sợ đến hóa đá rồi ấy chứ. Cái này cũng không hẳn là không thể, Cơ Hòa lạnh nhạt nói, cho dù có trâu bò hơn nữa thì cũng chỉ là phàm nhân thế tục, ngay cả ba thành phố lớn Vân Bắc,
số lượng võ giả có thể đột phá long tượng kỳ trong toàn vùng chỉ đếm trên đầu ngón tay, 99% người nhìn thấy ông ta đều phải khúm núm, quỳ lết, lăn lộn. Rất nhanh chóng, không tới một phút đồng hồ, một bóng người từ bên ngoài đi vào. Không phải ai khác, chính là Trần Đức. Một tay anh gác lên bọc đồ treo lủng lẳng trên người, là đầu của Chu Diệu Hoa, khuôn mặt đã khôi phục trạng thái ban đầu, không dịch dung nữa, khoan thai bước vào phòng khách mở toang cửa, quét mắt một vòng, không khỏi hơi kinh ngạc. Những kẻ ngồi ở đây đều rất mạnh, ba kẻ long tượng kỳ trung cấp, hai kẻ long tượng kỳ cao cấp. Còn lại bốn người, ba người trong số đó đã vượt qua long tượng kỳ cao cấp, còn một chút nữa sẽ bước vào linh căn kỳ. Người đang ngồi ở vị trí chủ nhân chính là võ giả đã đạt đến cảnh giới linh căn kỳ đó. Gã rất mạnh. Chỉ là so với Trần Đức, chẳng là cái đinh gì. Chương 821. Linh căn kỳ sơ cấp thôi. Có đáng chi đâu. Ánh mắt anh dừng lại trên ngòi thành kỳ võ, mày là thành kỳ võ. Đúng vậy, là tao, tao chính là thành kỳ võ. Thành kỳ võ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước lên phía trước. Nhìn Trần Đức từ trên xuống dưới từ trái qua phải một lượt, mày là Trần Bát Hoang, Trần Bát Hoang đã giết em tao, cướp đi linh thạch của Lục Tiền Bối. Phải. Trần Đức gật đầu, tao đến để lấy đầu mày. Phụt, đám người La Nhất Công đang uống rượu cười rộ lên suýt nữa phun ra ngoài, như thể vừa nghe câu pha trò hài hước nhất thế giới. Đây là Trần Bát Hoang, kẻ đã giết Thành Kỳ Văn, diệt Vân Huyền Thương Không, tàn sát không biết bao cao thủ nhà họ Vân đó sao? Sao lại, bình thường dữ vậy? Sao có thể thốt ra những lời ngu xuẩn, ngốc nghếch đến thế? Lấy đầu thành kỳ võ, đứng trước tuyệt đại cao thủ Vân Bắc nói ra những lời đó. Bọn họ đã nhẫn nhịn đến cực hạn rồi, dù sao cũng là cao nhân, phải có phong thái của bậc cao nhân. Thế nhưng hoàn toàn không thể nhịn nổi. Thằng danh này chắc chắn là bị hoang tưởng thời kỳ cuối rồi, không, phải là thời kỳ cuối của cuối mới đúng. Lấy đầu tao, thành kỳ võ cũng phải phá lên cười, ly rượu vẫn cầm trong tay lắc nhẹ, gã đưa lên miệng một hơi uống cạn, nói với vẻ đùa cợt, thú vị. Trên đời này, rất nhiều người muốn lấy đầu tao, nhưng mà tất cả đều đã chết, mày nắm chắc được bao nhiêu phần. Tiểu võ, khỏi cần dư hơi nói chuyện với nó, đáng chết thì giết phứt đi, cơ hòa thản nhiên nói, đối với rác rưởi, hà tất phải nhiều lời vô ích. Nghe chưa hả, thành kỳ võ thản nhiên, khoái trá nói. Các tiền bối đã không đợi được nữa rồi. À phải, có thể mày không biết đến bọn họ, để tao giới thiệu một chút, ba vị này đều là hiệu phó trường Đại học Thương mại Vân Bắc, Quan Chính Dương, Đài Tài Tuấn, Cổ Chí Nghĩa, còn vị này là hiệu trưởng, La Nhất Công. Sau khi giới thiệu ban giám hiệu trường đại học, Thành Kỳ Võ quay sang Cơ Hòa, vị này đến từ Côn Luân Hư, là tùy tùng nhất đẳng của Lục Phong tiền bối, cùng ba người bạn của ông ấy, Dư Kiếm, Khâu Nguyệt Minh, Trần Dược Tùng. Trong lúc giới thiệu, thần sắc Thành Kỳ Võ vô cùng ngạo mạn, quen biết được Cơ Hòa là vinh hạnh cực kỳ lớn, cũng như có được một chỗ dựa không thể vững chắc hơn. Bởi vì, người đến từ Côn Luân Hư, không phải ai cũng có tư cách kết bạn làm quen, quen biết, hay ngồi ăn cùng một bàn. Cơ tiền bối đã nôn nóng được thấy mày chết đến thế rồi kìa, nhưng mà, tao làm người từ xưa đến giờ đều từ bi thiện lành, tin Phật Pháp, chỉ cần mày giao trả linh thạch đã cướp đi hai ngày trước. May ra tao sẽ thương tình cho mày được toàn thây, Thành Kỳ Võ nói. Trần Đức cũng lười nói, càng không thích lắm lời vô ích, anh không nhúc nhích, cứ thản nhiên để Thành Kỳ Võ thao thao bất tuyệt, dù gì cũng là kẻ sắp chết rồi, anh không ngại nghe đối phương nói nhiều hơn chút nữa. Hừ, sợ đến choáng luôn rồi. Thấy Trần Đức không nói gì, cũng không nhúc nhích, Thành Kỳ Võ cau mày. Trần Bát Hoang mà nhà họ Vân, họ Kỳ thổi phồng lên như bong bóng ngoài kia lại hèn mọn như thế ư. Chương 822. Tuy rằng cho đến giờ, gã vẫn không thèm để Trần Bát Hoang vào mắt, vẫn biết người này là rác rưởi của rác rưởi, thế nhưng không ngờ lại có thể rác rưởi tột cùng, mặt hạng như vậy, so với rác rưởi của rác rưởi còn muốn rác rưởi hơn nhiều. Vừa rồi còn gióng giặc xưng tên, bây giờ đã sợ đến chết đứng luôn rồi. Thất vọng. Quá sức thất vọng. Vân Huyền Thương Không, Kỳ Huyết Ma, hai nhân vật nổi tiếng như cồn lại chết trong tay thứ đồ rác rưởi này. Trần Bát Hoang, mày làm tao quá sức thất vọng, thật đáng ghét. Thứ người như mày lại bắt tao phí lời như vậy. Tao khinh, Thành Kỳ Võ khinh bỉ nhổ nước bọt, mặt mày vặn vẹo, sau đó cả người gã run lên. Chỉ trong chớp mắt, gã đã phóng vút tới trước mặt Trần Đức.
chỉ là, Trần Đức vẫn không nhúc nhích, vẫn trơ lì như cái cọc gỗ. Đúng là rác rưởi, Cơ Hòa thất vọng lắc đầu. Loại rác rưởi này vậy mà lại có thể gây ra sóng to gió lớn ở Vân Bắc, còn có thể cướp đi những thứ của nhà họ Thành. Mặc dù giới thế tục rất tầm thường, nhưng cũng không đến nỗi yếu như thế chứ. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Chết đi nhóc, cùng lúc đó, có thể thấy rõ ràng Thành Kỳ Võ đang giơ nắm đấm lên, mặc dù rất coi thường Trần Đức nhưng gã không hề nhẹ tay mà dùng hết sức lực của mình, luồng sức mạnh nặng hàng chục tấn xẹt qua gió ầm ầm lao về phía trước. Nửa mét, một thước, một centimet. Rõ ràng là một nắm đấm bằng da thịt, nhưng vào lúc này, nó gần như bất khả chiến bại, không khí gần như nổ tung, ngay sau đó nắm đấm chỉ còn cách Trần Đức một đường mỏng. Lúc này, La Nhất Công, Cơ Hòa và những người khác càng thất vọng hơn, vốn dĩ bọn họ còn tưởng sẽ được chứng kiến một trận chiến kịch liệt, không đến mức là một cuộc chiến sinh tử nhưng ít nhất cũng phải đánh trả vài chiêu, có chút gì đó gọi là đánh qua đánh lại chứ. Bây giờ xem ra bọn họ không có cơ hội nhìn thấy Trần Đức đánh trả rồi. Ở khoảng cách gần như vậy, đừng nói Trần Bát Hoang, cho dù là bọn họ thì tuyệt đối cũng không thể phòng bị mà tránh được cú đấm của Thành Kỳ Võ. Lúc cấp bách như thế này căn bản không kịp làm gì cả. Sau nửa giây, bụp, một âm thanh chói tai vang lên, giống như sấm sét trên mảnh đất khô cằn, đột nhiên nổ tung, vang vọng khắp toàn bộ đại sảnh, đồng thời hàng loạt tiếng lốp bốp vang lên, giống như tiếng giang đậu vậy. Có thể thấy rõ nắm đấm của Thành Kỳ Võ đã giáng xuống cơ thể của Trần Đức, hơn nữa còn là vị trí chí mạng của khoang ngực và tim của anh. Nhưng, khung cảnh trong tưởng tượng, lồng ngực của Trần Đức vỡ nát, lõm xuống, biến dạng méo mó lại không xuất hiện. Không những không xuất hiện, mà ngay cả Trần Đức cũng hoàn toàn không bị tổn thương chút nào, thậm chí anh còn không hề lùi về sau, trước sau như một, vững vàng như cây cột, cực kỳ bình tĩnh đứng thẳng ở chỗ cũ, không hề nhúc nhích, vững như tảng đá. Nhìn kỹ hơn thì nắm đấm vừa to vừa nặng của Thành Kỳ Võ vậy mà lại bị biến dạng đến nỗi xoắn lại, cả cánh tay giống như một tờ giấy bị thép đập vào, gãy thành từng khúc. Nổ tung, máu bắn tung tóe. Chương 823. La Nhất Công nghi ngờ bản thân mình đã nhìn nhầm. Vội vàng chớp chớp mắt, nhưng quả thực, hoàn toàn chính xác, ông ta không hề nhìn nhầm. Cảnh tượng này là sự thật. Nắm đấm của Thành Kỳ Võ, thậm chí toàn bộ cánh tay, đã gãy hơn một nửa. Chắc chắn không phải ảo giác. Ngay lập tức, bất kể là Cơ Hòa hay một vài người bạn của ông ta, hay La Nhất Công hiệu trưởng trường Đại học Thương mại Vân Bắc và các vị hiệu phó, tất cả đều sững sờ, tư duy dường như bị nuốt chửng, không hoạt động tiếp được nữa, sắc mặt đông cứng tựa như kem hộp. Cũng chính vào lúc này, Thành Kỳ Võ hét lên một tiếng, một luồng sức mạnh mà gã không tài nào hình dung được, giống như biển cả mênh mông cực kỳ chấn động lao xuống cánh tay, thân thể gã gần như không khống chế được mà sắp bay lộn ngược ra xa. Nhưng, không đợi gã bay lộn ngược, Trần Đức đột nhiên giơ tay lên, túm chặt gã, năm ngón tay trực tiếp nhấn sâu vào vai gã rồi xé toạc. Doạc! Cả cánh tay của Thành Kỳ Võ trực tiếp bị xé nát, bị một sức mạnh cực lớn xé đứt. Cùng lúc đó, bàn tay của Trần Đức lại cử động, bóp chặt cổ Thành Kỳ Võ. Chỉ trong thời gian nửa hơi thở, răng rắc. Bằng mắt thường có thể thấy da thịt, xương cốt, kinh mạch trên cổ Thành Kỳ Võ giống như bọt nước bị dồn nén, lập tức co rút lại. Sau đó, đầu gã thẳng tắp lăn xuống đất. Bịch! Đầu rơi xuống đất, âm thanh không lớn nhưng trong tai Cơ Hòa và những người khác lại giống như có bom nổ, khiến người ta cảm thấy cực kỳ khủng bố, hồn bay phách lạc. Mày cho tao một đấm vậy tao cũng trả lại mày một đấm. Đột nhiên, Trần Đức nhìn về phía thi thể không đầu lạnh lùng lên tiếng rồi nhẹ nhàng quăng một cái, trước khi thi thể rơi xuống đất, cú đấm của Trần Đức đã tung ra. Bùm! Cú đấm này quá kinh thiên động địa. Không khí run lên bần bật, rất nhiều máy móc thiết bị trong đại sảnh không ngừng rung chuyển, tựa hồ những thứ này cũng đang bất an run rẩy. Giây tiếp theo, thi thể Thành Kỳ Võ nổ tung, đúng vậy, chính là nổ tung, hoàn toàn biến mất, vỡ nát hóa thành từng mảnh xương máu, chỉ còn lại một cái đầu bơ vơ nằm đó, giữa đám xương máu. Mùi máu tanh nồng khủng khiếp, nồng nặc, gột rửa tâm hồn mọi người, khiến linh hồn ai nấy cũng chấn động. Thành Kỳ Võ. Thành Kỳ Võ ở cảnh giới Long Tượng Kỳ đỉnh phong, là thế hệ trẻ của Vân Bắc, còn được mệnh danh là cao thủ đỉnh cấp, cứ như vậy mà chết rồi. Cơ Hòa đã từng nghĩ đến chuyện giúp đỡ, La Nhất Công cũng vậy. Nhưng, từ đầu đến cuối, bọn họ không có chút cơ hội nào để ra tay.
Cả đại sảnh chìm vào sự im lặng chết chóc, giống như một nhà xác lúc 12 giờ đêm, không chút động tĩnh, Cơ Hòa và những người còn lại đều nín thở. Từ khi Trần Đức gặp Thành Kỳ Võ đến lúc Thành Kỳ Võ chết, toàn bộ quá trình, cộng với cuộc đối thoại trong thời gian đó, tất cả chưa đầy 3 phút. Quá nhanh quá nguy hiểm. Chương 824. Nhanh đến mức ngay cả Cơ Hòa, người nổi tiếng đến từ Côn Luân Hư, người tự xưng là cao thủ trong hàng cao thủ ở giới thế tục cũng vô cùng sửng sốt, cảm thấy cực kỳ hoang đường. Đó là Thành Kỳ Võ đấy. Thành Kỳ Võ, cậu chủ nhà họ Thành, người kế thừa tiếp theo của nhà họ Thành. Con mẹ nó, cứ như vậy mà chết rồi. Không có chút gì gọi là hồi hộp kịch tính. Thậm chí cú đấm dùng hết sức của gã còn không thể phá vỡ hàng phòng ngự của Trần Bát Hoang, từ đầu đến cuối, ngay cả bước chân của Trần Bát Hoang còn không hề lùi lại. Từ lúc bắt đầu đến hiện tại, anh vẫn luôn đứng ở chỗ cũ. Không xê dịch một ly một lý nào cả. Trong bầu không khí im lặng, Trần Đức giống như không có chuyện gì, vẻ mặt thản nhiên, vô tội, cực kỳ bình tĩnh. Loại người như Thành Kỳ Võ, giết thì giết thôi, gã không đáng sợ chút nào. Từ tư liệu của Kỳ Hàn gửi đến có thể thấy, cả Thành Kỳ Võ và Chu Diệu Hoa đều là cá mè một lứa, gần như đã đạt đến đỉnh cao của việc cậy thế ức hiếp người khác, vô cùng độc ác, có thể chính bọn chúng còn không nhớ bản thân đã hại chết bao nhiêu người thường. Ngay cả người vợ hôm nay đón sinh nhật thứ 18 của gã, vài năm trước lúc cô bé đó 13 tuổi đã bị Thành Kỳ Võ cưỡng hiếp. Cuối cùng nhà họ Thành đã tiêu rất nhiều tiền, không biết bọn họ đã dùng biện pháp gì để bịt miệng nhà gái, hơn nữa còn cưới về làm vợ luôn. Loại chuyện này, người bình thường còn không dám nghĩ tới. Nhưng trong mắt những người như Thành Kỳ Võ và Chu Diệu Hoa, chuyện này lại là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến, cực kỳ bình thường. Cơ Hòa, La Nhất Công, Quan Chính Dương và những người khác đều nhìn chằm chằm vào Trần Đức, bọn họ ngồi trên băng ghế mà như ngồi trên kim châm, sắc mặt rất khó coi. Trần Đức quét mắt nhìn bọn họ một lượt, sau đó tập trung lên người Cơ Hòa, ông, chính là ông. Trần Đức chỉ vào mũi Cơ Hòa, thản nhiên hờ hững gọi tên, cởi quần áo của ông ra, nhanh lên. Cơ Hòa vô cùng sửng sốt. Sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi, rất muốn nói gì đó, rất muốn phản bác, muốn ra tay giết chết Trần Bát Hoang, nhưng ông ta căn bản không nói được lời nào. Bởi vì ông ta hiểu rõ, nếu đổi lại là ông ta thì chắc chắn không thể dễ dàng giết chết Thành Kỳ Võ chỉ với một chiêu như vậy được, đừng nói là giết, cú đấm kia của Thành Kỳ Võ, nếu không có sự phòng ngự trước, không đánh trả thì 1000% có thể phá vỡ hàng phòng thủ và đánh gãy xương sườn của ông ta. So sánh với nhau, Trần Bát Hoang mạnh hơn ông ta, không chỉ mạnh hơn mà còn mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Đừng nhìn Trần Bát Hoang bây giờ đang rất bình tĩnh, không có một chút sát khí nào, nhưng ông ta có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương của đối phương, sâu trong đôi mắt giống như có một động băng sâu thẳm, lạnh lẽo uy áp khiến người ta sợ hãi. Chỉ khi Lục Phong tức giận, ông ta mới có thể cảm nhận được loại cảm giác này. Chương 825. Nói cách khác, thanh niên ngoài 20 tuổi này chí ít cũng mạnh ngang ngửa lãnh đạo của ông ta, chủ nhân Lục Phong. Quá kinh khủng. Tôi, sau khi suy nghĩ, Cơ Hòa chuẩn bị nói vài câu lấy lòng Trần Đức, dù sao thì việc cởi quần áo trước mặt La Nhất Công và những người khác quá là mất mặt, ông ta không làm được. Muốn sống thì đừng nói nhảm, nhưng, Trần Đức lại không cho ông ta cơ hội, cho ông 10 giây. 10 giây. Lông tơ trên người Cơ Hòa dựng đứng, ông ta nào dám chần chừ. Lập tức đứng dậy cởi bỏ bộ đồ trên người trị giá tiền triệu của Thành Kỳ Võ tặc, động tác rất nhanh, vô cùng dứt khoát, không dám chậm trễ. Sau khi cởi xong, ngoan ngoãn cầm bằng hai tay dâng cho Trần Đức, cậu chủ Trần. Ba người bạn của ông ta, còn có La Nhất Công, Quan Chính Dương, hiệu trưởng và những người khác hoàn toàn chết lặng, đầu óc mơ hồ, bọn họ ngây người nhìn cảnh tượng này, không biết phải làm sao. Cơ Hòa đấy. Cơ Hòa đến từ Côn Luân Hư đấy. Cứ như vậy, mà bị thanh niên trong giới thế tục dọa sợ đến nỗi cởi quần áo. Bọn họ rất khó tin, nhưng đây là sự thật. Bọn họ không dám lên tiếng nữa, thực sự rất sợ việc bị Trần Đức gọi tên, ngay cả Cơ Hòa còn phải cởi đồ, nếu như chỉ tên bọn họ, bảo bọn họ cũng cởi thì phải làm thế nào. Trần Đức phớt lờ Cơ Hòa, túm lấy quần áo trong tay ông ta trùm lên đầu Thành Kỳ Võ, hoành tráng rời khỏi khách sạn. Trong đại sảnh, mặc dù Trần Bát Hoang đã rời đi, nhưng bọn họ vẫn rất im lặng, không có ai lên tiếng. Không phải bọn họ không muốn nói,
mà là bọn họ thực sự không biết phải nói gì. Thành Kỳ Võ chết, chết ngay trước mắt bọn họ. Hơn nữa còn chết dưới tay Trần Bát Hoang, người mà cả thành phố đang tìm kiếm. Con mẹ nó, đây là chuyện quái gì? Nếu như Thành Cực An, hoặc người ông đáng sợ của Thành Kỳ Võ đến truy hỏi thì phải làm thế nào? Cơ Hòa không sợ, nhưng La Nhất Công và những người khác lại sợ mất hồn mất vía, như thể gặp phải một cơn ác mộng đặc biệt đáng sợ, sắc mặt bọn họ u ám đến nỗi không thể u ám hơn. Mọi người yên tâm, tôi sẽ báo cáo chuyện này với Giám Đốc Lục. Bây giờ đang là thời điểm tuyển sinh của Học viện Vô Song, lão già họ Thành đó không dám làm gì các người đâu. Sau một hồi im lặng, Cơ Hòa nói, chuyện ngày hôm nay, tôi sẽ đích thân thông báo cho nhà họ Thành, mọi người về đi. Đa tạ tiền bối Cơ Hòa. Cảm ơn tiền bối Cơ Hòa. La Nhất Công, Quan Chính Dương, Đài Tài Tuấn và Giả Trí Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, sợ hãi chen lấn nhau rời khỏi khách sạn. Sau đó, Cơ Hòa gọi điện cho Lục Phong, trực tiếp báo cáo lại mọi chuyện. Tiếp đó, chỉ trong vòng chưa đầy nửa giờ, khách sạn này đã tạm ngừng hoạt động, căng dây cảnh báo, ngay sau đó Lục Phong, Thành Cực An, và một ông già tóc bạc đã vội vàng đến đây. Bọn họ thảm hơn Chu Hồng Vận nhiều, tốt xấu gì Chu Hồng Vận vẫn có thể nhìn thấy thi thể của con trai mình. Còn bọn họ ngay cả thi thể của Thành Kỳ Võ cũng không thấy đâu. Chương 826. Thứ duy nhất có thể nhìn thấy là dòng máu tanh nồng, khó chịu, chói mắt chảy trong hội trường. Rừ. Một tiếng gầm thét già nua vang lên trong khách sạn, ông nội của Thành Kỳ Võ, Thành Khuê Phong đã biết được ngọn nguồn của toàn bộ sự việc, cũng như chân tướng, lão ta thực sự phát điên rồi. Một loại khí thế vô biên như núi cao biển lớn tản ra tứ phía. Trong đại sảnh, ngoại trừ Lục Phong, những người còn lại hầu như đều không chịu nổi, một luồng sức mạnh đáng sợ đè xuống khiến bọn họ phải quỳ xuống đất. Trong một đêm, hai vị cậu chủ người kế thừa của nhà họ Chu và nhà họ Thành đều chết thảm, chuyện này căn bản không thể che giấu được, nhanh chóng lan rộng khắp thành phố Vân Bắc, rất nhiều người đã nhận được tin tức. Trong nhà họ Kỳ, Kỳ Hàn đang rất căng thẳng, sau khi nghe được tin tức từ Kỳ Hồng, hắn cũng vô cùng sửng sốt, không nói nên lời, một lúc lâu sau mới run rẩy nói, tên điên này, mạnh quá. Đúng vậy anh à, may quá, may là lúc đầu anh chọn đi theo chứ không phải phản lại anh ta, Kỳ Hồng nói nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng, ngoài sự bàng hoàng còn có chút yêu mến và thích thú. Nhà tù Vân Bắc, bãi đậu xe dưới tầng hầm của trung tâm mua sắm, Trần Đức đã đến đây theo lịch hẹn. Hình Tông Đài vẫn luôn đợi ở đây nên chưa nhận được tin tức về cái chết của hai gia tộc, dưới sự sắp xếp của ông, Trần Đức rất nhanh đã gặp lại Chu Hồng Diễu. Không nói nhiều lời, Trần Đức trực tiếp ném hai cái đầu xuống đất. Đầu của Chu Diệu Hoa và Thành Kỳ Võ từ trong vỏ bọc áo quần rơi xuống, xuất hiện trong mắt Chu Hồng Diễu. Đột nhiên, Chu Hồng Diễu trở nên cực kỳ mất bình tĩnh. Trợn trừng mắt mà nhìn chòng chọc vào hai cái đầu kia. Trong phòng thăm tù, trước tấm kính ở giữa. Ở bên trái đặt một cái đầu người và bên phải cũng đặt một cái đầu người. Máu trên hai cái đầu đều đã chảy khô, dung mạo bọn họ khác nhau, tóc tai cũng khác nhau, thứ duy nhất giống nhau chính là đôi mắt cho dù có chết đi cũng không nguôi sợ hãi. Ánh mắt Chu Hồng Diễu cũng không khác gì bọn họ, ông ta tất nhiên nhận ra hai người này, một người là Chu Diệu Hoa, người kia là Thành Kỳ Võ, hai người này dù cho chết nốt thành cho ông ta cũng không thể quên được. Con trai, con gái, cháu trai ông ta, toàn bộ đều chết trong tay thằng danh khốn kiếp này. Chu Hồng Diễu run rẩy đứng lên, vành mắt đỏ bừng. Ông ta chậm rãi khuỵu xuống, giọng nói quyện đặc như sáp đóng cục trong cổ họng, khốn khổ khạc ra từng chữ, các con có thấy không, bọn nó chết rồi, bọn nó chết thật rồi, ha 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 ha. Chu Hồng Diễu không thể tin được, một mình Trần Bát Hoang, một thằng nhóc mới hơn 20 tuổi đầu. Vậy mà có thể giết chết Chu Diệu Hoa, Thành Kỳ Võ. Bọn chúng là những người thừa kế của hai gia tộc lớn vùng Vân Bắc cơ mà. Bất cứ khi nào bọn chúng ra ngoài, bên người đều cao thủ như mây, muốn giết có thể nói là khó hơn lên trời. Chương 827. Ông ta không biết Trần Bát Hoang làm cách nào, cũng không cần phải biết. Trần Đức ngồi trên ghế, thắt lưng thẳng tắp, đợi Chu Hồng Diễu nhìn thật kỹ, nói, đầu người đã ở trước mặt ông. Chuyện ông đã hứa cũng phải thực hiện rồi. Được, được, tôi biết cậu muốn biết cái gì, chuyện 20 năm trước, tôi cũng còn nhớ rõ, trong ánh mắt Chu Hồng Diễu xuất hiện vẻ mơ màng nhớ lại. 26 năm trước, tôi đang ở nhà giải quyết công việc,
bỗng nhiên có một người đàn ông đến, hắn tự xưng là Đệ Ngũ Hiên, hắn cho tôi một ít tài nguyên tu luyện mà tôi khó có thể từ chối, bảo tôi đi mua một sấp vải thật tốt, yêu cầu quá đơn giản, tôi tất nhiên nhận lời. Hắn để lại cho tôi ấn tượng rất sâu, khi tôi nhìn thấy hắn, trên người hắn có rất nhiều máu, nhưng không phải của hắn, là của người khác, Đệ Ngũ Hiên ở lại nhà tôi 3 ngày, cùng lúc hắn cũng mang tới một người phụ nữ và một đứa trẻ. Hai người bọn họ không nói với nhau câu nào, người phụ nữ dùng kim thêu tên cậu lên khúc vải tôi mới mua. Sau đó, người phụ nữ bỏ chạy, rồi tiếp nữa Đệ Ngũ Hiên cũng bỏ đi. Nhưng bọn họ đi chưa được một ngày đêm thì có 4 người đến chỗ tôi, muốn tìm tung tích bọn họ, người dẫn đầu họ Trần, thực lực rất kinh khủng, thế nên cho dù tôi đã đạt đến thông mạch kỳ, đứng trước mặt vẫn không thấy rõ mặt mũi người đó. Chu Hồng Diễu nói tiếp, Trần Bát Hoang, tôi đoán, cậu chính là đứa bé năm đó, chuyện xảy ra năm xưa có vẻ vô cùng phức tạp, tôi khuyên cậu không nên điều tra nữa làm gì, với thực lực của cậu bây giờ cũng đủ sống thoải mái sung sướng cả đời rồi. Chuyện này không liên quan đến ông, Trần Đức nhíu mày, ông chỉ biết có thế. Phải, chỉ có thế thôi. Căn cứ tình hình lúc đó, ông có phán đoán gì? Hay nói cho đúng hơn là, ông có suy nghĩ gì, Trần Đức nói tiếp. Nói với cậu chắc cũng không sao, Chu Hồng Diễu chậm rãi nói, suy nghĩ của tôi đây rất đơn giản, Đệ Ngũ Hiên và người phụ nữ kia. Có thể là mẹ cậu, rõ ràng là có quan hệ với nhau, nhưng tôi chắc chắn không phải là vợ chồng, có thể là người thân trong nhà. Còn về những người đến sau, trong đó có một người bị thương, vết thương rõ ràng do kiếm gây ra, chính là kiếm của Đệ Ngũ Hiên, lúc đó chắc chắn bọn họ không phải đến tìm người, mà là, giết người. Trần Đức trầm mặc, sắp xếp lại những thông tin thu thập được cả ngày hôm nay, đồng thời cũng phân tích suy nghĩ của Chu Hồng Diễu, nhưng không ai biết anh có kết luận gì. Ông còn nhớ tướng mạo họ không? Nhớ rõ. Được, vậy ông chờ tôi một chút. Trần Đức bước ra khỏi phòng thăm tù, lão Hình, có cách nào để Chu Hồng Diễu ra khỏi tù được không? Hoàng gia, tôi nói thật với cậu, chuyện ở Vân Bắc này tôi thật sự không quản được, huống chi ông ta là người nhà họ Chu. Tuy đã ở tù 8 năm 10 năm, nhưng chắc chắn nhà họ Chu vẫn cử người trông chừng ông ta, muốn thả ông ta ra ngoài, rất khó, Hình Tông Đài có sao nói vậy. Còn người kia thì sao? Nếu là người đó thì có thể thả ra được không? Trần Đức đột nhiên hỏi. Người kia, Hình Tông Đài hoang mang, nhưng chỉ trong một giây liền biết Trần Đức muốn nói tới ai, nếu như người đó tự đề cập thì hẳn là được. Tốt! Chương 828. Có được đáp án. Lúc này Trần Đức lấy di động ra, bấm 13 lần số 6, 4 lần số 8, lại thêm vào dấu sao dấu thăng, vốn tổ hợp này không phải là số điện thoại, nhưng chưa đầy 10 giây sau, điện thoại vang lên tín hiệu chờ nhấc máy. Đồng thời, rất nhanh, bên kia có người nhận điện. Là một giọng nói khoảng 6, 70 tuổi nghiêm nghị, xin chào, xin hỏi ai đó. Nhan lão, là tôi, Trần Đức mở miệng nói, Trần Bát Hoang. Bát Hoang. Nghe thấy cái tên này, người đối diện rõ ràng trở nên kích động không gì sánh được, Bát Hoang, cậu rốt cuộc cũng chịu gọi điện cho tôi rồi. Yến Kinh, nơi đây là thủ đô Hoa Hạ, tại một ngôi nhà cổ kính nằm trên một con đường phồn hoa đô hội, một ông già hơn 70 tuổi, trong tay cầm chiếc điện thoại vệ tinh, sắc mặt hào hứng, Bát Hoang, chuyện năm đó tôi vẫn luôn áy náy với cậu, chuyện của nhóm Trương Phàm là trách nhiệm của tôi, nhưng tôi đã kiểm tra nội bộ. Nhan lão. Đừng nói nữa, tôi đã biết không liên quan đến ông. Tôi gọi điện cho ông là muốn nhờ ông một chuyện, nhờ ông giúp tôi thả một người, tên là Chu Hồng Diễu, đang bị giam tại nhà tù Vân Bắc. Ông ta có liên quan đến vụ án năm đó. Được, Nhan lão không chút chần chừ, lập tức đồng ý, tôi sẽ đi sắp xếp ngay, Bát Hoang. Hiện giờ Hoa Hạ vẫn còn cần cậu, có thể trở về không? Không thể, Nhan lão à, ông chắc cũng hiểu. Từ khi tôi tiêu diệt gia tộc ở nước ngoài kia đã không còn tư cách trở lại làm quân nhân. Mà, tôi cũng không định trở về, Trần Đức nói với vẻ thản nhiên, như thể đang nói chuyện của người khác, sau này mong ông đừng đề cập đến vấn đề này nữa. Được, không nói thì không nói, chỉ cần cậu bình an là được rồi, Nhan lão thở dài, lúc cúp máy, ông ta ngồi trên xe lăn, nhìn bầu trời xa vời vợi, nhớ lại những ký tức rời rạc của Trần Bát Hoang. Người đó, công lao vô số. Vinh quang dạng người, vậy mà cuối cùng phải đọa đày lao ngục khi tuổi còn trẻ. Bây giờ, rốt cuộc còn muốn điều tra vụ án năm xưa sao?
Nhan lão là một trong những cán bộ cao cấp nhất của chính phủ Hoa Hạ, ông đã điều tra sự việc năm xưa từ lâu. Chỉ là dính dáng rất nhiều, cơ bản là không thể điều tra đi sâu vào được. Cho dù là ông đi nữa, sau khi bóc được một lớp, cũng không dám bóc sâu xuống nữa. Nhan lão không nói với Trần Đức những điều này, là người có địa vị cao, ông rất hiểu một chân lý rằng. Có những lúc càng đến gần chân tướng cũng đồng nghĩa càng đến gần cái chết. Mà ông không mong muốn Trần Bát Hoang, một người lính uy dũng thiện chiến, không sợ cường địch, công huân vô vàn lại bước dần đến cái chết. Nhan lão hiểu Trần Đức, ông biết chỉ cần liên quan đến cái chết của nhóm Trương Phàm, người này nhất định sẽ điều tra đến cùng, không thể ngăn cản được. Mà việc duy nhất ông có thể làm, chính là không nói với Trần Đức những việc mà ông đã biết. Bát Hoang à, sau này có lẽ cậu sẽ có đủ năng lực giải quyết những chuyện này, nhưng dù sao cũng không phải lúc này, Nhan lão thở dài, gọi một cận vệ đến, sắp xếp chuyện Chu Hồng Diễu. Chương 829. Không đầy 10 phút, bên kia Trần Đức đã có thể dẫn Chu Hồng Diễu đi, không thể không khen một câu, đúng là người có địa vị đứng đầu Hoa Hạ, trên phương diện nào đó có quyền lực tuyệt đối. Sau khi bảo lãnh Chu Hồng Diễu ra, dưới sự sắp xếp của Hình Tông Đài, Trần Đức trở lại nhà họ Kỳ ở Ninh An. Kỳ Hàn, việc tôi bảo anh chuẩn bị đã xong chưa, vừa đến nhà họ Kỳ, Trần Đức hỏi ngay. Đã chuẩn bị xong rồi, Kỳ Hàn gật đầu, tôi đã mua máy in 3D hiện đại nhất, đồng thời cũng mời tới một số chuyên gia về phương diện này đến giúp đỡ. Tốt, Trần Đức nói với Chu Hồng Diễu, ông Chu, ông không ngại tái hiện tướng mạo, mặt mũi những người ông nhìn thấy năm đó chứ. Không thành vấn đề, lão phu luôn giúp người giúp tới cùng, huống chi. Huống chi cậu đã giúp tôi ra khỏi tù, có chút việc này thì nhằm nhò gì, Thành Kỳ Võ và Chu Diệu Hoa đều đã chết, những gì nên nói Chu Hồng Diễu cũng đã nói, làm thêm một việc ông ta cũng chẳng ngại ngần gì. Được rồi, Kỳ Hàn, tôi giao ông Chu cho anh. Ừ, cậu yên tâm. Kỳ Hàn dẫn theo Chu Hồng Diễu rời đi. Trần Đức vốn định quay trở về thành phố Tần một chuyến thăm Tử Hàm và mọi người, nhưng không tới 10 phút sau, Âu Dã Thanh Vũ đột nhiên đến nhà họ Kỳ. Cô ta vẫn luôn xinh đẹp như thế, hệt như một tiên nữ trong trắng thuần khiết, cho dù đứng ngay trước mắt vẫn toát ra tiên khí kỳ ảo, mông lung, trang phục màu tím là lướt cuốn bay theo thân hình hoàn mỹ lắc lư dảo bước, đẹp đẽ mà lạnh lùng. Anh Trần, thứ anh muốn chúng tôi đã chuẩn bị xong, tôi đến đón anh đi xem. Nhanh vậy sao? Trần Đức kích động, thanh kiếm anh đoạt đi từ tay Vân Huyền Thương không đã theo Âu Dã Thanh Vũ về thẳng nhà họ Âu Dã, hành động vô cùng kín đáo, không đánh động bất kỳ kẻ nào. Hai ngày tôi không ở đây, những kẻ phản bội nhà Âu Dã có còn tìm đến cô không? Trần Đức áy náy hỏi, vốn anh đã nhận lời sẽ bảo vệ Âu Dã Thanh Vũ ba ngày, không ngờ mới hơn một ngày mà đã phá hỏng buổi biểu diễn của cô. Không có, trong nhà thu lưới sớm, một lưới bắt hết, Âu Dã Thanh Vũ cười duyên, thế nào? Cậu Trần đây áy náy trong lòng à? Đúng là có một chút, Trần Đức cười nhạt. Âu Dã Thanh Vũ tinh quái nháy mắt mấy cái, được rồi, hay là trả long ngâm lại cho tôi, vậy coi như hòa. Mơ đi, biết ngay là không mà, Hayis, thật ra long ngâm ở trong tay anh chả phải chuyện tốt lành gì, nói không chừng chị tôi sẽ giết anh đó. Nói đến đây, Âu Dã Thanh Vũ đẩy cửa một căn phòng ra, cửa vừa mở, một làn gió mát phả vào mũi. Trong không khí tràn ngập mùi nước hoa nữ tính. Lọt ao tầm mắt chính là một căn phòng. Một căn phòng rộng rãi thoáng đãng, một căn phòng thuộc về phụ nữ. Trong phòng ngăn nắp sạch sẽ, bày biện đồ trang điểm linh tinh, giày cao gót cùng với trang phục lộng lẫy, váy vóc, tất chân, vi vi đủ kiểu dáng. Ở ngay giữa phòng là một cái giường tròn rất lớn ít nhất vừa cho 3-4 người nằm. Hừm, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Trần Đức vô cùng ngạc nhiên. Đưa tôi đến đây làm gì hả? Chương 830. Đừng nghĩ linh tinh, ở đây ngoài mặt là phòng của tôi, thật ra, Âu Dã Thanh Vũ đi đến trước bàn trang điểm, kéo một ngăn kéo ra, trong nháy mắt chạm vào một cơ quan nào đó, một chiếc bình phong trong phòng đột nhiên di chuyển. Là trọng địa luyện binh của gia tộc Âu Dã chúng tôi. Phía sau bình phong hiện ra một cánh cửa. Âu Dã Thanh Vũ đưa con người sát vào máy quét mắt, một lát sau, cánh cửa kia mở ra. Một con đường hẹp hai bên khảm dạ Minh Châu xuất hiện, đi theo tôi. Sau khi Âu Dã Tha Vũ và Trần Đức bước vào, trong đường hầm, từng ngọn đèn bừng sáng, hai người nhanh chóng đi đến một nơi rất to, rộng và sáng sủa. Chung quanh bày biện các loại hỏa lò, nồi hơi đủ kiểu,
mặc dù không đỏ lửa, nhưng trong không khí vẫn váng vất mùi cháy khét. Ở đây chẳng qua chỉ là một lò rèn bình thường mà thôi. Âu Dã Thanh Vũ đưa Trần Đức vào một phòng đúc đặc biệt, bên trong bố trí theo hình bát quái, từng vị trí khác nhau sẽ đặt những loại binh khí khác nhau. Mà ở chính giữa là một nồi hơi vuông chằn chặn, bên trong nồi là nham thạch nóng chảy, chính là thứ dung nham đỏ rực chảy ra sau một vụ phun trào. Ở phía trước lò, có một ông già đầu tóc bạc trắng ôm cây gậy, thoạt nhìn khoảng 8-90 tuổi. Cô chủ, Tinh Vân Gia Gia, Âu Dã Thanh Vũ nhanh chóng chào hỏi ông, giới thiệu với Trần Đức, đây chính là chú kiếm sư cực mạnh của nhà họ Âu Dã chúng tôi. Chào ông, Trần Đức cung tay tượng trưng, tôi là Trần Đức, còn gọi là Bát Hoang. Cô chủ à, cậu ta là chồng chưa cưới của cô cả hả? Đôi mắt Âu Dã Tinh Vân lóe sáng, quan sát Trần Đức từ trên xuống dưới một lượt. Phải, Âu Dã Thanh Vũ nhẹ nhàng gật đầu, anh ta là người sở hữu kiếm tâm của Thanh Long Ngâm đó. Kiếm tâm, Trần Đức lần đầu nghe thấy danh từ này. Phải, là kiếm tâm, có việc chưa nói với anh, Thanh Long Ngâm gồm có kiếm thân và kiếm tâm. Kiếm tâm là đoạn kiếm, từ kiếm thân mà ra, kiếm thân hiện ở chỗ chị tôi, Âu Dã Thanh Vũ giải thích, như vậy, nó mới có thể trở thành tín vật định hôn, kiếm tâm và kiếm thân hợp nhất mới có thể trở thành kiếm long ngâm hoàn chỉnh. Được rồi, bạn nhỏ, tôi khuyên cậu vẫn là nên trả kiếm tâm lại cho gia tộc Âu Dã đi. Mặc dù thực lực của cậu rất mạnh nhưng, vẫn không xứng làm vị hôn phu của cô chủ lớn đâu, Âu Dã Tinh Vân nói chuyện rất không khách khí, cậu và cô ấy so ra. Một bên là con kiến nhỏ nhất trên thế giới còn một bên là vầng trăng sáng trên bầu trời, mặt trời sáng chói, mong cậu tự biết lượng sức mình. Tôi không cần ông lo lắng, giọng điệu của Trần Đức bình thản, rất có hứng thú nói, lẽ nào tôi không làm vị hôn phu của cô ấy, để ông làm sao? Cậu, được rồi, ông nội Tinh Vân, những gì nên nói cháu đã nói rồi, Âu Dã Thanh Vũ nói lớn, ông vẫn là nên bắt đầu giúp anh ấy đúc kiếm và vạc đi. Trong bát quái đá có một viên đá trắng như ngọc. Đó là thiên phương thạch. Mặc dù là đá nhưng độ tinh xảo, mật độ và độ cứng của nó mạnh hơn thép, kim cương rất nhiều. Trong thế tục, nó giống như của quý. Chương 831. Được rồi, nếu đã như vậy thì tôi sẽ không nói nhiều nữa. Âu Dã Tinh Vân thở dài, đưa kiếm của Vân Huyền Thương không cho tôi đi. Sau đó, cậu ra ngoài đợi, tôi sẽ giúp cậu đúc. À! Trần Đức không đưa kiếm cho ông ta, mà hỏi, hình như tôi chỉ cần vật liệu, không cần ai giúp tôi đúc cả. Hả, cậu chủ Trần, chế tạo vũ khí, dù là đúc kiếm hay đúc vạc, không chỉ cần vật liệu tốt mà còn phải có thợ đúc giỏi. Ông nội Tinh Vân có thể nói là thợ đúc đứng đầu Hoa Hạ đấy. Vốn dĩ ông ấy đã ở ẩn rồi, lần này là do tôi đặc biệt mời ông ấy đến đây đấy. Âu Dã Thanh Vũ ngừng lại một lát, hỏi tiếp, cậu chủ Trần, lẽ nào? Anh muốn tự đúc? Đúng vậy. Trần Đức nói, Thanh Vũ, cô mời ông ấy ra ngoài đi, tôi không cần thợ đúc. Âu Dã Thanh Vũ nói không sai, đúc, quả thực là có vật liệu tốt thôi chưa đủ mà còn cần phải có một thợ đúc thành thạo nghề này. Bất kể là đúc dao dùng trong nhà bếp thông thường, hay các loại binh khí của các võ giả, vật liệu giống nhau rơi vào tay của những người khác nhau, kết quả thứ họ tạo ra là những thứ hoàn toàn khác biệt. Cũng chính vì vậy nên Trần Đức mới không cần thợ đúc, anh nói thêm. Tôi tin tôi có thể tự mình làm được, không cần sự giúp đỡ của vị thợ đúc này. Cậu chủ Trần, tôi thấy anh vẫn là nên cân nhắc thêm, trong lòng Âu Dã Thanh Vũ rất cạn lời, mặc dù Trần Đức có thể miễn cưỡng xem là võ giả cấp bậc thiên tài, nhưng đúc kiếm và luyện võ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Thợ đúc hàng đầu có thể chỉ là một võ giả luyện khí kỳ. Còn võ giả long tượng kỳ, linh căn kỳ chưa chắc đã thành thạo việc đúc. Tôi thực sự không cần. Trần Đức không cần suy nghĩ đáp, tôi tự đúc cũng có thể đúc tốt hơn. Bạn nhỏ, ngành đúc này cần phải trải qua muôn ngàn thử thách và tích lũy kinh nghiệm mới thành, Âu Dã Tinh Vân có chút khó xử, đồng thời cũng hơi khó chịu, cùng một loại vật liệu nằm trong tay hai người khác nhau, cho dù có thể chế tạo ra binh khí hay là thứ khác thì giá trị cấp bậc đều không giống nhau đâu. Có nói Âu Dã Tinh Vân là thợ đúc bậc nhất của Hoa Hạ cũng không ngoa chút nào. Ngay cả kỹ thuật đúc của các vị lão làng thuộc nhà nước Hoa Hạ cũng yếu hơn ông ta rất nhiều. Chính nhờ có ông ta và những ông lão khác trong gia tộc Âu Dã nên gia tộc Âu Dã mới có thể trụ vững ở đỉnh cao trong ngành đúc binh khí, mới có thể giúp gia tộc Âu Dã sừng sững đứng trong danh sách 36 gia tộc địa sát. Có thể nói ông ta chính là đại diện cho đỉnh cao của kỹ thuật đúc. Vậy mà bây giờ, Trần Bát Hoang lại,
không cần ông ta. Đùa gì vậy? Ông ta cảm thấy Trần Đức có chút kiêu ngạo quá mức, không thể không nói mấy lời dạy dỗ, người trẻ tuổi thì phải học tập rèn luyện nhiều hơn, cậu còn trẻ như vậy, cho dù thực sự biết đúc, bắt đầu hành nghề từ trong bụng mẹ thì cũng chỉ mới có 20 mấy năm kinh nghiệm, so với tôi nhất định là không bằng. Thanh Vũ đặc biệt nhờ tôi đến giúp cậu nên tôi mới đứng ở đây, cơ hội hiếm có, đừng bỏ lỡ. Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng, tôi thật sự không cần, Trần Đức không muốn đả kích ông lão trước mặt, nhưng ông ta lại dạy dỗ anh nên đành phải nói, kỹ thuật đúc của tôi có lẽ là cao hơn ông. Bạn nhỏ, đừng quá mức tự tin và kiêu ngạo như vậy. Nếu không cần tôi giúp đỡ, cậu nhất định sẽ thất vọng đấy, Âu Dã Tinh Vân nhất thời càng thêm khó chịu. Cao hơn ông ta. Chương 832. Khoác lác gì chứ? Xét về kỹ thuật đúc, ông ta là đỉnh cao. Đã từng thấy phía trên đỉnh cao còn có đỉnh cao nào không? Nếu không phải Âu Dã Thanh Vũ đích thân mời ông ta đến, làm nũng đủ kiểu, cộng với vật liệu là thiên phương thạch và thanh kiếm của Vân Huyền Thương không thì không đời nào ông ta đến đây, chứ đừng nói là đích thân ra tay. Thanh Vũ, nếu như người bạn này không biết ơn vậy thì bỏ đi, Âu Dã Tinh Vân cười khẩy, phất tay áo nói với Trần Đức, tôi không thèm giúp nữa, chỉ tiếc viên thiên phương thạch đó. Nói xong không đợi Trần Đức lên tiếng đã đi ra ngoài, Âu Dã Thanh Vũ nhìn Trần Đức rồi nhìn Âu Dã Tinh Vân, cô cũng ra ngoài đi, vẻ mặt Trần Đức không chút thay đổi nói, mọi người có thể quan sát bên ngoài, nhưng trong phòng này không thể có người khác. Vậy, cậu chủ Trần, tôi ra ngoài đây. Âu Dã Thanh Vũ khẽ thở dài. Trần Đức thực sự quá kiêu ngạo, cô ta cảm thấy vật liệu của thiên phương thạch và thanh kiếm của Vân Huyền Thương không e là sẽ bị lãng phí thôi. Bên ngoài. Âu Dã Tinh Vân không vội rời đi, ông ta sẽ đứng đây chờ xem Trần Bát Hoang làm thế nào mà cao hơn ông ta, sẽ chế tạo ra loại rác rưởi gì. Nói đi, tới nhà tôi làm gì, còn miệng vết thương của cô nữa. Tại sao lại bảo tôi đi, rốt cuộc là ai tới? Một chuỗi vấn đề như liên hoàn pháo bắn về phía Tưởng Sơ Linh, bấy giờ cô ta mới nhớ tới mục đích mình đến đây, vẻ mặt lập tức trở nên hết sức khó coi. Trần Bát Hoang, trước đó tôi đã quá coi nhẹ anh rồi. Thế nên, tôi chân thành xin lỗi anh. Biết sai để sửa mới là bé ngoan. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, khuôn mặt Trần Đức vẫn lạnh tanh như không, đợi cô ta nói tiếp. Vết thương của tôi là do lão tổ của nhà họ Hàn Hàn Huyền Tông gây nên. Ông ta, đã giết chết đồng đội của tôi và cũng biết là anh diệt nhà họ Hàn. Ông ta thả tôi đi là để tôi trở về báo cho anh biết. Báo cho tôi cái gì? Trả thù. Tưởng Sơ Linh đáp. Ông ta nói, anh đã xóa sổ nhà họ Hàn thì ông ta sẽ diệt cả nhà anh. Mà người ông ta muốn giết đầu tiên chính là anh, nhiều nhất là 3 tiếng nữa ông ta sẽ đến thành phố Tần. Trần Bát Hoang, ông ta, thật sự rất mạnh, anh mau rời khỏi thành phố Tần đi. Cấp trên của tôi rất coi trọng anh, ông ấy và tôi đều hy vọng anh sống để phục vụ cho Tổ quốc. Đi, tại sao phải đi, Trần Đức cười nói, được rồi, bên kia có phòng, cô có thể ngủ một lát. Còn tôi sẽ ngồi đây chờ ông ta đến giết mình. Anh, vẻ mặt Tưởng Sơ Linh lập tức trở nên lạnh lùng, cô ta vừa mới có đổi mới về thái độ của Trần Đức, giờ lại thấy khó chịu, sao anh lại kiêu ngạo thế nhỉ? Đó là lão tổ nhà họ Hàn đấy, một mình ông ta thôi đã đủ để chống đỡ cả một gia tộc lớn rồi. Tôi hiểu và cũng biết ân oán giữa anh và nhà họ Tạ. Lẽ nào anh nghĩ rằng có thể đánh bại Tạ Phương Kiệt là có thể đánh thắng được Hàn Huyền Tông chắc? Đúng là mấy năm trước, Hàn Huyền Tông quả thật đã thua trong tay Tạ Phương Kiệt. Nhưng, đó là mấy năm trước. Chương 833. Tưởng Sơ Linh sốt ruột nói, cô ta phải khuyên Trần Bát Hoang rời khỏi đây. Đây là nhiệm vụ mà cấp trên giao cho cô ta. Trong đầu Tưởng Sơ Linh nhớ đến những đồng đội đã chết của mình thì lòng lại nóng như lửa đốt, cảm xúc của cô ta trở nên vô cùng bực bội, tức giận, dồn dập nói, gần như là gầm lên. Tôi nói thật cho anh biết, mấy năm nay, chắc chắn Hàn Huyền Tông đã gặp được cơ may nào đó. Hôm nay, mấy đồng đội của tôi và một gã đại tông sư âm thầm bảo vệ tôi đã bị ông ta giết chết chỉ bằng một bàn tay. Anh không đi thì chắc chắn sẽ chết, anh có hiểu đạo lý này không vậy? Đại tông sư, đây là lần đầu Trần Đức nghe thấy cái tên này, mạnh lắm hả? Lẽ nào không còn lựa chọn nào khác sao? Anh đã đánh nhau với Tạ Phương Kiệt nên chắc cũng biết rõ thực lực của hắn ta mà đúng không? Hắn ta cùng lắm chỉ là tông sư thôi, một bàn tay của đại tông sư bảo vệ tôi là có thể giết chết hắn ta rồi.
Mắt thấy thời gian dần trôi, Tưởng Sơ Linh có chút sốt ruột, vội nói. Giờ, anh đã biết Hàn Huyền Tông mạnh cỡ nào chưa? Anh cho rằng mình có thể là đối thủ của ông ta sao? Trần Bát Hoang, anh vẫn còn rất yếu nên không thể tưởng tượng nổi ông ta đáng sợ như thế nào đâu. Ồ, xong, đối mặt với sự sốt ruột của Tưởng Sơ Linh, Trần Đức vẫn bình chân như vậy, chỉ nhàn nhạt ồ một tiếng, cũng không tính đi hay lo lắng chút nào. Sắc mặt Tưởng Sơ Linh hết sức khó coi, tràn ngập vẻ lo lắng, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Trần Bát Hoang, sao anh lại cứng đầu như vậy hả? Nếu anh mà chết thì lẽ nào không thấy xấu hổ với bạn, với những người đặt lòng tin vào anh sao? Lão già Hàn Huyền Tông tu hành nhiều năm như vậy, còn anh mới bao lâu? Lẽ nào anh sẽ là đối thủ của ông ta chắc? 2. Trần Đức thở dài, cái cô Tưởng Sơ Linh này vẫn còn ngốc quá, để tránh cho cô ta tiếp tục khuyên, anh đành phải giải thích, cô có thể trở về là vì Hàn Huyền Tông thả cô về. Tôi hỏi cô nè, nếu ông ta thả cô về thì điều này nói lên cái gì? Tưởng Sơ Linh ngẩn người, rồi chợt hiểu ra. Đúng thế. Hàn Huyền Tông sống cả mấy chục năm, không phải đồ ngu, cũng không khờ, lẽ nào thả mình về lại không biết mình sẽ bảo Trần Bát Hoang chạy mau. Không, ông ta chắc chắn biết. Đã biết mà còn thả cô ta đi thì chỉ có thể nói lên một điều là ông ta không lo Trần Bát Hoang sẽ chạy. Hoặc là nói, ông ta có lòng tin bất kể Trần Bát Hoang chạy đến đâu thì đều có thể tìm ra. Đúng rồi. Bạn bè, người thân của anh đều ở thành phố Tần. Anh có thể chạy, nhưng họ lại không thể. Chỉ cần còn có tình cảm thì anh không thể vứt bỏ họ được. Tưởng Sơ Linh nói xong bèn im lặng. Dù Trần Bát Hoang không có chút tình cảm nào thì anh có khả năng chạy được chắc. Hiển nhiên là không thể. Lão tổ nhà họ Hàn dám để cô ta trở về báo tin thì chắc chắn có nắm chắc và tin rằng có thể giết chết Trần Đức. Mục đích ông ta để mình về báo tin chỉ là vì làm Trần Bát Hoang sợ hãi, rồi chạy trốn thôi. Chương 834. Phòng khách chợt trở nên yên tĩnh, Tưởng Sơ Linh cầm lấy di động, viết một đoạn tin nhắn báo cáo tình hình cho cấp trên. Còn Trần Đức thì rang một mâm đậu phộng, rót mấy ly rượu, thích thú nhấm nháp bình rượu trăm năm. 2 tiếng sau, ngoài cửa bỗng vang lên một chuỗi tiếng gõ cửa. Tưởng Sơ Linh lập tức như một con thỏ bị giật mình. Nhảy lên khỏi sofa, trong con ngươi lóe lên vẻ sắc bén, nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Trần Đức thấy phản ứng ấy của cô ta thì cạn lời, đặt ly rượu xuống, đứng dậy đi mở cửa. Ngoài cửa là một người đàn ông khoảng 30 tuổi, để tóc húi cua, mũi cao thẳng, hai mắt sáng ngời, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Đó là Thanh Phong. Đã mấy ngày, cuối cùng Giang Hồ Hải cũng từ Giang Bắc đi đến thành phố Tần. Xin chào chủ nhân. Giang Hồ Hải thấy Trần Đức lập tức quỳ một gối xuống. Ừ, vào đi. Giang Hồ Hải vừa đến gần cửa, Trần Đức đã cảm giác được hơi thở của ông ta, thế nên cũng không bất ngờ. Anh xoay người vào phòng khách, Giang Hồ Hải bèn theo sau. Sơ Linh. Sư Huynh. Vừa bước vào cửa, Tưởng Sơ Linh và Giang Hồ Hải đã kinh ngạc nhìn nhau. Hai người quen nhau à? Trần Đức liếc cả hai, hỏi. Vâng thưa chủ nhân, Tưởng Sơ Linh. Xem như là sư muội của tôi, Giang Hồ Hải giải thích, em ấy và tôi có cùng một sư phụ. Sau khi sư phụ chết, tôi đã tham gia vào Không Động, nên đó giờ vẫn chưa gặp lại. Anh dùng ngón tay khắc ký hiệu lên lò luyện. Cũng không biết là do ngón tay quá cứng, lực độ quá lớn, hay là chiếc lò đồng sau khi bị chân hỏa nung đốt đã trở nên mềm đi, mà đầu ngón tay anh tựa như đang nhảy múa trên cái lò, vẽ từng đám ký tự. Trần Đức không lo sẽ có người đủ sức đọc hiểu những ký tự này. Thứ nhất, những ký tự này không thể đứng một mình, cần hơn 1000 ký tự thế này mới có thể bày trận pháp. Thứ hai, muốn hình thành trận pháp, ngoài những ký tự này ra, còn cần rất nhiều linh khí. Hai thứ thiếu một cũng không được. Cho nên, cho dù người ta nhìn thấy, cũng không học nổi. Huống chi, khi bắt đầu đúc, những ký tự này cũng sẽ dần biến mất. Khoảng hơn 1 giờ sau, trên toàn thân chiếc lò đồng đã xuất hiện đầy những ký tự kỳ quái, nét cuối cùng hạ xuống, Trần Đức hít sâu một hơi, sau đó, hai tay đặt lên trên lò đồng, hét lớn. Lửa lên. Đồng thời. Phụt một tiếng. Trong lòng bàn tay anh, hai tia lửa màu trắng lại lần nữa xuất hiện, hoàn toàn bao trùm chiếc lò đồng, mà những loại binh khí khác nhau đặt ở 8 phương hướng trong phòng bát quái cũng phun lửa hừng hực, đốt cháy 8 phương vị trong phòng. Chương 835. Như vậy,
hai loại vật liệu trong lò tựa hồ đã xảy ra phản ứng nào đó, bắt đầu giao hòa, dung hợp, cuối cùng hoàn toàn hòa quyện vào một khối. Tiếp đó, lấy khuôn đúc để một bên ra, Trần Đức trực tiếp nâng lò đồng lên, đổ nguyên liệu đã hòa quyện kia vào khuôn. Rất nhanh, một thanh kiếm từ từ thành hình. Đây mới chỉ là phôi kiếm. Rất xù xì, thô kệch. Là hình thức đầu tiên, sơ khai của kiếm. Từ sơ khai thành hình, một lần nữa bỏ vào trong lò luyện, miệng Trần Đức lẩm bẩm, nghe không rõ anh nói cái gì, nhưng có thể thấy rất rõ, từ lúc đám ký tự kia xuất hiện, trên chiếc lò đồng, ký tự kia dường như có sự sống, phát ra những tia sáng kỳ lạ. Đồng thời, chung quanh lò đồng, những vật liệu cần thiết để đúc kiếm đã chuẩn bị sẵn đâu vào đó, rốt cuộc giờ phút này cũng đã có thể thể hiện công năng của mình. Ngay cả phôi kiếm lúc này cũng đang ở trên lò đồng. Cũng chính lúc đó, một cột lửa rực rỡ bốc lên từ trong lò đồng, từ bốn phương tám hướng trong lò bát quái, tám luồng hỏa diễm như tám con rồng thét gào giữa không trung, không ngừng đánh vào phôi kiếm. Lúc này, toàn bộ từ trường của không gian dường như đều thay đổi, ở một vị trí cách xa phòng bát quái, Âu Dã Tinh Vân và Âu Dã Thanh Vũ bất giác thối lui hai bước. Rõ ràng có thể thấy, nguyên liệu đã bắt đầu dung hòa với phôi kiếm thành một rồi. Những ký tự trên lò đồng lóe dáng nhức mắt, sau đó dần dần lụi tàn, còn chín luồng lửa kia lại chẳng khác nào búa thợ rèn, không ngừng đánh lên phôi kiếm, rèn đi rèn lại, rèn tới rèn lui. Choang, choang, choang. Rõ ràng chỉ là lửa, nhưng khi rơi xuống phôi kiếm cũng vang lên tiếng kêu chát chúa, cực kỳ điếc tai. Âu Dã Tinh Vân ban đầu không phục kỹ thuật rèn đúc của Trần Đức, giờ phút này trong đôi mắt già nua chỉ còn lại vô cùng kính sợ. Sắc mặt ngưng đọng, đỏ bừng, âm thanh rèn kiếm từng nhát chát chúa như đánh vào lòng ông ta, khiến ông ta tứ chi tê liệt, tan ra như cát bụi sa mạc, bay tứ tán khi cuồng phong bạt tới. Chết tiệt! Một hồi lâu, Âu Dã Tinh Vân không chịu được nữa, phun ra một câu chửi thề, hung hăng tự tát mình một cái, âm thanh đanh gọn, vang giòn, khuôn mặt già nua nhanh chóng in năm dấu tay đỏ thẫm. Ông nội Tinh Vân, Âu Dã Thanh Vũ ngạc nhiên, ông làm gì thế? Chương 836. Không, không có gì, tôi chỉ muốn xác nhận xem tôi có nằm mơ không thôi, Âu Dã Tinh Vân run rẩy nói, trái tim ông ta đã bị ngọn búa bằng lửa kia đánh cho tan tành rồi, tôi đúng à, mắt chó khinh người mà, người kia, cậu ta, rốt cuộc là ai, lai lịch thế nào vậy? Kỹ thuật rèn như thế, không cần phải nói thêm gì nữa. Trần Bát Hoang tuyệt đối ở cảnh giới cao hơn ông ta. Ông ta sống mấy chục năm chưa bao giờ nhìn thấy kỹ thuật này, từ sự hình thành thanh kiếm, có thể thấy nó sẽ sắc bén hơn kiếm bình thường, ông ta có thể cảm nhận được uy lực toát ra từ nó. Ông ta dám xác định 100%. Đây không phải một thanh kiếm tầm thường, là linh khí. Âu Dã Tinh Vân tin tưởng phán đoán của mình. Bởi vì, ông ta đã gặp được Long Ngâm, biết được hơi thở của linh khí. Đồng thời, 30 năm trước, ông ta cũng từng chính tay chế tạo một thanh linh khí. Linh khí hạ phẩm. Vật liệu từ thiên phương thạch và kiếm của Vân Huyền Thương không tuy rất quý giá, là cực phẩm, thế nhưng nếu do Âu Dã Tinh Vân chế tạo cũng chỉ có 1% cơ hội luyện thành linh khí mà thôi. 99% còn lại, cùng lắm chỉ là một thanh linh khí ai cũng có thể nhận chủ được. Nhưng mà, Trần Bát Hoang lại có thể biến nó thành linh khí. Đó cũng chính là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt là, từ dáng dấp, khí tức tỏa ra quanh thân kiếm có thể thấy được. Đây hoàn toàn không phải linh khí hạ phẩm tầm thường, mà đã là linh khí trung phẩm rồi. Cái gì gọi là đỉnh chóp của hoa hạ, so với Trần Bát Hoang, ông ta là con chó à? Nếu nói là chó thì cũng là đề cao ông ta quá rồi. Nhớ đến mình vừa định dạy cho Trần Bát Hoang một bài học, rồi nào là lên mặt dõng dạc, ánh mắt coi thường nhìn Trần Đức. Âu Dã Tinh Vân thực sự muốn tát mình thêm mấy cái. Với tình hình hiện tại mà nói, người kiêu căng, ngạo mạn, tự phụ kia là Trần Bát Hoang. Không phải. Từ đầu đến cuối, người tự phụ chính là ông ta. Âu Dã Tinh Vân cảm thấy mệt chết đi được, không chỉ mệt tim, cả người cũng mệt, thế là phịch một cái ngồi bệt xuống đất. Thực là đáng giận. Chương 837. Trần Đức không chỉ tuổi trẻ, mà còn là một võ giả cực kỳ mạnh, chưa tính tới phương diện luyện võ, anh còn là một luyện đan sư. Luyện đan thôi đã đủ yêu nghiệt rồi. Mà, mẹ nó chứ,
lại còn là một vị đại sư trong nghề rèn đúc. Đỉnh của đỉnh. Đây có khác nào một vận động viên chuyên nghiệp cấp quốc gia, vốn cho mình là số một, đánh bại tất cả vận động viên chuyên nghiệp quốc tế khác, kết quả bị một kẻ bán hàng rong nghiệp dư đánh bại. Không nghi ngờ gì nữa, tự tin bị đả kích cực mạnh. Ông Ni Tinh Vân, ông làm sao vậy? Âu Dã Thanh Vũ thấy ông ta không được khỏe lo lắng hỏi. Không sao, Âu Dã Tinh Vân uể oải ngồi dưới đất, chắc là cảm thấy hơi mệt chút. Vậy chúng ta đi trước, ra ngoài nghỉ ngơi nhé. Không cần. Âu Dã Tinh Vân xua tay, ông ta phải đợi, tận mắt chứng kiến sự ra đời của linh khí. Bây giờ, nếu không phải vì nhiệt độ quá cao và Trần Đức nói trong phòng bát quái không thể có thêm người khác thì ông ta đã xông vào từ lâu rồi, để ghi nhớ mọi kỹ thuật đúc của Trần Đức trong đầu. Loại kỹ thuật này nằm ngoài sức tưởng tượng của ông ta, cô chủ hãy nhớ kỹ, nhất định, nhất định phải lôi kéo cậu ta, cho dù không thể lôi kéo được thì nhất định phải kết thân với cậu ta, cho dù chấm CSO dù cậu ta vẫn là không xứng với cô chủ lớn, cũng không được trở mặt với cậu ta. Ông nội Tinh Vân, cháu nhớ rồi. Thanh kiếm được chế tạo cho Kỳ Hàn là một thanh trọng kiếm. Trọng kiếm vừa dày vừa rộng vừa dài. Thanh kiếm này không có cạnh sắc, cực kỳ tự nhiên. Hơn 6 giờ trôi qua, tiếng leng keng mới ngừng lại. Việc chế tạo thanh trọng kiếm cuối cùng đã hoàn thành. Lúc này cả người Trần Đức mồ hôi nhễ nhại, dù sao anh cũng chỉ là nghiệp dư trong lĩnh vực đúc kiếm, không thông thạo nhiều thứ nên gặp khá nhiều khó khăn. Khi thanh trọng kiếm thành hình cũng là lúc ngọn lửa vụt tắt. Thanh kiếm đó run bần bật. Một tia sáng bay lên bầu trời, sau đó tan biến trong phòng bát quái. Đây là dấu hiệu linh khí đã thành hình. Trần Đức cầm lấy nó và nhìn ngắm tỉ mỉ. Dùng thiên phương thạch và kiếm của Vân Huyền Thương không để tái tạo, có thể gần đạt đến linh khí trung phẩm đã là cực hạn rồi, nhìn chung thì anh vẫn khá hài lòng. Trong giới thế tục, cho dù là trong 36 gia tộc địa sát, thanh kiếm này cũng được xếp vào hàng cực phẩm rồi. Đối với những linh khí thượng phẩm như Long Ngâm, hoàn toàn là chỉ có thể gặp không thể cầu. Thực lòng mà nói, với thực lực và trình độ hiện tại của Trần Đức, cho dù có đặt vật liệu chế tạo linh khí thượng phẩm trước mặt anh thì anh cũng không thể chế tạo ra được. Đặt thanh trọng kiếm sang một bên, Trần Đức bắt đầu đúc vạc, mặc dù thiên phương thạch còn lại không nhiều nhưng như vậy cũng đủ rồi. So với việc đúc kiếm, thì đúc vạc đơn giản hơn rất nhiều, thanh trọng kiếm mất 6 giờ, trong khi một chiếc vạc có đường kính nửa mét chỉ mất chưa đầy 2 giờ. Chương 838. Khi mọi chuyện kết thúc, cho dù người mạnh mẽ như Trần Đức cũng cảm thấy mệt mỏi rã rời, cực kỳ uể oải. Thật may mắn. Mọi thứ đều như mong đợi, hoàn thành rồi. Kể từ giờ trở đi, cuối cùng anh cũng có thể luyện đan rồi. Cậu chủ Trần. Trần Đức một tay cầm kiếm, một tay xách vạc vừa bước ra khỏi phòng bát quái, Âu Dã Tinh Vân đang ngồi trên mặt đất đột nhiên lao tới như một con thỏ, sau đó quỳ xuống cái phịch, cậu chủ. Lão già cổ hủ này .xin hãy nhận lão già cổ hủ này làm đồ đệ, truyền lại phương pháp rèn binh. Âu Dã Tinh Vân quỳ xuống với vẻ mặt thành khẩn và chân thành. Hơn 8 giờ trôi qua, ông ta nhớ lại nhiều kỹ thuật khác nhau, cuối cùng cũng biết Trần Đức đã sử dụng loại nào. Trận pháp rèn binh. Từ xa xưa tổ tiên của gia tộc Âu Dã cũng đã từng sử dụng phương pháp này, nhưng tiếc là, lưu truyền đến tận bây giờ. Phương pháp rèn binh trước đây sớm đã đứt đoạn và biến mất trong quá trình lịch sử lâu đời, đến thời đại của ông ta, chỉ có thể dùng phương pháp rèn binh khác. Chỉ là, phương pháp của ông ta so với trận pháp rèn binh chỉ là cấp thấp. Cấp thấp trong hàng cấp thấp. Nếu lại có thể đạt được sự truyền thừa này, có thể để lại truyền thừa này cho gia tộc Âu Dã, cho dù phải chết ngay lập tức, ông ta cũng không chút do dự. À, Trần Đức không ngờ đến cảnh này. Ông lão khoảng 80-90 tuổi quỳ xuống trước mặt anh khiến anh hết sức kinh ngạc. Xin lỗi, tôi không nhận đồ đệ. Trần Đức biết trình độ của mình đang ở mức nào, không đủ tư cách để nhận đồ đệ, đương nhiên, điều quan trọng nhất là anh hoàn toàn không có suy nghĩ này. Phớt lời Âu Dã Tinh Vân, anh rời khỏi phòng bát quái. Ông nội Tinh Vân, ông đứng dậy trước đi, về phương pháp rèn binh đó, sai này hãy nghĩ cách. Âu Dã Thanh Vũ đỡ Âu Dã Tinh Vân dậy rồi rời khỏi mật thất. Trần Đức không ở lại gia tộc Âu Dã lâu mà trực tiếp quay lại nhà họ Kỳ, việc đầu tiên khi trở về chính là ngủ. Anh thực sự quá mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi, đến tận sáng hôm sau mới hồi phục như cũ, tỉnh dậy đi ra ngoài. Khi bước ra khỏi biệt thự, người đầu tiên anh nhìn thấy là Kỳ Hồng.
Hình như cô ta đã đợi ở ngoài cửa rất lâu. Cậu chủ Trần, anh tôi nói phía Chu Hồng Diễu đã có kết quả rồi, bảo tôi đưa anh qua đó một chuyến. Đợi tôi một lát. Trần Đức quay lại lấy trọng kiếm, dưới sự dẫn dắt của Kỳ Hồng, hai người đi đến viện chuyên nghiên cứu khoa học kỹ thuật của nhà họ Kỳ. Tại đây có rất nhiều khu vực trang bị các thiết bị khoa học kỹ thuật tiên tiến nhất, tụ hợp rất nhiều chuyên gia nghiên cứu khoa học. Chương 839. Kỳ Hồng đưa Trần Đức đến tòa nhà trung tâm, rất nhanh đã gặp Kỳ Hàn. Cậu chủ Hồng Diễu đã vẽ lại dung mạo của những người mà ông ta từng thấy trước đây rồi, tôi đưa cậu đi xem. Chờ đã, Kỳ Hàn. Trần Đức đưa thanh trọng kiếm ra, cái này cho anh. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đây là, Kỳ Hàn luôn dùng kiếm làm bạn đồng hành của mình, vừa nhìn thoáng qua là có thể thấy thanh trọng kiếm trong tay Trần Đức tốt hơn nhiều so với thanh kiếm hắn dùng trước đây, thậm chí, hắn chưa bao giờ thấy loại nào tốt như vậy. Ánh mắt hắn nhìn thanh kiếm sáng ngời, vô cùng yêu thích, nhưng vẫn từ chối, cậu chủ Trần, cái này quý giá quá, tôi không nhận nổi. Kỳ Hàn rất thích thanh kiếm trong tay Trần Đức. Nhưng hắn hiểu một đạo lý, người quân tử cũng thích tiền tài, nhưng kiếm tiền luôn có tiêu chuẩn đạo đức. Hắn, nói đúng ra, chỉ là một người đi theo Trần Đức, một tên tay sai. Một tên tay sai sao có thể nhận một thanh kiếm tốt như vậy? Nếu hắn đoán không sai thì thanh trọng kiếm trong tay Trần Đức chắc chắn là linh khí, hơn nữa còn cao cấp hơn cả linh khí hạ phẩm của Vân Huyền Thương không trước đây. Thanh kiếm này là đặc biệt làm riêng cho anh đấy, Trần Đức hỏi, anh có chắc là không cần không? Làm riêng cho tôi. Con người của Kỳ Hàn khẽ nhúc nhích, vô cùng cảm động, cậu chủ, thật sao? Đúng vậy. Trần Đức gật đầu, tôi đánh gãy kiếm của anh, đương nhiên phải đền cho anh, nếu anh thật sự không cần, vậy thì tôi chỉ có thể vứt thôi. Đừng. Kỳ Hàn vội vàng ngăn lại, hắn sợ với tính cách của Trần Đức e là sẽ thật sự vứt đi. Tôi nhận là được mà. Nhận lấy thanh trọng kiếm, tay Kỳ Hàn hơi trùng xuống. Rõ ràng, thanh kiếm này vừa to vừa dày vừa đen, dài hơn 4 thước rộng hơn nửa thước, tương đương với kích thước của thanh kiếm trước kia của hắn, nhưng lại nặng hơn nhiều. Nặng hơn ít nhất gấp 10 lần. Thanh kiếm trước kia chỉ nặng 25 kg, nhưng thanh kiếm này ít nhất phải nặng 250 kg. Ngay khi nắm được chuôi kiếm, trong tích tắc, lỗ chân lông trên cơ thể Kỳ Hàn mở ra, từ sâu thẳm trong trái tim hắn dâng lên một tình yêu sâu sắc, cảm giác đúng như Trần Đức nói, thanh kiếm này thực sự là làm riêng cho hắn. Thực sự là quá mức phù hợp với hắn. Phịch! Đột nhiên, Kỳ Hàn quỳ xuống trước mặt Trần Đức, cậu chủ, thanh kiếm này, Kỳ Hàn xin nhận, sau này nếu cậu có mệnh lệnh gì, Kỳ Hàn và cả nhà họ Kỳ tuyệt đối sẽ không chối từ. Lời nói của hắn, cực kỳ nặng nề. Mặc dù trước đó, hắn chưa từng từ chối bất kỳ mệnh lệnh nào của Trần Đức. Nhưng, hắn thực sự không thể tìm ra cách nào hoặc thứ nào khác để trả ơn, gây ấn tượng với Trần Đức. Nếu không có Trần Đức thì bố mẹ hắn, em gái hắn đã chết từ lâu rồi, chết dưới tay ông nội hắn, Kỳ Huyết Ma. Nếu không có Trần Đức, hắn đã không có được binh khí tốt như vậy. Chương 840. Điều duy nhất hắn có thể làm đó là trung thành và đi theo Trần Đức mãi mãi. Sống vì anh, chết vì anh. Lên núi giao xuống biển lửa vì anh. Anh trai quỳ xuống, tất nhiên Kỳ Hồng cũng không thể đứng, vội quỳ xuống theo, Kỳ Hồng cũng vậy, từ nay về sau bất kể cậu chủ có mệnh lệnh gì, cho dù chấm CSO dù bảo tôi làm người hầu bên cạnh, tôi cũng sẽ không nói hai lời. Đứng dậy cả đi, dẫn tôi đi gặp Chu Hồng Diễu. Trần Đức mỉm cười, đỡ bọn họ đứng lên rồi đi đến phòng mô phỏng 3D, trong phòng mô phỏng có một màn hình lớn. Chu Hồng Diễu cùng với 4, 5 vị chuyên gia vẽ phối cảnh 3D đang đứng trước màn hình. Nhìn thấy Kỳ Hàn, ngoại trừ Chu Hồng Diễu, những người khác đều cất tiếng chào, gia chủ. Mọi người vất vả rồi, Kỳ Hàn gật đầu khen ngợi, nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi, ngoại trừ Trần Đức, Kỳ Hồng và bố mẹ hắn ra, từ trước đến nay hắn luôn tỏ ra cực kỳ lạnh lùng với người lạ. Trần Bát Hoang, đây là những người mà cậu muốn biết, Chu Hồng Diễu rất già, ngồi trên ghế bành. Sau khi trải chuốt, ăn mặc gọn gàng trông ông ta cao cấp hơn hẳn. Vào lúc này, có 6 bóng người trên màn hình lớn. 5 người đàn ông và 1 người phụ nữ. Người phụ nữ này là người đi cùng đệ Ngũ Hiên. Nếu như không có gì bất ngờ, có lẽ bà ta chính là mẹ cậu. Có lẽ tôi không nhớ rõ, nhưng chắc cũng không lệch nhiều cho lắm. Chu Hồng Diễu chỉ vào người phụ nữ trên màn hình.
Người phụ nữ mặc áo lam, khuôn mặt tuổi 20, trên màn ảnh có 3 phần thanh cao, 3 phần ưu nhã, 3 phần quyến rũ, thần thái phần trên lông mày cũng khá giống với Trần Đức, đặc biệt là một đôi mắt trong veo quả thực giống y như đúc. Vừa nhìn thấy khuôn mặt này, Trần Đức gần như chắc chắn đó chính là mẹ mình, không nghi ngờ gì nữa, trong lòng anh vô cùng kích động và vui mừng. 26 năm, tròn 26 năm trước. Khi còn nhỏ, ước muốn lớn nhất của anh là hy vọng có thể biết bố mẹ mình là ai. Khi lớn lên, mặc dù cảm giác đó không bộc lộ ra ngoài mặt nhưng nó vẫn luôn chôn sâu trong lòng. Trong hơn 20 năm, đây là lần đầu tiên anh thấy mẹ mình trông như thế nào, dù chỉ là dáng vẻ của 20 năm về trước nhưng như vậy là quá đủ rồi. Anh ngây người, sững sờ nhìn người phụ nữ đó, một lúc lâu sau mới khẽ hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra, lướt mắt nhìn 5 người còn lại. Muốn tìm bố mẹ anh, muốn báo thù cho các anh em và người phụ nữ của anh thì phải bắt đầu từ 5 người này. Trong số 5 người, một người có khuôn mặt vô cùng mờ mịt, thậm chí không thể phân biệt được nét mặt. Đây là người tự nhận mình họ Trần. Năm đó, tôi hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo của người này, hay nói cách khác, tôi đã nhìn thấy nhưng không tài nào nhớ được dáng vẻ đó. Chu Hồng Diễu có một lợi thế là trí nhớ và thị lực của ông ta mạnh hơn người thường. Thường thì ông ta chỉ cần nhìn thấy một lần sẽ không bao giờ quên. Nhưng, chỉ có người đàn ông này, sau khi gặp mặt, bộ dáng của đối phương giống như một dãy mật mã phức tạp, hoàn toàn không thể nhớ được. Chương 841. Điều duy nhất tôi có thể biết là người này rất mạnh, tự xưng là họ Trần, không lớn tuổi lắm. Có lẽ chỉ khoảng 30, Chu Hồng Diễu chậm rãi giới thiệu những người trên màn hình cho Trần Đức nghe. Người mặc bộ Âu phục màu đen, dày da. Ăn mặc chỉnh tề, là đệ Ngũ Hiên. 3 người còn lại tên là Tà Vô Cương, Lâu Vạn Xuân và Phương Tâm Ngọc. Dù hơn 20 năm đã trôi qua nhưng Chu Hồng Diễu vẫn nhớ tên những người này. Nhớ rõ dung mạo của bọn họ. Điều này không chỉ nhờ vào trí nhớ và đôi mắt xuất chúng của ông ta, mà còn bởi vì sự giàu có và tài nguyên mà đệ Ngũ Hiên dành cho ông ta khi đó thực sự quá mức kinh ngạc. Cho dù là người nhà họ Chu, hay thậm chí là nhân vật cốt cán của nhà họ Chu cũng không thể chịu được sự cám dỗ đó. Thậm chí trong những năm sau đó, ông ta cũng chưa từng thấy ai vung tay hào phóng như vậy. Hơn nữa, người đàn ông tự xưng họ Trần đó thực sự là quá mạnh, nhiều năm trôi qua như vậy nhưng áp lực mà đối phương để lại cho ông ta lúc đó giống như núi Thái Sơn, ông ta vẫn còn nhớ như in. Đúng là bọn họ rồi. Khoảnh khắc nhìn thấy Tà Vô Cương, Trần Đức lập tức nhận ra gã. Đây chính là Tạ Vô Cương, người đi cùng Tạ Phương Kiệt lúc đó và đã nhảy xuống máy bay trực thăng của Tạ Phương Kiệt. Tạ Vô Cương cực kỳ mạnh mẽ, nhưng lại chết dưới tay anh. Có thể đi cùng Tạ Vô Cương, chắc chắn là kẻ đã giết các anh em của anh. Người họ Trần đó rất mạnh, vậy 3 người còn lại thì sao? Cuối cùng, Trần Đức lên tiếng hỏi, ví dụ, người tên Tạ Vô Cương này. Hắn, chính là Lâu La trong đám Lâu La. Là kẻ yếu nhất và nhỏ tuổi nhất trong 3 người đó, Chu Hồng Diễu nói, tôi có thể cảm nhận được, tên là Tà Vô Cương này chính là chó liếm, bất kể là người họ Trần hay Lâu Vạn Xuân hay Phương Tâm Ngọc cũng đều không xem hắn ra gì. Trong số bọn họ, ngoài người họ Trần, Lâu Vạn Xuân là người mạnh nhất. 26 năm trước hắn đã là cường giả Long Tượng Kỳ đỉnh phong, Phương Tâm Ngọc cũng là cường giả Long Tượng Kỳ sơ kỳ. Có NIE huyền yêu.so với người họ Trần. Bọn họ vẫn còn quá yếu, cho đến bây giờ, Chu Hồng Diễu vẫn cảm nhận được sức mạnh của người họ Trần đó, điều này cho thấy đối phương đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng ông ta đến mức nào. Phương Tâm Ngọc, Kỳ Hàn đứng bên cạnh Trần Đức, khi nghe đến cái tên này hắn luôn cảm thấy có chút quen thuộc, khẽ nhíu mày, đến tận lúc này, hắn mới sực nhớ ra, người tên Phương Tâm Ngọc này, không phải là võ giả mạnh nhất xuất hiện ở Vân Bắc 6 năm trước sao? Hả? Đột nhiên! Trần Đức nhìn về phía Kỳ Hàn hỏi, anh biết người này. Cùng lúc đó, trong một biệt thự lớn ở thành phố Úc Đảo, tỉnh Thượng Võ, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đang khoanh chân ngồi trên mặt đất trong sân. Xung quanh người ông ta có một loại ma lực quỷ dị khiến hàng chục chiếc lá rơi xuống đang từ từ xoay quanh thân thể ông ta. Nếu Trần Đức ở đây thì anh nhất định sẽ nhận ra, ông ta chính là Phương Tâm Ngọc. Mặc dù ngoại hình của ông ta già hơn trong trí nhớ của Chu Hồng Diễu, cũng có bộ râu dài 10cm, nhưng nét mặt của ông ta không thay đổi nhiều, lông mày rậm, mắt đan phượng, mũi diều hâu. Chương 842. Đúng lúc này, cửa sân bị đẩy ra,
một thanh niên 28-29 tuổi đẩy cửa bước vào, trên thắt lưng đeo thái đao, cung kính khom lưng, sư tôn. Lá cây rơi xuống đất, Phương Tâm Ngọc mở mắt ra, có chuyện gì? Sư tôn, sau khi Tà Vô Cương chết, không phải sư tôn bảo con theo dõi Trần Bát Hoang sao? Mới một ngày trước, hắn đã đưa Chu Hồng Diễu rời khỏi nhà tù rồi. Ngoài ra, Thành Kỳ Võ và Chu Diệu Hoa đều chết trong tay hắn. Ồ, Phương Tâm Ngọc đứng dậy, nhẹ nhàng vuốt râu, tên này quả thực rất có bản lĩnh, có vẻ là đã biết thân phận của ta rồi. Chuyện này con không rõ lắm, Chu Hồng Diễu đã bị đưa tới nhà họ Kỳ. Nhà họ Kỳ rất cảnh giác, dưới tình huống phải che giấu thân phận, đệ tử tạm thời không vào được. Khoảng thời gian này con bí mật theo dõi Trần Bát Hoang, vậy mà hắn không phát hiện ra con sao? Phương Tâm Ngọc ngồi dưới gốc cây cổ thụ, trên chiếc ghế đan bằng mây, gió thổi qua, bộ râu khẽ đung đưa theo, quả thực có chút phong độ của tiên nhân. Tạm thời vẫn chưa, hắn rất cảnh giác, kỳ thực, để không bại lộ thân phận con chưa từng thực sự tiếp cận hắn, sắc mặt tên đệ tử tức giận, khó hiểu, phẫn uất nói, sư tôn, sao không để con trực tiếp giết chết hắn? Sao lại phải che giấu thân phận? Đừng sốt ruột, huyết lãnh. Trước khi giết người phải xem hắn có xứng để con động thủ không, hiểu chưa, Phương Tâm Ngọc bình tĩnh nói, nhớ kỹ, có những chuyện phải giữ bình tĩnh, có thể, sẽ có người giúp chúng ta giết hắn. Ý sư tôn là nhà họ Thành, nhà họ Chu sao, huyết lãnh hỏi. Không sai. Phương Tâm Ngọc vuốt râu, cười nhẹ, nhà họ Chu và nhà họ Thành sẽ thay chúng ta giết hắn. Trong nhà họ Kỳ, Kỳ Hàn nhìn chằm chằm vào Phương Tâm Ngọc một lúc, sau đó mới nói. Tôi không chỉ biết mà còn đã từng gặp ông ta. 6 năm trước, ông ta từng đến Vân Bắc, còn đấu với Thành Khuê Phong một trận. Thành Khuê Phong, đây lại là vị nào? Nhà họ Thành, Trần Đức hỏi. Đúng vậy, ông ta là ông nội của Thành Kỳ Võ và là bố của gia chủ nhà họ Thành, Thành Cực An. Thực lực của lão ta có thể nói là đại diện cho đỉnh cao của Vân Bắc. Đương nhiên, đó là trước khi Phương Tâm Ngọc xuất hiện. 6 năm trước Thành Khuê Phong đã là cường giả linh căn kỳ, nhưng ông ta vẫn thua Phương Tâm Ngọc. Trong trận đấu đó, Phương Tâm Ngọc chỉ dùng một chưởng. Một chưởng đó khiến Thành Khuê Phong bị thương nặng. Lúc đó, Thành Khuê Phong vẫn là gia chủ của nhà họ Thành. Chính vì một chưởng đó nên Thành Cực An đã thế chỗ ông ta. Nhiều năm qua, Thành Khuê Phong rất hiếm khi xuất hiện, nghe nói là đang dưỡng thương. Cho nên ông ta mệnh danh là võ giả mạnh nhất Vân Bắc. Tôi hiểu rồi. Trần Đức hít một hơi thật sâu, chẳng lẽ, muốn tìm được Phương Tâm Ngọc, anh phải bắt đầu từ Thành Khuê Phong. Chương 843. Dù Phương Tâm Ngọc hay Lâu Vạn Xuân có mạnh đến đâu, anh cũng phải tìm bằng được, phải giết hết. Để cúng tế linh hồn của những người anh em trên thiên đường. Đột nhiên một loạt tiếng rung vang lên, là điện thoại của Kỳ Hàn, hơn nữa còn là điện thoại riêng. Không nhiều người biết số điện thoại riêng của hắn, ngoại trừ Trần Đức, chỉ có một số thành viên quản lý chủ chốt của nhà họ Kỳ biết. Alo, có chuyện gì? Gia chủ nhanh đến từ đường đi.gia chủ nhà họ Thành và gia chủ nhà họ Chu đang ở từ đường của chúng ta, bọn họ nói nếu như gia chủ không đến thì sẽ đập nát từ đường. Nhà họ Thành, nhà họ Chu. Đúng vậy, ngoài bọn họ, còn có một người tên, Lục Phong. Cái gì? Tâm trạng của Kỳ Hàn trùng xuống. Không ngờ vừa nhắc Tào Tháo đã đến. Không cần nói hắn cũng biết nhà họ Chu và nhà họ Thành đến đây làm gì. Nơi này dù là thành phố Ninh An, nhưng đối với nhà họ Chu gia tộc đứng đầu và nhà họ Thành gia tộc đứng thứ hai thì nhà họ Kỳ chỉ là rác rưởi, là cạn. Đừng nói gia chủ hai nhà, ngay cả một người thuộc lớp trẻ như Thành Kỳ Võ cũng dám coi nhà họ Kỳ như một cái chợ, quán trà, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thế nên, họ có thể tới Ninh An và tới nhà họ Kỳ cũng không kỳ lạ. Kỳ Hàn biết, bọn họ tuyệt đối là đến vì Trần Đức. Thế nhưng, điều làm hắn bất ngờ là Lục Phong cũng tới. Kỳ Hàn là một thành viên trong gia tộc lánh đời nên sao có thể không biết Lục Phong. Mấy ngày nay, giới lánh đời bọn họ đã lộn tùng phèo do ông ta đến. 10 vị trí kia giống như một ổ bánh ngọt, ai cũng muốn ăn một ngụm, chiếm lấy một vị trí. Thế nên, họ không muốn biết có một cao thủ đến từ Côn Luân Hư như Lục Phong cũng khó. Đây chính là người mạnh hơn cả những gia tộc lánh đời đó. Kỳ Hàn đã gặp qua rất nhiều trường hợp phô trương, nhưng
tình huống có cả hai gia chủ của gia tộc lánh đời cộng thêm một cao thủ ở Côn Luân Hư thì hắn lại chưa từng thấy. Cũng chẳng ngờ sẽ gặp được việc này. Kỳ Hàn khẽ cắn môi rồi nói, thưa cậu, Chu Hồng Vận và Thành Cực An đã tới, cậu cứ trốn đi đã, tôi sẽ ra gặp họ. Ồ, vừa hay, tôi cũng muốn tìm họ, tới đúng lúc ghê, sắc mặt Trần Đức vẫn bình tĩnh như không, anh biết hai nhà Chu Thành sớm muộn gì cũng tìm tới cửa, nhưng không ngờ lại đến nhanh vậy. Giờ mới bao lâu? Mới một ngày một đêm thôi mà nhà họ Thành và Chu đã xông đến thì đúng là chẳng thèm coi nhà họ Kỳ và những gia tộc ở thành phố Ninh An ra gì. Thưa cậu, Kỳ Hàn nói, hai lão già đó có thực lực rất mạnh, có lẽ cậu không phải đối thủ của họ đâu. Huống chi, ngoài họ ra còn có Lục Phong của Côn Luân Hư cũng đến. Ba người họ cùng nhau tới thì rất mạnh. Hai từ rất mạnh được Kỳ Hàn nhấn mạnh. Chương 844. Ba người kia quả thật xứng với hai từ rất mạnh. Ít nhất, bất cứ ai trong họ ra tay cũng có thể khiến Kỳ Hàn tan xương nát thịt, nghiền thành cám và phá hủy nhà họ Kỳ. Ba cao thủ đến nhà họ Kỳ nên cả gia tộc đều chìm trong bầu không khí căng thẳng. Giờ phút này, đền thờ của nhà họ Kỳ đứng đầy người. Chỉ cần là thành viên nòng cốt của gia tộc thì đều đến đây, giữa đám người đứng một nam một nữ, họ là bố mẹ của Kỳ Hàn, Kỳ Ngọc Thư và Lâm Lam. Kỳ Hàn không ở thì nhà họ Kỳ do họ làm chủ. Mà lúc này, ngồi ở ba chiếc ghế trước đền thờ cũng không phải người nhà họ Kỳ. Lục Phong để râu quai hàm. Mặc một bộ đồ đơn giản ngồi chính giữa, trong tay đang vân vê hai viên sắt to bằng quả óc chó, nhắm mắt không biết đang nghĩ gì. Bên trái là Chu Hồng Vận cao 1m6, đội chiếc mũ phớt. Bên phải là gia chủ nhà họ Thành Thành Cực An, cạnh ông ta là một cây gậy ba tong được làm bằng ngọc. Ba người ngồi đó không nói gì. Bên trong đền thờ áp lực đến khó thở, không ai dám nói chuyện. Trong không khí giống như vắt ngang một ngọn núi khổng lồ ép tới 200.300 người trong ngoài đền thờ của nhà họ Kỳ mặt mày tái nhợt, hô hấp khó khăn, tim đập thình thịch. Đúng vậy. Đó chính là sức mạnh của gia chủ hai nhà Chu Thành và Lục Phong. Họ thật sự rất mạnh. Khoảng 5 phút sau, Chu Hồng Vận cuối cùng cũng mở miệng, trong mắt ông ra lóe lên sát khí và tức giận nói. Thời hạn tôi cho mấy người đã đến, Kỳ Hàn, Trần Bát Hoang. Chu Hồng Diễu lại chẳng tên nào xuất hiện. Nhà họ Kỳ các người không coi Chu Hồng Diễu tôi hay gia chủ nhà họ Thành và Lục tiền bối ra gì đúng không? Nếu không phải Lục Phong đang ở đây thì ông ta đã sớm giết người để trả thù và diệt sạch nhà họ Kỳ rồi. Gia chủ Chu, con trai tôi không ở nhà, hay là ông chờ thêm một lát nữa, Kỳ Ngọc Thư giống như tên của mình, mặt mày như ngọc toát lên vẻ thư sinh. Ngoài miệng ông ta nói vậy, nhưng trên thực tế đã lén cử người đưa Kỳ Hàn và một số mầm mống tốt của nhà mình rời đi. Chỉ cần mầm mống của gia tộc vẫn còn thì nhà họ Kỳ sẽ không bao giờ bị diệt. Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày họ vùng dậy thêm lần nữa. Và lại, còn đứng ở vị trí cao và đi được xa hơn. Kỳ Ngọc Thư có lòng tin ấy. Vốn, Kỳ Hàn cũng có tư chất cực tốt, huống chi, bên cạnh thằng bé còn có một Trần Bát Hoang. Bọn họ vẫn còn trẻ và cần chính là thời gian. Một khi trưởng thành thì chắc chắn sẽ vượt xa đám thế hệ trước như họ. Ha ha, Thành Cực An bỗng cười, tiếng cười trầm khàn như tiếng quả kêu mang đầy mùi vị chết chóc khiến người ta cảm thấy lo sợ. Chương 845. Ông ta liếc Kỳ Ngọc Thư rồi ngó sang Lâm Lam và mỗi một người trong nhà họ Kỳ, thu hết vẻ sợ hãi trên gương mặt họ vào mắt, âm u lạnh lùng nói. Nhà họ Kỳ định bao che cho họ hả? Thành Cực An vừa dứt lời thì bỗng ra tay, linh khí điên cuồng xông ra theo một quyền như vũ bão của ông ta rồi đánh vào đùi phải của Kỳ Ngọc Thư. Rắc! Vào khoảnh khắc ấy, hầu như chẳng ai thấy được chân của Kỳ Ngọc Thư đã gãy. Giống như bị một đao chặt đứt, trực tiếp mất một khúc. Kỳ Ngọc Thư trơ mắt nhìn chân mình gãy, nhưng lại không thấy đau. Quá nhanh! Nhanh đến nỗi thần kinh của ông ta không cảm thấy đau, khoảng 10 giây sau. Kỳ Ngọc Thư mới thấy đau đớn chuyển đến, rồi kêu lên một tiếng, ngã xuống đất, mặt mày tái mét chẳng có chút máu. Ngọc Thư, Lâm Lam hoảng sợ, nước mắt không kìm được chảy xuống, trên người bà ta dính đầy máu bắn ra từ phía chồng mình. Mùi máu tươi như một cây kim bén nhọn đâm vào trái tim bà ta khiến Lâm Lam hết sức đau đớn. Tôi, không sao, Kỳ Ngọc Thư cố nén đau nhức, trong mắt tràn ngập tơ máu, run giọng nói. Nhưng ở trước mặt người phụ nữ của mình, ông ta vẫn cố cười. Bên trong đền thờ, mọi người trong nhà họ Kỳ đều trợn to hai mắt nhìn.
chỉ một chiêu. Rốt cuộc Thành Cực An mạnh cỡ nào? Ông ta cách Kỳ Ngọc Thư tận 3 mét đó. Cách 3 mét mà một chiêu đã xử lý được kẻ địch. Cái chân này coi như là sự trừng phạt vì các người không nghiêm túc làm việc. Tôi chỉ đợi thêm 10 giây, 10 giây sau, nếu Kỳ Hàn không xuất hiện, vậy. Tôi sẽ lấy thêm một cái chân khác của ông ta, Thành Cực An chống gậy ba tong, ánh mắt kiêu ngạo nhìn về phía mọi người trong nhà họ Kỳ. Thực ra ông ta không cần gậy ba tong, nhưng vẫn cứ thích cái cảm giác cầm lấy cây gậy như đang nắm chặt quyền lực trong tay, bá đạo nói. Nếu các người muốn chạy thì tôi khuyên hãy thu hồi cái suy nghĩ ấy đi. Bên ngoài nhà họ Kỳ đều là người của tôi và ông Chu. Đừng nói là một người mà ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được nữa là. Gia chủ Thành, lòng Kỳ Ngọc Thư trầm xuống, trên trán lấm tấm mồ hôi, sao các người phải đuổi tận giết tuyệt như thế chứ? Phụt, Kỳ Ngọc Thư vừa nói xong, một cái chân khác của ông ta cũng gãy luôn. Hai cái chân dưới đùi đều bị chặt gãy. Á, Kỳ Ngọc Thư cuối cùng cũng không nhịn được cơn đau ấy, ông ta run rẩy, người nổi cả gân xanh. Lâm Lam khóc không thành tiếng. Mọi người trong nhà họ Kỳ không ai dám đứng ra nói chuyện, ra tay hay trả thù. Chương 846. Tôi muốn đuổi tận giết tuyệt đấy, ông làm gì được nào? Hoặc, nhà họ Kỳ các người có thể làm gì được tôi, Thành Cực An nói rất nhẹ nhàng. Với ông ta, chặt đứt hai cái chân của Kỳ Ngọc Thư chính là chuyện nhỏ, thậm chí còn không đáng để mình vui, chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Ông nhìn ông đi, giờ ngay cả đứng cũng không nổi mà còn muốn bảo vệ con mình. Chậc chậc, con trai cũng không bảo vệ nổi thì người làm bố như ông đúng là ăn hại. Kỳ Ngọc Thư siết chặt nắm tay, cũng không biết là đau hay lời nói của Thành Cực An quá bén nhọn khiến cả người ông ta đều run lẩy bẩy. Nhà họ Kỳ mấy người chỉ là rác rưởi mà thôi. Nói thật cho ông biết, hôm nay Thành Cực An tôi tới đây là để giết người trong gia tộc các người. Kỳ Hàn, Trần Bát Hoang không chết, vậy thì các người phải chết. Thành Cực An gần như là hét lên lời này, điếc cả tai. Khí thế rào rạt khiến vài người không nhịn được lùi lại mấy bước. Hôm nay, ông ta đến là để tiêu diệt nhà họ Kỳ. Đừng nói là Kỳ Hàn, Trần Bát Hoang không xuất hiện, dù họ có ra thì nhà họ Kỳ cũng phải bị tiêu diệt thôi. Bởi vì mấy ngày nay, nhà họ Thành đã tổn thất quá lớn. Thành Cực An rất đau lòng, mà nỗi đau này phải dùng máu tươi và mạng sống để đền bù. Lục Phong vẫn vân về hai viên bi sắt trong tay, nhắm mắt như chẳng nhìn hay nghe thấy gì. Kỳ Ngọc Thư trừng Thành Cực An, không nói lời nào. Nhà họ Kỳ cũng không ai nói gì vì chẳng ai dám đứng ra nói chuyện. Giờ, điều duy nhất họ có thể làm là im lặng tranh thủ thời gian cho đám trẻ, hy vọng họ có thể chạy thoát. Mặc dù trong lòng họ có chút oán trách Kỳ Hàn và Trần Bát Hoang, nhưng giờ phút này, lại không ai bán đứng, nói ra vị trí của họ. Hầu hết đều biết chuyện ngày hôm nay sẽ chẳng có kết cục tốt gì, nên đã chuẩn bị tốt để chết. Bịch, bịch, bịch. Đúng lúc này, bên ngoài đền thờ có 20-30 người bỗng bị ném vào. Đúng vậy, họ đều bị người ném vào trong đền thờ như những bao cát và rác rưởi. Cảnh tượng bất ngờ ấy khiến mọi người trong nhà họ Kỳ đều giật mình. Người bị ném vào lớn nhất khoảng 20, nhỏ nhất cũng 5, 6, 7, 8 tuổi. Họ đều là lớp trẻ của nhà họ Kỳ, là những đứa trẻ mà họ định đưa đi. Nhưng giờ phút này, ai cũng quần áo nhuộm đầy máu. Trong đó, còn có một thanh niên, ngực có một lỗ máu. Trái tim của mọi người trong nhà họ Kỳ nặng trĩu, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thưa gia chủ, một người bước lên trước, quỳ một gối xuống trước mặt Thành Cực An nói, những người này định chạy trốn. Ha ha! Khóe miệng Thành Cực An giật giật. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, mấy người các người đúng là chán sống mà. Lão Chu, giết người là điều ông thích nhất, đám nhóc này giao cho ông đấy. Chương 847. Được. Chu Hồng Vận cũng không khách sáo, trong mắt tràn ngập vẻ hài hước, cũng lâu rồi tôi không giết người, hôm nay cuối cùng cũng có thể chơi thả ga rồi. Vì cái loại rác rưởi như Trần Bát Hoang và Kỳ Hàn mà hy sinh cả nhà họ Kỳ thì tôi thật sự không hiểu sao mấy người lại ngu như vậy nữa. Ngay sau đó, Chu Hồng Vận bèn ra tay. Xưa giờ, ông ta đều là người tàn nhẫn, nói ra tay là sẽ không chút chần chờ hay do dự. Ông ta trực tiếp bước đến trước mặt một đứa trẻ khá đáng yêu khoảng 13-14 tuổi, giơ tay lên, đập thẳng xuống đầu cậu bé. Chu Hồng Vận chỉ dùng 1/10 thực lực, theo ông ta,
không có Kỳ huyết ma thì nhà họ Kỳ chỉ là một con kiến, là rác rưởi, không ai có thể cản nổi mình. Thế nên, dùng 1/10 sức mạnh là đủ rồi. Tuy là 1/10 sức mạnh, nhưng cũng là điều người thường khó có thể sánh bằng và áng chừng. Ở trong mắt mọi người, một trường ấy như là biển rộng, là cả ngọn núi cao, là một cái đỉnh che trời lấp đất đập xuống. Ai trong nhà họ Kỳ cũng run rẩy, đúng như dự đoán của Chu Hồng Vận, không người nào dám ra tay ngăn cản hoặc có thể nói là không kịp. Thiếu niên kia trực tiếp bị dọa mặt mày tái nhợt, sụi lơ tại chỗ. Cậu bé định giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thể chạy đi, cả người như lún sâu vào trong vũng bùn. Chu Hồng Vận kiêu ngạo cười một cách tàn nhẫn. Ông ta thích nhìn mấy con kiến giãy giụa, tuyệt vọng, sợ hãi. Gan chó lớn đấy, dám giết người trong địa bàn của Trần Bát Hoang tôi. Gần như là ngay khoảnh khắc một trường kia đập xuống, một giọng nói âm trầm bỗng vang lên. Trần Đức tới. Anh trực tiếp lao thẳng vào đền thờ khi còn ở ngoài 100 mét. Tốc độ của anh quá nhanh, giống như một con hổ, con báo, lại như một tia chớp, hoàn toàn chẳng có ai thấy được, chỉ nghe tiếng, lại không thấy bóng dáng đâu. Cùng lúc đó, gần như khi câu nói ấy vừa cất lên, Chu Hồng Vận đã cảm thấy không ổn, nhưng ông ta chưa kịp phản ứng thì bàn tay của mình đã bị một cái tay khác nắm chặt lấy. Dù ông ta có dùng hết sức cũng không thể đập xuống được thêm chút nào. Cùng lúc ấy, dáng người cao to và gương mặt điển trai của Trần Đức cũng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Chuyện này, Chu Hồng Vận hoảng sợ phát hiện sức mạnh hơn 10 tấn của mình ở trong tay Trần Bát Hoang như là một giọt nước rơi vào trong biển rộng, hoàn toàn không bắn lên nổi chút bọt sóng nào. Trong lòng Chu Hồng Vận hoảng sợ, vẻ mặt lập tức thay đổi. Ông già kia, ông, có thể đi chết được rồi. Lúc này, khi mọi người thấy Trần Đức xuất hiện thì anh bỗng giơ lên nắm tay trông rất bình thường của mình, đập thẳng về phía trước. Một quyền này cực kỳ kỳ lạ, giống như là nhìn thấy được, lại như chẳng thể thấy gì. Rõ ràng chỉ là một quyền, nhưng giờ phút này lại nổ đùng đùng như sấm đánh. Nắm tay của Trần Đức xẹt qua không khí gây nên từng tiếng ầm ĩ như sấm nổ vang lên bên tai. Trên thực tế, đó là do sức mạnh của Trần Đức quá lớn nên khi anh đánh ra một quyền, không gian nơi đây đã bị chèn ép đến biến hình, nắm tay ma sát với không khí khiến nó như sắp sụp đổ. Chương 848. Sự ma sát ấy giống như hai đám mây khổng lồ va vào nhau, không những có tiếng sấm mà mọi người còn thấy được tia lửa văng khắp nơi. Đúng vậy. Đó là tia lửa sinh ra do ma sát với không gian. Thật đáng sợ. Giờ phút này, ngay cả Lục Phong vẫn nhắm mắt, phân về hai viên bi sắt ngồi ở chính giữa nhà thờ cũng không nhịn được mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào một quyền đáng sợ kia. Khi nắm tay đến gần và phóng đại trong mắt Chu Hồng Vận, ông ta vẫn ngơ ngác. Lúc này, đừng nói là chống lại, ngay cả đứng thẳng thôi cũng khó nữa là. Ông ta giống như một con thỏ gặp phải chó sói. Hổ báo trông cực kỳ khủng bố. Ở trong mắt Chu Hồng Vận, một quyền kia của Trần Bát Hoang như bao phủ khắp đất trời, lật đổ cả núi sông. Nắm đấm ấy còn không có đập xuống, Chu Hồng Vận đã cảm thấy như sắp chết. Ở trước mặt một sức mạnh khủng bố như vậy thì ông ta nào còn có can đảm tránh đi hay chống lại chứ? Chẳng mấy chốc, một quyền của Trần Đức đã đập xuống. Bốp! Chu Hồng Vận bay ngược ra sau, giờ đây... Cơ thể nặng nề của ông ta như một cọng cỏ bị nhổ lên lập tức bay lên, hình thành một đường cong trên không. Sau đó, ầm một tiếng, rớt xuống dưới chân thành Cực An. Chết! Cơ thể Chu Hồng Vận gần như đã bị biến hình, lồng ngực lõm xuống, xuất hiện một lỗ máu. Khi ông ta rớt xuống đất, cả sàn nhà cũng nứt ra hình thành từng cái khe lan ra xung quanh, mặt đất cũng hơi lõm xuống, cuốn lên bụi bặm. Thành Cực An chống gậy ba tong, ngơ ngác nhìn Chu Hồng Vận. Ông ta ngớ người, choáng váng. Là gia chủ của một trong hai gia tộc lớn ở Vân Bắc, ông ta và Chu Hồng Vận khá là thân thiết, hơn nữa còn là bạn, là anh em thường xuyên nhậu nhẹt với nhau. Thế nên, họ đều rất hiểu thực lực của nhau. Chu Hồng Vận chính là cao thủ linh căn sơ kỳ. Trong cả Vân Bắc thì thực lực của ông ta cũng phải xếp trong top 5. Thế nhưng con mẹ nó lại không đỡ nổi một chiêu của Trần Bát Hoang. Thậm chí, ngay cả can đảm chống lại, cơ hội hay thời cơ cũng không có. Trần Bát Hoang chỉ dùng một quyền để lấy mạng Chu Hồng Vận. Mà một quyền ấy trông còn rất bình thường và nhẹ nhàng. Nói thật, tuy là Thành Cực An cũng không thể làm được điều đó dù có là 1/1000, 1/10000 hay 100000.
Thành Cực An bối rối, bàn tay cầm gậy ba tong và ánh mắt đều khẽ run. 60-70 năm nay, đây là lần đầu tiên ông ta kinh ngạc, hoảng sợ đến thế. Trần Bát Hoang chẳng qua chỉ mới 20 mấy tuổi mà thôi. Là một võ giả trong thế tục, ở cái tuổi ấy lại đạt tới cảnh giới linh căn kỳ. Mẹ kiếp, điều này, thật sự là quá biến thái. Chương 849. Cậu Trần, cậu trâu bò ghê. Lúc này, Kỳ Hàn, Kỳ Hồng, Chu Hồng Diễu cũng chạy từ ngoài vào. Họ cùng Trần Đức đi đến đây, nhìn thấy cảnh ấy thì cũng chấn động, hoảng sợ, kích động không thôi. Nhưng, lại càng khó tin. Trong đền thờ to lớn của nhà họ Kỳ chợt chìm trong im lặng. Cả đám người đều trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Chu Hồng vẫn chết ngắc, cả người biến hình nằm trong vũng máu trên mặt đất. Họ cảm thấy cảnh tượng trước mắt như một giấc mơ. Mọi người đều biết, Chu Hồng vẫn có thể lên làm gia chủ nhà họ Chu không phải vì ông ta tài hoa giỏi giang, có khả năng lãnh đạo. Mà là vì thực lực, trước mắt thì ông ta chính là người mạnh nhất trong gia tộc. Mà ông ta lại cứ thế chết đi. Bị một quyền đánh chết, hỏi sao người ta không kinh ngạc, hoảng sợ cho được. Cả đền thờ, chắc chỉ còn Trần Đức và Lục Phong của Côn Luân Hư là bình tĩnh, hờ hững như không. Ngoài ra thì ai cũng hoảng sợ đến cùng cực. Gia chủ đã chết. Trần Bát Hoang giết gia chủ rồi. Giết cậu ta. Sau giây phút yên tĩnh ngắn ngủi, đám người bên ngoài đi theo Chu Hồng Vận đến đều điên cuồng. Tên dẫn đầu là một người cảnh giới long tượng kỳ đỉnh phong, khoảng 60 tuổi. Ông ta rút thanh đao bên hông ra, giống lên. Cùng lúc đó, bên ngoài đền thờ bỗng xuất hiện hơn 30 võ giả, hầu như ai cũng là cao thủ long tượng kỳ. Đội hình cỡ đó gần như là con bài chưa lật của nhà họ Chu. Vì trả thù cho con trai, lần này có thể nói Chu Hồng Vận đã đào rỗng nhà họ Chu. Ông lão long tượng kỳ đỉnh phong kia dẫn hơn 30 võ giả giống như một con sóng thần xông về phía Trần Đức. Người nhà họ Thành bắt tay với nhà họ Chu giết Trần Bát Hoang cho tôi, Thành Cực An giơ gậy lên, thừa dịp lúc này cũng ra lệnh, tàn nhẫn, âm u nói, diệt nhà họ Kỳ, không được bỏ qua bất cứ tên nào. Bên ngoài, 19 cao thủ đi theo Thành Cực An đến lập tức hành động, từng bước áp sát Trần Đức và đền thờ của nhà họ Kỳ cùng với hơn 30 người nhà họ Chu. 40-50 tên võ giả kia tụ tập lại với nhau tạo nên khí thế rào rạt giống như thần chết, sát khí vần quanh trong không khí gây nên từng cơn sóng gợn. Đây gần như là thực lực mạnh của Vân Bắc, dù là bất cứ ai trong ba thành phố nơi đây cũng không thể chống lại được. Keng, choang, mấy chục loại vũ khí khác nhau được rút ra từ trong tay họ, sát khí lạnh buốt, giây tiếp theo đã xông thẳng vào đền thờ. Hầu như ai cũng nhằm vào một mình Trần Đức. Vì chỉ cần giết Trần Bát Hoang thì còn lại đều là con kiến, châu chấu, một chân thôi cũng đủ để giết chết. Đao, kiếm, giáo, búa, đủ loại vũ khí, rậm rạp đan vào nhau. Ai cũng sử dụng tuyệt chiêu nhằm vào kinh mạch, ngũ tạng, lục phủ, đầu và một số vị trí quan trọng và chí mạng của Trần Đức. Chương 850. Những cao thủ ấy tập hợp lại với một con số khổng lồ sinh ra sự biến chất về lượng. Có thể thấy được. Trong không khí bắn lên từng tia lửa chói mắt, kiếm mang chớp lóe, đao ngân điếc tai. Xung quanh Trần Đức bị vây kín mít không một kẽ hở, đừng nói là một người, dù là ruồi hay muỗi cũng không thể bay ra ngoài. Lục Phong ngắm nghía viên bi sắt trong tay, lẳng lặng, thong dong nhìn chằm chằm cảnh tượng ấy. Vẻ mặt vẫn bình tĩnh như không, chẳng ai biết được ông ta đang nghĩ gì. Mọi người trong nhà họ Kỳ lại sợ hãi đổ mồ hôi lạnh. Trong mắt Thành Cực An lóe lên vẻ kích động, khát máu. Nhưng Trần Đức lại bình tĩnh, đứng im tại chỗ, không có bất cứ hành động nào như chẳng có việc gì. Anh như không thấy đao kiếm xung quanh, dù trời có sập, mặt mày vẫn lạnh tanh. 1 mét, 0,5 mét, 0,3 mét, 0,15 mét, 9 cm. Đao kiếm giống như thần chết đến lấy mạng người cách Trần Đức ngày càng gần, ngày càng gần. Nhưng, anh vẫn đứng im, thậm chí còn chẳng chớp mắt lấy một cái. Gì vậy trời, sợ ngu người rồi hả? Suy cho cùng, cũng chỉ là một thằng rác rưởi thôi sao? Giờ phút này, ngay cả Lục Phong cũng không kiềm được mở miệng, cảm thấy hết sức thất vọng như một người bỏ ra một số tiền lớn để mua tấm vé đắt nhất để có chỗ ngồi tốt nhất, nhưng lại chờ đến một bộ phim bình thường như Cừu Vui Vẻ và Sói Xám. Thứ vô dụng như thế thì chết cũng tốt, Lục Phong kinh bỉ nói, trong ánh mắt hờ hững xuất hiện một luồng sát khí. Vốn, ông ta còn tưởng là một cao thủ. Ai ngờ lại là một con kiến.
Rác rưởi, vô dụng như vậy, ông ta thật sự thất vọng. Lại qua một giây, khi những vũ khí như đao kiếm ấy đã đến gần Trần Đức. Thậm chí, mũi kiếm và lưỡi đao còn sắp đụng vào lông tơ trên người anh thì. Đúng lúc này, cuối cùng Trần Đức cũng hành động. Bỗng nhiên, trong khoảnh khắc sống còn ấy, anh rốt cuộc cũng ra tay. Bàn tay anh khẽ lật, trong lòng bàn tay chợt xuất hiện một thanh đoản kiếm, rồi vẽ một vòng trên không trung. Một tiếng chói tai do vũ khí ma sát với nhau bỗng vang lên. Ngay sau đó, một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Những vũ khí như đao, kiếm, giáo, búa kia như bị một luồng sức mạnh cuốn đi, hướng đi chợt vặn vẹo, chếch đi. Sau đó, keng, 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 keng. Từng tiếng vang thanh thúy, chói tai chợt cất lên, toàn bộ vũ khí đều bị gãy. Vũ khí trong tay 40-50 tên võ giả Long Tượng Kỳ, hễ cái nào đến gần anh đều giống như những cây mía bị chặt làm đôi, đứt gãy, biến hình. Thoáng chốc, Lục Phong đã không còn hứng thú lập tức tỉnh táo lại. Chương 851. Đương nhiên, ông ta cũng không phải thấy hứng thú với Trần Đức, mà là với thanh đoản kiếm trong tay anh. Chắc chắn đây là một thanh thần binh, lợi khí, tuyệt đối là vật báu có 102. Mặc dù là ở Côn Luân Hư thì vật báu như thế cũng khó thấy. Dù là một cọng cỏ thì ở trong tay 40-50 cao thủ Long Tượng Kỳ nó cũng sẽ trở thành vũ khí giết người. Nhưng giờ, bọn họ cũng không cầm cỏ, mà là vũ khí. Thế mà chúng lại bị chém gãy dễ dàng như vậy. Lục Phong lập tức nhìn chúng thanh kiếm kia. Nói thật, thực lực của Trần Đức cũng chỉ chưa đến linh căn trung kỳ mà thôi. Nhiều đấy hoàn toàn chẳng đáng là gì trong Côn Luân Hư. Ở trong mắt Lục Phong thì vẫn quá yếu. Một quyền, một chưởng của ông ta là có thể lập tức giết chết anh rồi. Ông ta chưa ra tay một là vì chưa thấy hứng thú, hai là muốn xem thử ở thế tục có người nào có tư chất cao không. Nếu có thì có thể dẫn về học viện vô song, đó tuyệt đối là một công lớn với ông ta. Nhưng giờ, ông ta đã nhìn chúng thanh kiếm kia. Lòng tham giống như một cơn sóng thần, quay cuồng trong lòng ông ta. Đầu óc của 40-50 võ giả phía trước gần như đều chết máy, mất đi khả năng tự hỏi. Cảnh tượng trước mắt giống như một cơn ác mộng đáng sợ. Bọn họ không phải Lục Phong nên chẳng có sức mạnh và ánh mắt biết nhìn hàng như ông ta. Thế nên, họ hoàn toàn không hiểu tại sao lại thế, cũng không biết Trần Đức đã chém gãy vũ khí của mình như thế nào. Nếu ban nãy không phải chém vào vũ khí, mà là vào đầu họ. Vậy thì giờ thứ rớt trên mặt đất có phải sẽ là đầu của họ không? Vừa nghĩ đến đó, họ lập tức như rơi vào hầm băng, cơ thể cứng ngắc, vẻ mặt hết sức khó coi như bị thần chết vẫy gọi, tim gan run rẩy. Nhóc con, chết đi. Bỗng dưng, không gian phát ra tiếng ù ù như có một con quái vật rớt xuống. Chỉ thấy, Thành Cực An cầm đầu gậy ba tong dùng sức rút ra, một thanh đao bỗng xuất hiện chiếu sáng cả nhà thờ tổ. Ngay sau đó, mũi đao đâm về phía Trần Đức và chỉ cách gáy anh khoảng 3 cm. Keng! Ánh đao lóe lên, thoáng chốc đã đâm thẳng về phía Trần Đức. Tốc độ của Thành Cực An thật sự quá nhanh. Cả quá trình rút đao, đâm ra chỉ chưa đến 0,1 giây. Ông ta đã dùng hết sức mạnh để ra tay. Khoảnh khắc ấy, một cỗ sức ép như biển rộng chợt bùng nổ bao phủ mọi người, khiến họ lập tức khó thở. Người gần nhất thoáng cái đã bị chấn cho lùi lại mấy chục bước. Mạnh thật! Giờ phút này, mọi người trong nhà họ Kỳ mới hiểu được cái gì mới là cao thủ đỉnh cấp chân chính. Rõ ràng một đao này không có nhằm vào họ, nhưng sát khí kia lại khiến họ cảm thấy kinh ngạc, sợ hãi như bị một đám thần chết bủa vây. Đao ý dâng trào, gần như lấn chiếm tất cả, ánh sáng tỏa ra tứ phía cực kỳ chói mắt. Đây không phải là một thanh đao bình thường, mà là sự kết hợp các võ kỹ của nhà họ Thành. Lưỡi đao run lên, tia lửa hòa quyện vào nhau, sức mạnh ẩn chứa trong đó đủ sức chia cắt núi sông, chấn áp mọi thứ. Chương 852. Ngay cả người vẫn luôn trầm lặng bình tĩnh như Lục Phong, lúc này trong mắt ông ta cũng có chút tán thành. Thanh đao này quả thực không tồi. Nhà họ Thành quả thực xứng với danh hiệu gia tộc đứng đầu Vân Bắc. Kỳ Hàn và Kỳ Hồng đứng cách Trần Đức không xa, cả người không khỏi run lên bần bật, Thành Cực An quá vô sỉ, quá hèn hạ. Thân là tiền bối vậy mà lại chơi xấu đánh lén. Hơn nữa, không có chút gì gọi là nương tay. Dồn hết sức lực mà đánh. Bọn họ nhận ra thanh đao này, từ lâu đã nghe nói nhà họ Thành có một võ kỹ gọi là đoạn mệnh đao. Một nhát đao chém ra, mất mạng người.
Đây là tuyệt kỹ của nhà họ Thành. Có nhất thiết phải dùng sức mạnh mạnh nhất, võ kỹ đỉnh nhất cộng thêm đánh lén để đánh với Trần Đức, một võ giả trong thế tục không? Đây hoàn toàn là chặn đường sống của Trần Đức, quyết tâm dồn anh vào chỗ chết. Mặc dù Kỳ Hàn, Kỳ Hồng, Kỳ Ngọc Thư và những người khác cảm thấy Trần Bát Hoang rất mạnh, rất lợi hại, mặc dù anh đến từ thế tục, nhưng thực lực của anh có thể nói là siêu phàm thoát tục. Có điều, bọn họ không hề có suy nghĩ rằng Trần Đức có thể đỡ được đau này, đừng nói là Trần Đức, cho dù là Chu Hồng Vân vừa mới chết, hay nói cách khác, có thêm một Chu Hồng Vân khác cũng tuyệt đối không đỡ được. Một đao này của Thành Cực An là bất khả chiến bại ở Vân Bắc. Lưỡi đao nhanh chóng lao về phía trước, gần như chạm vào tóc của Trần Đức. Cũng chính lúc này, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên Trần Đức có phản ứng rồi, anh quay người lại, không ai thấy rõ anh quay người như thế nào, nhưng vừa lúc lưỡi đao sắp chạm vào anh thì bóng lưng vốn dĩ đang đối diện với Thành Cực An quả thực đã xoay lại. Sau đó, anh trực tiếp xông lên nghênh đón. Không hề rút lui, cũng không né tránh. Anh nhanh chóng giơ thanh đoản kiếm trong tay lên lao về phía thanh trường đao cực kỳ chói mắt, sắc bén không gì sánh được đó. Thời gian trôi qua còn chưa đầy nửa hơi thở. Dưới sự chú ý của mọi người, đoản kiếm và trường đao hoàn toàn tiếp xúc với nhau, ánh mắt Trần Đức sáng ngời, hét lớn, đoạn. Chỉ với một chữ, sau đó, có thể nhìn thấy rõ ràng, dưới kiếm của Trần Đức, thanh đao đó đột nhiên đứng im, kế đó, một tiếng răng rắc, mũi đao xuất hiện vết nứt. Lưỡi dao xuất hiện vết nứt, chuôi đao cũng xuất hiện vết nứt. Bùm! Trường đao đột nhiên vỡ vụn, giống như một bóng đèn điện bỗng nổ tung, một giây trước nó còn lóe lên tia sáng chói lóa, nhức mắt, giây tiếp theo đã đột nhiên nổ tung, vụt tắt, mờ mịt rồi rơi xuống đất. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, cả quá trình chỉ trong một nhịp thở, thanh đoản kiếm của Trần Đức không hề dừng lại mà lao thẳng vào giữa lông mày của Thành Cực An. Thành Cực An chết đứng, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi vô tận. Ngũ quan và thân hình rắn chắc bỗng đóng băng, giống như bị định thân, tay cầm đao cũng không ngừng run lên. Chương 853. Chuyện này .sao có thể như vậy được? Là mơ sao? Là ảo giác sao? Nhìn thấy thanh đoản kiếm đang vùn vụt lao tới, Thành Cực An chỉ cảm thấy một luồng khí tức chết chóc vây chặt tứ phía, ông ta không tài nào thoát ra được, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, chỉ có thể đứng đợi thần chết đi tới. Bởi vì thanh kiếm đó lao đến với tốc độ quá nhanh. Ông ta gần như không kịp có bất kỳ phản ứng nào. Lão già kia, còn không mau cút ra đây cứu con trai ông, Trần Đức đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ tênh hờ hững, cũng không biết là đang nói với ai, còn không xuất hiện, ông ta sẽ chết. Khoảnh khắc Trần Đức vừa dứt lời, như thể đang đáp lại anh, phía sau Thành Cực An đột nhiên nổi lên một làn sóng dao động. Sau đó, chỉ thấy một bóng người xuất hiện. Lão ta xuất hiện một cách cổ quái và kỳ lạ, không ai biết từ lúc nào đã có một người đứng ở đó. Lão ta rõ ràng là đột ngột xuất hiện, nhưng lại giống như vốn dĩ đang đứng đó, hoặc là, lão ta đã đứng sẵn ở đó từ lâu. Người vừa xuất hiện là một ông lão, râu tóc bạc trắng xóa xuống, mặc đồ vải thô, lưng hơi gù, cao khoảng 1m6. Lão ta giơ một bàn tay lên, đặt lên vai Thành Cực An kéo về sau. Xoẹt! Nguy hiểm nối nguy hiểm! Thanh kiếm của Trần Đức bay lướt qua người Thành Cực An. Nếu như lão ta không xuất hiện thì Thành Cực An nhất định sẽ chết. Thành Khuê Phong. Khoảnh khắc nhìn thấy ông lão, Chu Hồng Diễu liền hét lớn tên của lão ta, Kỳ Hồng, Kỳ Hàn và tất cả người nhà họ Kỳ đều nhận ra người này. Thành Khuê Phong, người đứng đầu Vân Bắc. Năm đó nếu không phải vì Phương Tâm Ngọc thì thực lực của lão ta chắc chắn là mạnh nhất Vân Bắc. Hoàn toàn xứng đáng là võ giả mạnh nhất. Trần Bát Hoang, chỉ dựa vào mày mà cũng xứng giết con trai tao trước mặt tao, Thành Khuê Phong lẳng lặng đứng đó như núi Thái Sơn, giọng nói giả nua như tiếng bò già kêu réo rắt, nghe chói cả tai. Trần Đức vẫn đang hành động, đối mặt với Thành Khuê Phong, anh không hề dừng lại, thanh đoản kiếm trong tay lóe lên một tia sáng ảm đạm, giống như một con rồng tiếp cận Thành Cực An. Tốc độ của anh quá nhanh, nhanh không thể tả, trong vòng một phút này. Cho dù là tốc độ hành động hay tốc độ công kích cũng đều tăng lên gấp 10 lần. Vốn dĩ vẫn còn chút dư ảnh của anh, nhưng ngay lúc đó, anh gần như biến mất khỏi từ đường. Trong thời gian 1% nhịp thở, anh vô cùng kỳ dị, giống như một âm hồn, một bóng ma, xuất hiện trước mặt Thành Khuê Phong và Thành Cực An. Sau đó, một thanh kiếm lao xuống. Phập, có thể thấy rõ ràng trong giây này, kèm theo một âm thanh ghê rợn.
kiếm long ngâm đâm thẳng vào ngực Thành Cực An mà không hề lệch chút nào, xuyên qua xương sườn, đâm thẳng vào tim. Chương 854. Cuối cùng, Trần Đức xoay thanh kiếm trong tay. Trái tim của Thành Cực An bị xoắn lại thành nước máu, long ngâm rút ra để lại một lỗ máu kinh hoàng trên ngực ông ta, máu phun ra như suối phun, đồng tử của Thành Cực An đột nhiên đông cứng, không còn chút sức sống, chết ngay tại chỗ. Một kiếm. Giết chết Thành Cực An. Còn Trần Đức. Trần Đức cầm long ngâm trong tay, đứng cách Thành Khuê Phong không đến nửa mét, anh liếc mắt nhìn Thành Cực An ngã xuống đất chết thảm, ánh mắt lại nhìn về phía Thành Khuê Phong, cười nhẹ, lạnh nhạt nói, thế nào? Chỉ dựa vào Trần Bát Hoang tôi, giết chết con trai ông trước mặt ông không phục à? Sao.sao, lại có thể như vậy? Giây tiếp theo, tất cả mọi người trong từ đường đều sững sờ, trợn tròn mắt há hốc mồm miệng, nhìn chằm chằm thi thể của Thành Cực An, dù đã chết rồi nhưng thi thể đó vẫn còn đang co giật, run rẩy. Kỳ Hàn, Kỳ Hồng, hơn 100-200 người nhà họ Kỳ cùng với người nhà họ Chu, còn có Thành Khuê Phong và Lục Phong vẫn luôn trầm lặng chơi hạch đào. Lúc này, trong lòng bọn họ cực kỳ hoảng hốt. Quá mức kỳ dị. Cảnh tượng trước mắt này giống như đang xem một bộ phim kinh dị với bước ngoặt cực lớn, sau đó lại gặp phải một cơn ác mộng kinh hoàng. Khó mà tin được. Trần Bát Hoang thực sự đã giết Thành Cực An. Mọi thứ từ đầu đến cuối diễn ra quá nhanh, từ lúc Thành Cực An ra tay đến khi ông ta chết, toàn bộ quá trình diễn ra chưa đầy một phút. Thực sự nhanh đến nỗi hầu hết mọi người đều không biết Thành Khuê Phong xuất hiện khi nào. Trần Bát Hoang, một võ giả trong thế tục, giết chết, Thành Cực An cao cao tại thượng, nắm giữ sinh mạng của vô số người. Trái tim của người nhà họ Kỳ đập thình thịch, gần như muốn nhảy ra ngoài, vẻ kinh ngạc đông cứng trên khuôn mặt bọn họ, suy nghĩ rơi vào hỗn loạn mờ mịt. Mặc dù bọn họ biết Trần Bát Hoang rất mạnh, cảm thấy anh không để lộ tài năng, sức mạnh của anh phải mạnh hơn và đáng kinh ngạc hơn những gì anh đã thể hiện. Nhưng cho dù tư duy của bọn họ bay cao bay xa thế nào, suy đoán thực lực của Trần Bát Hoang ra sao thì bọn họ cũng không hề nghĩ anh có thể giết chết Thành Cực An. Điều quan trọng nhất là, còn ở ngay trước mặt Thành Khuê Phong cường giả mạnh nhất Vân Bắc mà giết Thành Cực An trong vài giây. Đây, rốt cuộc là quái dị đến mức nào, Kỳ Hàn gần như chết lặng, quên mất niềm vui chiến thắng, đầu óc hắn quay cuồng, chỉ có chấn động lấn chiếm tất cả. Thành thật mà nói, hắn đã gặp rất nhiều thiên tài. Nào là thiên tài trẻ tuổi hay là cường giả đứng đầu tỉnh thượng võ hắn cũng đều đã được chứng kiến, hơn nữa còn gặp một số cường giả lớn tuổi rất mạnh. Nhưng đến tận bây giờ, Trần Bát Hoang là người đầu tiên khiến hắn kinh ngạc, mấy ngày trước còn ở cảnh giới Long Tượng Kỳ, mấy ngày sau đã tăng lên nhanh chóng như vậy, phải nói là mạnh hơn lúc đầu không chỉ 10 lần, 100 lần. Chương 855. Tốc độ thăng cấp này thật khiến người ta kinh khủng khiếp. Thực sự vẫn là đánh giá thấp cậu chủ. Nếu nói Kỳ Hàn bái phục ai nhất trên đời thì lúc này chắc chắn là Trần Bát Hoang, hắn ngày càng vui mừng vì lựa chọn của mình, đi theo một người siêu phàm như vậy, tương lai, nhất định sẽ có tiền đồ vô lượng. Ngay cả Lục Phong, vốn dĩ rất thích thanh kiếm trong tay Trần Đức, tâm trạng cũng thay đổi liên tục. Thanh kiếm đó quả thực rất hấp dẫn, ngay cả trong Côn Luân Hư ông ta cũng chưa từng thấy một thanh kiếm nào tốt như vậy. Tuy nhiên, so với người như Trần Bát Hoang, thanh kiếm đó thực sự không là gì cả. Hơn 20 tuổi, Linh Căn Kỳ. Cho dù có mệnh danh Trần Đức là người đứng đầu thế hệ trẻ Vân Bắc cũng không hề ngoa chút nào. Ông ta động lòng rồi, muốn đưa Trần Đức về học viện vô song, có thể đưa một học sinh tài ba như vậy trở về, đối với ông ta mà nói, tuyệt đối là một công trạng lớn. Mặc dù thanh kiếm đó rất tốt, nhưng khen thưởng dành cho công trạng này càng thiết thực và hữu ích hơn thanh kiếm kia nhiều. Bên kia, Thành Khuê Phong gần như sắp phát điên, mái tóc trắng phấp phới bay, sát khí đằng đằng tỏa ra tứ phía, ám khí quỷ dị, đáng sợ khiến người ta sởn gai ốc, Trần Bát Hoang, tao muốn mày chết. Đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu giống như ma nhập, tiếng thét điên cuồng, toàn bộ từ đường và các linh vị của nhà họ Kỳ bắt đầu rung lên vì tiếng gầm của lão ta. Sau tiếng gầm của lão ta, tất cả mọi người trong nhà họ Kỳ vốn đang choáng váng, lập tức bị kéo về hiện thực, tâm trạng lại trở nên vô cùng căng thẳng. Đủ rồi. Lúc này, Lục Phong đột nhiên lên tiếng. Ông ta nhất định phải đứng ra, nếu không một khi Thành Khuê Phong tức giận, Trần Bát Hoang chắc chắn sẽ chết không chỗ chôn thân. Ông ta không muốn thấy Trần Bát Hoang chết. Ông ta nhẹ giọng nói, giọng điệu không thể làm trái, chuyện hôm nay kết thúc ở đây đi.
Cái gì? Kết thúc ở đây. Lục Phong vừa lên tiếng, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn về phía ông ta, mặc dù Lục Phong vẫn luôn im lặng, không hề tỏ vẻ gì, trong từ đường này ông ta giống như một người vô hình, nhưng không ai dám xem nhẹ ông ta, càng không ai dám thực sự xem ông ta là người vô hình. Lục Phong cất bước đi tới chỗ Trần Đức, đứng chắn giữa anh và Thành Khuê Phong, Trần Bát Hoang, cậu có đồng ý cùng tôi đến Côn Luân Hư, đến học viện vô song không? 10 vị trí, tôi sẵn sàng cho cậu một vị trí, chỉ cần cậu đồng ý, ân oán giữa nhà họ Kỳ và nhà họ Chu, nhà họ Thành sẽ chấm dứt tại đây. Những lời nói nhẹ nhàng bình tĩnh của Lục Phong vang vọng bên tai người nhà họ Kỳ, bọn họ vẫn đang rất căng thẳng lo lắng, mặc dù Trần Bát Hoang đã giết chết Thành Cực An, nhưng rắc rối lớn hơn không phải là Thành Cực An, mà chính là Thành Khuê Phong và Lục Phong, một người là cường giả hàng đầu Vân Bắc, một người là cường giả đến từ Côn Luân Hư. Hai người này mới là áp lực thực sự. Bây giờ, một câu nói của Lục Phong cũng tương đương với việc cho nhà họ Kỳ một tấm kim bài miễn chết. Thành Khuê Phong vốn dĩ sắp nổi điên, muốn trả thù, muốn giết người đến nỗi mất khống chế đột nhiên bị lời nói của Lục Phong làm cho bối rối, lửa giận sắp bùng phát lập tức bị lão ta đè xuống tắt lụi. Chương 856. Lục Phong, lão ta đắc tội không nổi. Mặc dù lão ta rất mạnh, nhà họ Thành cũng rất mạnh. Nhưng, Lục Phong càng mạnh hơn. Hơn nữa, phía sau ông ta là học viện vô song. So với học viện vô song, nhà họ Thành là cái thá gì? Ngay cả gia tộc mạnh nhất trong 36 gia tộc địa sát cũng muốn cắm rễ ở học viện vô song để lấy tiếng của Côn Luân Hư. Cho nên, lão ta hoàn toàn không dám động thủ, ánh mắt già nua căng thẳng nhìn chòng chọc vào Trần Đức, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, lão ta hy vọng Trần Đức không đồng ý. Chỉ cần anh không đồng ý thì lão ta có thể giẫm chết anh, bóp chết anh, tiêu diệt anh. Chỉ là, hắn biết hy vọng này rất mong manh, cực kỳ mong manh, có thể nói là bằng không. Côn Luân Hư, có ai không muốn tới đó? Trong nháy mắt, trên dưới nhà họ Kỳ và cả Chu Hồng Diễu, ai nấy đều nhìn Trần Đức chăm chú, trong lòng mang theo hy vọng, vui sướng, kích động vô cùng, trong mắt bọn họ, Trần Đức thế nào cũng sẽ đồng ý. Nguy cơ của nhà họ Kỳ rốt cuộc cũng được hóa giải triệt để. Đã có Lục Phong lên tiếng. Còn ai dám đụng đến nhà họ Kỳ? Mọi thành viên nhà họ Kỳ đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, chỉ một giây sau, Trần Đức rời mắt khỏi Thành Khuê Phong, quay sang nhìn Lục Phong, thong thả nói, xin lỗi, ân oán giữa nhà họ Kỳ và nhà họ Chu, họ Thành chưa thể kết thúc tại đây được. Hả? Anh vừa mở miệng, mấy lời, chào mừng gia nhập. Vốn sắp nhảy khỏi miệng Lục Phong bỗng dưng tắc lại, so với đáp án trong tưởng tượng của ông ta quả thật chênh lệch đến 10 vạn 8 ngàn dặm. Không chỉ mình ông ta, ngay cả Chu Hồng Diễu, Kỳ Hàn và mọi người nhà họ Kỳ cũng ngẩn người. Trần Đức, nói vậy nghĩa là sao? Bọn họ không cần đợi lâu liền hiểu Trần Đức muốn nói gì. Anh nhún chân, chỉ một bước đã vào tới trước mặt Lục Phong, ánh mắt lại chuyển sang Thành Khuê Phong, thản nhiên nói, ai cũng nói muốn tôi chết. Sao có thể cứ vậy mà thôi được? Thành Khuê Phong đúng không? Muốn tôi chết đúng không? Tới đi. Tôi, Trần Bát Hoang, muốn chết. Tôi, Trần Bát Hoang, muốn chết. Vỏn vẹn 6 chữ, mỗi chữ thốt ra đều như bom nổ, chấn động vào tim mỗi người, lửa lòng như sóng cuộn trào không dứt. Lời anh nói lạnh nhạt như nước, sắc mặt, ánh mắt, con ngươi đều cho thấy người nói đã chuẩn bị sẵn sàng, khí thế tự tin không gì so sánh nổi. Chính là thái độ bình thản như thế, khiến người khác phải cảm thấy e dè sợ hãi. Trong thoáng chốc, hai mắt Lục Phong nhíu lại, lông mày khẽ trao, tia nhìn trở nên kỳ lạ, ông ta cảm thấy Trần Bát Hoang có chút kiêu ngạo, sự kiêu ngạo này làm ông ta không nói nên lời. Chương 857. Tuy Trần Bát Hoang thực sự rất mạnh, là một thiên tài vạn người không được một, nhưng mà, còn lâu mới tới mức học viện vô song không nhận vào thì không được. Ông ta có thể nhún nhường, đích thân mời anh đến Côn Luân Hư, cho anh một suất đặc cách không cần thi tuyển, đồng thời giúp đỡ anh giải quyết nhà họ Chu và nhà họ Thành, hai rắc rối lớn, đây đã là ngoại lệ của ngoại lệ rồi. Trong tưởng tượng của ông ta, Trần Bát Hoang hẳn phải cảm tạ ân đức, không đến mức phải quỳ gối lạy tạ, nhưng chí ít cũng phải cảm kích, tôn kính ông ta vô vàn, lập tức thuận lý thành chương, gật đầu đồng ý mới đúng. Vậy mà Trần Bát Hoang, cứ thế, từ chối ông ta. Không chỉ là từ chối, còn muốn chết, đi tìm chết. Chẳng lẽ, thật sự tưởng rằng mình đủ sức làm đối thủ của Thành Khuê Phong à? Chỉ ngắn ngủi vài chữ,
người nhà họ Kỳ ai nấy đều đờ ra, cổ họng như bị tắc nghẹn, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Trần Đức làm gì thế này? Muốn chết? Thật sự muốn chết ư? Không, nhìn thần thái, giọng điệu của anh hoàn toàn không phải tìm chết thật, mà là muốn trực diện đối đầu Thành Khuê Phong. Lão già, một giây sai, không đợi ai kịp ngăn cản, Trần Đức tiếp tục nói, nhìn ông cũng 7-8-90 tuổi, xương khớp chắc cũng lỏng lẻo, đặt nửa chân vào quan tài rồi còn gì nhỉ? Tôi, cho ông ra tay trước đấy. Hết nói nổi, Trần Đức vừa nói xong, tất cả mọi người bao gồm Kỳ Hàn, Kỳ Hồng, Chu Hồng Diễu đều trợn trừng mắt, nỗi sợ hãi len lỏi càng lúc càng lớn dần. Điên hả? Quá, quá điên rồi còn gì nữa? Đây là đối đầu trực diện với Thành Khuê Phong đó. Một Thành Khuê Phong từng đứng đầu ba thành phố vùng Vân Bắc, mấy chục năm luyện võ, kinh nghiệm dạn dày. Trần Bát Hoang, có phải quá ngạo mạn rồi không? Cậu chủ, lão già này, mạnh lắm đấy, cách đó không xa, Kỳ Hàn không nhịn nổi nhỏ giọng nhắc nhở, hắn không ngờ Trần Đức lại kiêu ngạo, phô trương như vậy, cho dù đã giết Thành Cực An, nhưng không có nghĩa sẽ giết được lão cáo giả Thành Khuê Phong này. Lông mày Lục Phong càng lúc càng nhíu chặt. Giờ phút này, ông ta cảm thấy không cần thiết phải tuyển Trần Đức vào học viện vô song nữa, tính cách kiêu ngạo, tự phụ này nếu đến Côn Luân Hư, vào học viên vô song sẽ sống không quá một ngày. Ông ta không cần thiết phải tuyển một xác chết. Đồng thời, ông ta lùi bước đứng sang một bên, mọi người cứ tự nhiên. Thái độ rất rõ ràng, chuyện này ông ta không quan tâm. Thích thì đã sao nào? Chương 858. Đã muốn tìm chết, vậy thì chết quách đi. Còn Thành Khuê Phong lúc này, vẻ phấn khích, kích động không gì sánh được hiện ra trên mặt. Vốn lão ta tưởng mình không còn cơ hội giết Trần Đức. Rốt cuộc, ai lại từ chối lời mời của Lục Phong cơ chứ? Toàn bộ ba thành phố Vân Bắc này, ai có thể, ai dám từ chối ông ta? Ai ngờ được, thằng nhãi này lại chẳng biết tốt xấu, tâm còn cao hơn trời, vừa kiêu căng vừa ngạo mạn, thật con mẹ nó chứ. Dám từ chối Lục Phong. Đây đúng là tìm chết chứ còn gì nữa. Lão mà không giết nó thì quá thẹn với lòng. Tôi cho ông thêm 5 giây nữa, nếu còn không ra tay, vậy thì đến lượt tôi, một khi tôi đã ra tay thì có lẽ, ông không còn cơ hội để sống nữa đâu, Trần Đức đột ngột nói, sắc mặt rõ ràng là không thiếu kiên nhẫn chút nào. Kỳ Hàn sững sờ, lời nhắc nhở của anh ta dường như Trần Đức không để lọt tai nửa chữ. Kỳ Ngọc Thư và người nhà họ Kỳ cũng ngu người, đồng thời dấy lên nỗi bi ai, vì sự ngông cuồng của anh mà nhà họ Kỳ một lần nữa bị đẩy đến bờ vực thẳm. Ha 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 ha, Thành Khuê Phong cười to, vì giận quá mà cười, hai con ngươi nhìn Trần Đức chằm chằm, mối thù giết con giết cháu, giờ phút này đều chỉ còn là thứ yếu. Trần Đức là người đầu tiên sỉ nhục lão ta như vậy, e là ngay cả đối thủ từng chiến thắng lão ta cũng chưa bao giờ sỉ nhục lão ta như thế. Lão vốn tưởng rằng sống ngót 90 năm thì tâm tính đã bình đạm, thản nhiên trước cuộc đời, ấy vậy mà hôm nay, lòng lão ta lại lần nữa dậy sóng, như ăn phải ớt siêu cay đốt cháy ruột gan, giận dữ ngút trời. Đáng chết, thật là con mẹ nó, đáng chết, Trần Bát Hoang phải chết, và bị chặt làm hàng ngàn khúc. Trong lòng Thành Khuê Phong gào thét, sự giận dữ lộ rõ trên gương mặt, sát khí như hóa thành thực chất. Chúng khủng bố như những cơn sóng thần khiến một số đứa trẻ của nhà họ Kỳ không chịu nổi trực tiếp quỳ xuống, hộc máu. Ngay sau đó, ầm ầm ầm, Thành Khuê Phong bèn ra tay, lão ta không cầm vũ khí, cũng không mang vũ khí đến vì theo lão ta một nhà họ Kỳ nhỏ bé không xứng để mình sử dụng vũ khí. Thế nhưng, dù không có vũ khí thì cũng hết sức mạnh mẽ. Theo sự di chuyển cuồng bạo như vũ bão của Thành Khuê Phong, không khí xung quanh lão ta cũng dấy lên từng đợt sóng gợn tản ra bốn phía. Khi lão ta ra tay, những bài vị trên bàn thờ trong nhà thờ tổ của nhà họ Kỳ cũng nổ tung rồi hóa thành vụn gỗ bay tứ tung khiến cả ngôi nhà trở nên bừa bộn. Thật là đáng sợ. Đoản mệnh đao. Thành Khuê Phong giơ bàn tay lên, hóa trưởng thành đao. Cùng một võ kỹ nhưng khi được lão ta sử dụng lại khác biệt một trời một vực với Thành Cực An. Rõ ràng Thành Khuê Phong chỉ giơ một bàn tay lên. Nhưng khoảnh khắc ấy, nó giống như thật sự biến thành đao, tràn ngập sự đè nén, toát lên sự lạnh lẽo thấu xương như một thanh đao của thần chết, của một vị thẩm phán bổ xuống từ trên 9 tầng trời. Chương 859. Thoáng chốc, nhiệt độ của cả nhà thờ tổ lập tức hạ xuống một mảng lớn. Cậu Đức, mau ra tay đi, Kỳ Hàn lo lắng nói.
Đoạt mệnh đao do Thành Khuê Phong thi triển thật sự quá khủng bố, xúc lực như vậy bổ xuống thì tuyệt đối có thể chẻ đôi núi đồi. Nếu không ra tay, e rằng Trần Đức chắc chắn sẽ chết. Thế nên, Kỳ Hàn mới sợ hãi, sốt ruột. Xong, Trần Đức lại không nhúc nhích, vẫn đứng im, thậm chí còn lắc đầu. Rõ ràng là anh không muốn ra tay. Mẹ! Kỳ Hàn không nhịn được văng tục, thật sự bó tay, sao cậu ấy lại kiêu ngạo như thế chứ? Đôi khi hạ mình chút không được sao? Đúng là không biết sống chết, Lục Phong cạnh đó cười khẩy, càng khinh bỉ Trần Đức hơn. Loại người này thật sự làm người ta ghét, chẳng có bản lĩnh gì nhiều, nhưng còn ra vẻ ta đây vô địch. Ông ta biết rõ Thành Khuê Phong mạnh cỡ nào. Linh căn trung kỳ đỉnh phong, hơn nữa, lão ta còn dừng bước ở cảnh giới này cả 10 năm. Tuy đây là do tư chất Thành Khuê Phong có hạn, nhưng giờ phút này, nó quả thật là vốn liếng để lão ta đánh bại Trần Đức. 10 năm, dù không mạnh hơn được bao nhiêu thì cũng sẽ tu luyện một số chiêu đến cực hạn. Ví dụ như chiêu đoạt mệnh đao kia. Mặc dù Thành Khuê Phong không có đao, cũng có thể phát huy ra sức mạnh mạnh hơn cả đao. Võ kỹ như thế, một khi thi triển thì ngay cả Lục Phong cũng chưa chắc đỡ được một cách lành lặn mà không chút sức mẻ. Có lẽ, thiên tài chỉ là cái mác, IQ và EQ lại là rác rưởi. Lục Phong cười khẩy, trong lòng ông ta, trận chiến này đã có kết quả. Đương nhiên, đổi một góc độ khác để nghĩ thì Trần Bát Hoang chết cũng tốt. Dẫn loại người như vậy về Côn Luân Hư cũng sẽ chết sớm thôi, còn không bằng chết luôn ở chỗ này. Vậy thì thanh kiếm trong tay Trần Đức cũng thuận theo tự nhiên rơi vào tay ông ta. Rốt cuộc thì người này đang nghĩ gì vậy, Hồng Y núp trong khe không gian, gần như đã bị người khác quên đi và cũng chẳng ai chú ý tới nhíu mày. Đến lúc này rồi còn không ra tay, khả năng bỏ mạng là rất lớn. Tôi vẫn chờ anh cứu mình nên anh không thể chết được đâu đó. Trong lòng Hồng Y tràn ngập lo lắng, nhưng cô ta cũng biết sự lo lắng ấy cũng không chỉ vì anh mới có thể cứu mình, mà là... hình như, chỉ đơn giản là lo lắng cho anh. Hai, anh mà không đỡ được thì Hồng Y chỉ có thể... giúp anh tiêu diệt lão ta. Hồng Y như đã làm ra một quyết định nào đó. Cô ta có thể thi triển võ kỹ ở địa nguyên tam trọng cũng không phải là không có lý do. Chỉ là, ngoài cô ta ra thì chẳng ai biết được mà thôi. Trần Bát Hoang. Phải nói là mày rất mạnh, ít nhất mày có thể xem như là người nổi trội trong ba thành phố ở Vân Bắc. Đã thế còn có thể giết chết con trai, cháu trai tao và còn dám sỉ nhục tao thì mày quả thật là người ngông cuồng nhất mà tao từng gặp. Tao đúng là khá nể mày đó, ánh mắt Thành Khuê Phong toát lên sự tàn nhẫn, lạnh lùng nói. Cả cánh tay lão ta gần như đã biến thành một thanh đao, hoàn toàn chuẩn bị và xúc lực xong, chỉ đợi thi triển. Thế nên... mày đã muốn chết thì tao sẽ chiều và thỏa mãn mày. Hơn nữa, tao cũng sẽ chặt thi thể của mày ra làm ngàn khúc. Chương 860. Đến câu cuối cùng, giọng Thành Khuê Phong chợt cất cao, gần như là gào lên. Mà Trần Đức vẫn không hề nhúc nhích hay nói chuyện, anh luôn không thích nói nhiều, đặc biệt là lúc giết người, lại càng ghét mở miệng. Bên cạnh đó, vẻ mặt anh cũng chẳng có gì thay đổi, vẫn lạnh lùng. Kiêu ngạo như chẳng phải đang đối mặt với một cao thủ, mà là một con kiến, một con châu chấu. Thấy anh như thế, Thành Khuê Phong càng tức giận và tàn nhẫn hơn, hận không thể giết chết anh ngay lập tức. Thế nên, lão ta cũng không nói thêm gì nữa, chợt đẩy nhanh tốc độ lên. Phút chốc, một cơn gió lốc còn đáng sợ hơn lốc xoáy chợt ập đến như một chuôi đao đang xoay tròn trong không khí. Xoẹt xoẹt, xoẹt xoẹt. Cùng lúc đó, quần áo của nhiều người cũng rách bươm, trên da xuất hiện từng vệt đỏ như bị một thanh đao xé toạc, chảy máu. Tay biến thành đao, ánh đao lóa mắt như ánh mặt trời tỏa sáng khắp không gian khiến người ta chói mắt. Trong quá trình bổ xuống, nó toát ra từng đợt sóng gợn, dường như không khí cũng sắp bị nó bổ ra, xuất hiện từng cái khe hư vô màu đen. Mọi người trong nhà họ Kỳ, kể cả hai nhà Chu Thành đều trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác, choáng váng vì họ có bao giờ thấy một cảnh tượng như vậy đâu. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời luôn đó. Đầu óc họ như chìm trong một đống bùn, bị từng cơn gió lốc quất cho sắp ngất. Có điều, Trần Bát Hoang vẫn đứng im như một cây cọc vững như Thái Sơn. Anh cứ lẳng lặng đứng sừng sững ở đó, vẻ mặt lạnh nhạt, bình tĩnh như một đầm nước trong. Tất cả mọi người trong ngoài nhà thờ tổ đều cạn lời và cảm thấy đau bi, đặc biệt là người nhà họ Kỳ, họ căng thẳng đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dù anh bảo để Thành Khuê Phong ra chiêu trước, nhưng giờ cũng nên hành động đi chứ.
mặc kệ là lùi ra sau phòng ngự, hay là tấn công thì cũng nên tỏ thái độ và nhúc nhích như lúc đối phó với Thành Cực An. Khi ông ta ra tay thì cũng tiến hành phản kích mới đúng. Nhưng giờ anh vẫn không nhúc nhích. Mẹ nó chứ ý gì đây? Lẽ nào, lúc này anh bỗng ý thức được mình không phải là đối thủ của đối phương hả? Mau ra tay. Bất kể là Kỳ Hàn hay Kỳ Hồng thì cũng căng thẳng muốn chết, thở hổn hển, điên cuồng hét lên trong lòng. Trong không gian, ánh mắt Hồng Y lóe lên vẻ lo lắng, trên người xuất hiện một luồng dao động kỳ lạ. Nó vừa xuất hiện thì khí thế của cô ta cũng dần tăng lên. Một khi Trần Đức lộ ra vẻ không địch lại, cô ta sẽ ra tay ngay lập tức. Thằng Ôn Con, miệng còn hôi sữa, chỉ là hơi có tư chất chút đã cho rằng mình là vô địch sao? Sỉ nhục tao chứ gì? Vậy tao sẽ chặt mày ra thành hàng ngàn khúc. Thấy Trần Đức vẫn bình tĩnh, Thành Khuê Phong càng giận dữ và căm hận hơn. Toàn bộ linh khí trong người đều điên cuồng dồn vào lòng bàn tay, dùng hết sức mạnh cả người bổ thẳng vào đầu Trần Đức. Chương 861. Bàn tay cách Trần Đức ngày càng gần, tốc độ nhanh đến mức để lại một loạt tàn ảnh đáng sợ trên không trung, hoàn toàn bao phủ Trần Đức. Đến giờ phút này, Trần Đức vẫn không hề cử động. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Đức sắp chết, dù sao với khoảng cách gần như vậy thì sẽ chẳng ai chống lại nổi. Cho dù là Lục Phong, cũng không thể đỡ nổi. Một đao kia đủ để vượt cấp giết người, dù là võ giả linh căn kỳ đỉnh phong cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Nhưng, ngay khoảnh khắc ấy, Trần Đức lại bỗng dưng nở một nụ cười tươi rói, xin lỗi chứ tôi nói thẳng nhé, một chiêu này và bản thân ông cũng chỉ là loại rác rưởi thôi. Tiện thể, tôi còn định nói cho ông biết là, ở trước mặt ông, tôi, chính là vô địch. Tuy thực lực của lão ta cũng mạnh, nhưng lại không bằng Thành Kỳ Võ. Ở mặt tư chất võ đạo thì Thành Kỳ Võ tuyệt đối là người đứng đầu ở nhà họ Thành. Hai từ vô địch vừa được Trần Đức nói ra khỏi miệng thì anh cũng hành động. Khi một đao kia chỉ còn cách mình không, không không một mm, rốt cuộc anh cũng giơ một tay lên. Chỉ thấy, chưa đến 0.5 giây thì tay anh đã nắm lấy bàn tay đang bổ tới của Thành Khuê Phong. Thoáng chốc, cánh tay kéo theo vô vàn sức mạnh của Thành Khuê Phong lập tức khựng lại. Khoảnh khắc ấy, do quán tính quá lớn nên cả cơ thể Thành Khuê Phong đã bay lên, đứng chổng ngược giữa không trung. Giữa lão ta và Trần Đức bỗng tản ra một vòng gợn sóng khủng bố, trực tiếp đẩy những ai đang đứng gần ra ngoài mấy chục bước. Sức mạnh của cả hai thật sự quá lớn, cảnh tượng ấy giống như một chiếc ô tô đang chạy với vận tốc 200.300 km/h bỗng đụng phải một bức tường thì có thể hiểu nó đáng sợ đến mức nào rồi đó. Điểm khác biệt duy nhất ở đây là Thành Khuê Phong không có lật phiên, vì tay lão ta vẫn bị một bàn tay của Trần Đức nắm chặt lấy. Dù cho sức mạnh quán tính có mạnh cỡ nào thì vẫn bị một tay của anh khống chế trong phạm vi nhất định. Mà Trần Đức, từ đầu đến cuối vẫn đứng nguyên tại chỗ không suy xuyển, sừng sững như một ngọn núi cao. Cảnh tượng ấy giống như đọng lại. Trần Đức và Thành Khuê Phong bốn mắt nhìn nhau. Trần Đức thì vẫn cười, nhưng Thành Khuê Phong đang đứng chổng ngược giữa không trung lại mặt mày cứng đờ, ngơ ngác. Anh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt hết sức xuất sắc của Thành Khuê Phong, âm u nói, một chiêu của ông đã xong, vậy kế tiếp là đến lượt tôi. Câu nói lạnh nhạt ấy cũng không phải là đang hỏi dò, mà là câu trần thuật. Con người của anh nhìn chằm chằm vào Thành Khuê Phong. Thành Khuê Phong ngơ ngác, mặt mày cứng lại như tạc tượng, đầu óc kêu ong ong, nhìn Trần Bát Hoang với vẻ hoảng sợ tràn đầy sự khó tin. Trong đầu lão ta chỉ còn lại một suy nghĩ, đó là sao có thể như vậy? Làm sao có thể thế được? Lão ta không tài nào chấp nhận nổi kết quả ấy. Võ kỹ duy nhất được mình tập luyện mấy chục năm lại bị một bàn tay của Trần Đức đỡ được. Thậm chí, lão ta còn không thể đụng vào một cọng lông tơ của anh. Một sự hoảng sợ và thất bại chợt dâng lên trong lòng lão ta. Chương 862. Không chỉ Thành Khuê Phong, mà Kỳ Hồng, Kỳ Hàn, Hồng Y và khoảng 100 người của nhà họ Kỳ cùng đám lâu la của hai nhà Chu Thành cũng trợn mắt há hốc mồm. Giờ phút này, ngay cả Lục Phong cũng lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Nếu lúc trước ông ta chỉ cảm thấy kinh ngạc trước Trần Bát Hoang, thì giờ đây đầu óc Lục Phong đã chết máy, kèm theo đó là từng đợt chấn động như thủy triều. Ngay cả ông ta còn vậy thì những người khác ngoài há hốc mồm ra, ánh mắt nhìn Trần Đức cũng thay đổi, giống như đang nhìn một vị vua, một vị thần. Đối với họ thì điều này quá khó tin. Tôi sẽ nhận lấy cái tay này của ông. Giây tiếp theo, Trần Đức bèn hành động, một bàn tay khác khẽ lật. Long ngâm chợt xuất hiện và phát ra một tiếng rít như đang gào thét,
ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, một kiếm lập tức cắt ngang không khí. Không! Thành Khuê Phong hoảng sợ, giãy giụa, hét lên, muốn thoát khỏi Trần Đức. Giờ đây, lão ta cảm thấy tay mình như không còn là của mình nữa. Nhưng mà, bàn tay Trần Đức nắm lấy tay lão ta giống như một sợi xích sắt trói chặt Thành Khuê Phong, hoàn toàn không thể vùng ra được. Chẳng những thế, từng luồng linh khí rậm rạp xung quanh cũng khóa chặt lão ta lại. Lão ta chỉ có thể mặc người sâu xé. Xoẹt! Kiếm mang không chút trở ngại dễ dàng xẹt qua cánh tay Thành Khuê Phong, cùng lúc đó, trên tay lão ta cũng tràn ra một chút máu, sau đó chia ra làm hai. Kế tiếp, Thành Khuê Phong rớt xuống từ trên không như một vật đang rơi tự do, bịch một tiếng, mặt đất lõm xuống bắn lên một đống bụi bặm. Cánh tay thi triển đoạn mệnh đao của lão ta đã hoàn toàn bị chặt đứt từ khuỷu tay, máu tươi ồ ạt chảy xuống đất tạo nên một mùi tanh tưởi gai mũi. Thành Khuê Phong ngồi dưới đất, đến giờ vẫn còn ngơ ngác. Lão ta đã thua trong tay một thanh niên mới 20 mấy tuổi. Hơn nữa còn thua một cách thảm hại. Bao nhiêu khinh bỉ, oán giận, ác ý đối với Trần Đức trước đây lúc này đều tiêu tan sạch sẽ, thay vào đó là đi hết kinh ngạc này đến khiếp hãi khác, cùng với kính sợ sâu sắc. Cảnh tượng này, thật sự quá chấn động nhân tâm. Toàn bộ thành viên ba nhà họ Kỳ, nhà họ Chu, nhà họ Thành đều triệt để khuất phục. Thành Khuê Phong, ấy thế mà lại thua. Thành Khuê Phong, cường giả đứng đầu ba thành phố Vân Bắc, lại thua một cách dễ dàng như vậy, nhanh chóng như vậy. Lúc này, bọn họ rốt cuộc đã hiểu. Trần Đức nhường lão ta ra chiêu trước, không phải vì anh ngông cuồng kiêu ngạo, tự phụ khinh người, mà thật sự đúng như anh nói. Nếu để anh ra tay trước, Thành Khuê Phong tuyệt đối không có cơ hội ra tay, cũng như cơ hội sống sót. Trong không trung, Hồng Y đang run rẩy dần trấn tĩnh, linh khí đang chạy loạn cũng dần ổn định, đồng thời, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chương 863. Cũng may, không cần đến cô ra tay. Mày, rốt cuộc mày là ai? Thành Khuê Phong hoang mang nhìn Trần Đức trừng trừng, da đầu tê dại từng cơn, sợ hãi cực độ. Lão ta không tin Trần Bát Hoang chỉ một người bình thường trong giám phạm nhân thế tục, đạt tới mức độ này phải trải qua bao nhiêu khó khăn, lão ta hiểu rõ hơn ai hết. Câu hỏi vừa thoát khỏi miệng, cả đám người Lục Phong cũng tò mò không khác gì. Tôi họ Trần, tên Đức, còn gọi là Bát Hoang, Trần Đức thong thả đáp, người hơi ngả về trước, từ trên cao nhìn xuống, sát ý không giấu giếm, Trần Bát Hoang tôi so với ông mà nói, chính là vô địch, ông có phục hay không? Phục, tôi phục. Thành Khuê Phong kinh hoàng. Trần Bát Hoang có phải là vô địch hay không, lão ta không biết. Nhưng, đối với lão ta mà nói, thật sự là vô địch. Lúc này, mạng sống của lão ta đang nằm trong tay Trần Bát Hoang, không phục mà được à. Thành Khuê Phong ở trên ngôi cao biết bao lâu nay rồi, đã quen trên cao nhìn xuống rồi, hôm nay rốt cuộc đã biết sợ, sống ngót 90 năm. Đây là lần đầu tiên lão ta cảm thấy sợ hãi cái chết đang đến gần như thế. Ngay cả ngày xưa khi bại dưới tay Phương Tâm Ngọc, lão ta cũng chưa từng sợ hãi đến thế. Thân thể già nua không ngừng ho khan, run rẩy, trên mặt, từ da rẻ đến môi miệng đều trắng bệch. Cậu Trần, lão phu có mắt không thấy Thái Sơn, xin cậu. Xin cậu cho lão phu một con đường sống. Thành Khuê Phong thật sự sợ, sợ thật sự, lông tóc đều dựng đứng lên hết cả. Trước đó lão ta không thể ngờ Trần Bát Hoang lại mạnh đến thế. Lần này, đến nhà họ Kỳ đòi người là một nước đi sai quá sai, cực kỳ sai, một nước cờ đẩy nhà họ Thành xuống vực thẳm. Đường sống. Trần Đức cảm thấy buồn cười, bèn hỏi ngược lại, con trai ông dẫn người đến đây đòi người có từng nghĩ sẽ buông tha cho tôi và nhà họ Kỳ một con đường sống chưa? Tôi. Thành Khuê Phong nghẹn họng, dù muốn tiếp tục van xin, nhưng cuối cùng vẫn không nói nên lời. Đành bỏ cuộc. Những võ giả như bọn họ được hưởng tuổi thọ, địa vị, tiền bạc mà người bình thường không thể đạt tới, đồng thời cũng phải chịu đựng sự tàn nhẫn mà người bình thường không cách nào tưởng tượng ra. Trên cổ luôn lủng lẳng một lưỡi dao vô hình không biết khi nào sẽ rơi xuống. Thua rồi, thì chỉ có chết. Trong lòng Thành Khuê Phong đầy tuyệt vọng. 90 năm trên đời, nhà họ Thành vẫn luôn sừng sững kiên cố, hôm nay rốt cuộc sụp đổ trong tay lão ta. Lão ta còn mặt mũi nào xuống địa phủ gặp tổ tiên ông bà nữa? Chương 864. Ông ta có tội với nhà họ Thành. Khoảnh khắc, một Thành Khuê Phong luôn đứng trên cao ngạo nghễ nhìn đời, rốt cuộc cũng rơi nước mắt.
hốc mắt đỏ bừng. Lão ta hung hãn vận linh khí toàn thân cuồn cuộn, chuẩn bị liều một lần cuối cùng, bắt lấy một tia hy vọng cho nhà họ Thành. Nhưng mà, ngay lúc lão ta định tung chiêu, đột nhiên, Trần Đức đổi giọng, lạnh nhạt nói. Ông, chắc chắn phải chết, nhưng tôi có thể để ông ngậm cười mà chết, đồng thời không liên luyện đến nhà họ Thành các ông, nhưng mà, ông phải trả lời tôi một vấn đề. Nháy mắt, Thành Khuê trung lóe lên một tia sáng trong mắt, linh khí vô tận, nhưng rất nhanh liền biến mất không còn tung tích. Lão ta biết, cái gọi là liều một lần cuối cùng kia, tỷ lệ thành công chưa đầy 1/100 triệu. Lúc này, cơ hội lại đến trước mặt lão không cần phải liều thân nữa. Cái lão ta cần chỉ là nhà họ Thành còn tồn tại. Chỉ vậy mà thôi. Cậu Trần, cậu nói đi, chỉ cần tôi biết, nhất định sẽ trả lời. Tôi hỏi ông, Phương Tâm Ngọc 6 năm trước từng đấu với ông bây giờ đang ở đâu? Cái tên này vừa thốt ra, mọi người có mặt ai nấy đều sững sờ. Ba thành phố vùng Vân Bắc, chỉ cần là người của những gia tộc ở ẩn đều biết đến cái tên này. Mấy năm trước, người chỉ cần một trưởng đánh bại Thành Khuê Phong, chính là Phương Tâm Ngọc. Ngoài một vài người như Châu Hồng Diễu, Kỳ Hàn, còn lại đều cảm thấy kỳ lạ, Trần Bát Hoang đột nhiên hỏi cái tên này để làm gì. Thành Khuê Phong cũng ngây người ra thắc mắc. Sau đó, lão ta đành lắc đầu, tung tích của ông ta làm sao tôi biết được. Nhưng mà, tôi nghĩ lúc này ông ta, có lẽ đang ở trong tỉnh Thượng Võ, 6 năm trước ông ta từng nói, vào kỳ tuyển chọn 10 năm một lần của học viện vô song, ông ta sẽ dẫn đệ tử đến Vân Bắc tham dự. Thành Khuê Phong không dám gian dối nửa lời, cái chết gần đến, lão ta không cầu được sống, chỉ cầu có thể bảo vệ nhà họ Thành nguyên vẹn. Kỳ tuyển chọn của học viên vô song chỉ còn không đầy 10 ngày nữa, chắc chắn Phương Tâm Ngọc sẽ đến, Trần Đức không ngại chờ thêm 10 ngày. Anh nhìn Thành Khuê Phong không chớp, lạnh nhạt nói. Được, tôi hứa với ông sẽ không xuống tay với nhà họ Thành, về phần ông, tôi không có lý do gì để ông sống tiếp nữa. Trên người Thành Khuê Phong có sát ý, thứ sát ý này đã có sẵn từ đầu, đến bây giờ vẫn chưa hề mất đi. Bởi vậy, Trần Đức không thể để lão ta sống. Chương 865. Lão ta còn sống, chính là một quả bom không hẹn giờ, có thể nổ bất cứ lúc nào. Trần Đức có bạn bè, anh em, người thân, đại đa số bọn họ đều là người bình thường, bọn họ không chịu nổi đòn thù của Thành Khuê Phong. Nếu như tôi muốn ông ta sống thì sao, lý do này đã đủ chưa, đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói của Lục Phong, ông ta bước tới trước mặt Thành Khuê Phong, chất vấn Trần Đức. Lời Lục Phong rất cương quyết. Giọng điệu tỏ ra không cho phép ai làm trái. Thành Khuê Phong vui sướng như điên, Lục tiền bối. Ông không cần phải nói gì cả. Lục Phong cắt ngang lời anh, không đợi Trần Đức đồng ý, ông ta đã thản nhiên nói, dẫn người của ông đi đi, chuyện ở đây cứ để Lục Phong tôi xử lý. Lục Phong buộc phải xen vào việc của nhà họ Thành. Thành Cực An có thể chết, Thành Kỳ Văn, Thành Kỳ Võ và những người khác cũng có thể chết. Bởi vì bọn họ không thể nào làm dao động căn cơ của nhà họ Thành. Nhưng Thành Khuê Phong thì, ông ta phải bảo vệ. Bởi vì ông ta đã nhận của nhà họ Thành rất nhiều thứ, ví dụ như tiền tài, phụ nữ, còn có quyền thế. Mọi người đều biết mối quan hệ thân thiết giữa ông ta với nhà họ Thành. Lúc trước, ông ta đứng ra bảo vệ Trần Đức là vì cảm thấy nhà họ Thành rất an toàn, là bá chủ một phương. Nhưng thế cục xoay chuyển. Ông ta không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa. Nói gì đi nữa thì, nếu nhà họ Thành gặp phải đại họa bực này ngay trước mặt ông ta, bất kể là ở thế tục hay Côn Luân Hư, thì ông ta cũng không biết giấu mặt vào đâu. Huống chi, đối phương lại là một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Vâng, Thành Khuê Phong vô cùng mừng rỡ, lồm cồm bò dậy, chuẩn bị rời đi theo lời của Lục Phong. Tôi đồng ý để ông đi chưa, Trần Đức không có ý định rời bước. Giọng anh rất bình tĩnh, trong mắt không có một chút gợn sóng. Ông không có lý do sống sót, hôm nay, dù chúa có đến đây cũng không cản được Trần Bát Hoang này. Nghe Trần Đức nói vậy, Thành Khuê Phong đứng sững tại chỗ, tóc gáy dựng đứng, không dám nhúc nhích dù chỉ là một chút. Lão ta có thể cảm nhận rất rõ sát ý cực kỳ hung hãn phát ra từ trên người Trần Đức, và luồng sát ý kia đang liên tục tăng lên. Kỳ Hàn, Kỳ Hồng cùng Chu Hồng Diễu đều bàng hoàng. Trần Đức lại dám công khai phản bác Lục Phong. Tâm trạng mọi người vừa được thả lỏng, giờ lại nhấc lên một cơn sóng lớn. Trần Bát Hoang. Muốn đấu với Lục Phong. Hắn lấy cái gì để đấu?
Tuy Thành Khuê Phong không dám đi, nhưng trong lòng lão lại có chút hả hê, lão ta thật sự hy vọng Trần Bát Hoang sẽ trở thành kẻ địch với Lục Phong. Vì có như vậy, chương 866, nói không chừng, hắn sẽ phải chết trong tay Lục Phong. Đó là kết quả mà lão ta mong muốn nhìn thấy nhất. Trần Đức nói rất thản nhiên, nhưng cái dáng vẻ ung dung tự tại đó lại càng khiến người ta có cảm giác anh là một kẻ kiêu ngạo, lại hung hăng, ngang ngược. Trần Bát Hoang, Lục Phong nhíu mày, lạnh lùng nói, cậu muốn đối địch với tôi? Không. Trần Đức vẫn thản nhiên như cũ, giọng điệu cũng không chút thay đổi. Thứ nhất, ông và tôi không có thù oán. Thứ hai, tôi cần thông qua ông để tiến vào Côn Luân Hư. Thứ ba, nói thật, ông còn chưa phải đối thủ của tôi, không có tư cách trở thành kẻ địch. Cái gì? Ngay lập tức, đám người bùng nổ. Trần Bát Hoang điên rồi à? Chẳng lẽ hắn mắc chứng ảo tưởng? Vậy mà dám nói, Lục Phong không có tư cách trở thành kẻ địch của hắn. Có không ít người của nhà họ Thành và nhà họ Chu nhịn không được bật cười. Đúng. Bọn họ công nhận Trần Bát Hoang rất mạnh. Nhưng mà mạnh thì thế nào? Nếu so về môi trường và tài nguyên tu luyện, thì ngoại trừ một vài gia tộc lánh đời, các gia tộc, võ giả và môn phái. Trong toàn bộ thế tục đều không thể so sánh được với Côn Luân Hư, có thể nói là cách nhau một lạch trời. Lại nói, mọi người đều biết thực lực của Lục Phong, ông ta đã đạt đến Linh Căn Kỳ Đỉnh Phong. 40 tuổi có tu vi Linh Căn Kỳ Đỉnh Phong, đó là khái niệm gì? Nói đơn giản chính là, trong toàn bộ thế tục, với số tuổi đó, có không quá 20 người đạt đến cảnh giới như vậy. Trần Bát Hoang dựa vào cái gì mà dám khiêu chiến với Lục Phong? Là ai cho hắn dũng khí để nói ra những lời ngông cuồng, kiêu ngạo như vậy? Những lời này của Trần Đức khiến một người bình tĩnh như Lục Phong cũng có chút khó chịu. Từ Côn Luân Hư đến thế tục, trong ba thành phố Vân Bắc, chưa một ai dám nói chuyện với ông ta như vậy. Trần Bát Hoang, tôi công nhận là cậu rất mạnh, phóng mắt khắp các tỉnh thượng võ, có thể nói là đứng vào top 10 trong thế hệ trẻ, à không, top 5 chứ. Tuy nhiên, cậu thật sự rất ngông cuồng, bất kể là vì nhà họ Thành hay vì số linh thạch bị cướp đi kia, hôm nay tôi cũng phải dạy cho cậu một bài học. Lục Phong lắc mình một cái, nhanh chóng di chuyển đến trước mặt Trần Đức. Ông ta không dùng vũ khí, chỉ sử dụng nắm đấm. Một đấm này lại không hề mang theo sát ý. Nhưng, ngay khi nắm đấm vừa được đánh ra, nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên tăng vọt lên 20, 30 độ, mọi người cảm thấy da thịt ửng đỏ, miệng đắng lưỡi khô, cực kỳ khó chịu, có cảm giác lượng nước trong cơ thể gần như đã bốc hơi hết. Chương 867. Một lát sau. Khi toàn bộ linh khí hội tụ vào nắm đấm của Lục Phong, quả đấm kia cũng sắp nện vào người Trần Đức. Một đấm này có sức nặng gần 100.000 kg, mang theo võ kỹ cực kỳ khủng bố, những nơi mà nó đi qua, tất cả đều hóa thành bột phấn, ngay cả không khí cũng gợn sóng, vô cùng chói mắt. Một đấm của ông ta không phải để giết người, mà là để dạy dỗ Trần Đức. Cũng không sử dụng ưu thế tu vi của mình. Dù vậy, vẫn khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Nắm đấm của Lục Phong không ngừng phóng đại, tựa như thần linh nổi giận, đánh úp về phía Trần Đức. Chỉ trong chớp mắt, nó đã đến trước người Trần Đức. Cậu Trần cẩn thận, Kỳ Hàn bật thốt. Còn Thành Khuê Phong thì cực kỳ phấn khích, lão ta biết rất rõ, tuy là Lục Phong đã nương tay, nhưng một đấm kia đủ để một kẻ còn chưa đạt đến linh căn trung kỳ như Trần Bát Hoang tê liệt, mất đi khả năng phản kháng. Khi đó, chỉ cần lão ta dốc hết sức, Trần Bát Hoang ắt phải chết. Thành Khuê Phong vừa hào hứng, vừa trông mong được nhìn thấy cảnh tượng mà lão ta mong muốn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Trần Đức ra tay, anh không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ giơ tay lên, dùng sức mạnh thuần túy của thân thể tùy tiện đánh ra một đấm. Hai nắm đấm va chạm vào nhau. Ngay lúc đó, Trần Đức không hề hấn gì, vẫn đứng vững như núi Thái Sơn. Còn Lục Phong thì bị một lực cực lớn đẩy ngược ra sau, trực tiếp văng ra ngoài. Trong quá trình đó, có thể thấy rõ máu thịt từ nắm tay của ông ta văng ra tứ phía, da chóc thịt bong, lộ rõ xương cốt. Cho đến khi va vào một bức tường, ông ta mới dừng lại và từ từ trượt xuống. Vách tường của nhà thờ tổ bị chấn vỡ, vết nứt bắt đầu lan ra, sau đó đổ sụp xuống. Trên vách tường xuất hiện một cái lỗ to tướng, để lộ sắt thép bị đứt gãy. Vừa nãy Lục Phong còn khí thế bừng bừng, mà giờ đã nằm dạp trên mặt đất, trông vô cùng thê thảm.
bụi bay mù mịt khắp căn phòng. Lục Phong không gượng dậy nổi, cả người ông ta run lên, nắm tay toàn là máu, để lộ cả xương cốt. Ông ta ngước mắt nhìn chằm chằm vào Trần Đức, trong mắt lóe lên tia hoảng sợ, hiện tại, trong lòng ông ta tựa như sóng biển cuộn trào, không có bất kỳ từ ngữ nào có thể hình dung được cảm giác kinh hãi tột độ này. Ông ta thua. Hơn nữa. Còn là thua trong một chiêu, hệt như Thành Cực An và Thành Khuê Phong vậy. Sao có thể mạnh như vậy được? Rõ ràng đây chỉ là một võ giả mới đạt đến cảnh giới linh căn trung kỳ mà thôi, sao lại mạnh như vậy chứ? Chương 868. Ông ta không dám tin, nhưng sự thật bày ra trước mắt. Ông ta thua. Quan trọng hơn nữa chính là lúc ra tay với Trần Bát Hoang, ông ta đã nương tay, không dùng toàn lực, chỉ vì muốn dạy dỗ hắn một phen mà thôi. Đồng thời, ông ta cũng cảm giác được rất rõ, khi đánh ra một đấm kia, Trần Bát Hoang đã thu lại 5, 6 phần lực, thậm chí là 7, 8 phần. Ngoại trừ hai gia tộc hàng đầu trong 36 tộc địa sát, sao bỗng dưng ở thế tục lại xuất hiện một tên yêu nghiệt bực này? Mẹ kiếp, thằng nhóc này từ đâu chui ra vậy chứ? Trong và ngoài nhà thờ tổ, ngay khoảnh khắc đó, mọi người có cảm giác ngạt thở, nếu không phải sự thật bày ra trước mắt, có chết bọn họ cũng không tin. Quả là chuyện khó tin mà. Đặc biệt là Kỳ Hàn, hắn biết rất rõ, mấy ngày trước, Trần Đức chỉ mới là một võ giả long tượng kỳ mà thôi. Mới có, bao nhiêu lâu đâu. Giờ phút này, sắc mặt của đám người nhà họ Thành và nhà họ Chu đã cười cợt lúc trước còn khó coi hơn so với khóc. Thành Khuê Phong tái mặt, cứ như máu trên người lão ta bị rút cạn, trông còn đáng sợ hơn người chết. Lão ta cực kỳ sợ hãi, không chút do dự, lập tức quay đầu bỏ chạy. Có điều, ngay lúc đó, một bàn tay đã vỗ thẳng xuống đầu lão ta. Rầm. Thành Khuê Phong đứng chết chân như cọc gỗ, trong mắt đã mất đi sinh cơ. Thoạt nhìn, đầu của lão ta còn nguyên vẹn. Thế nhưng, các cơ quan và tế bào thần kinh trong hộp sọ đã hoàn toàn vỡ nát, biến thành bột nhão. Tôi nói rồi, dù là chúa đến cũng không can được. Trần Đức cũng không liếc nhìn Thành Khuê Phong, mà quay sang nhìn Lục Phong, mà ông. Lại càng không được. Lúc này, cảm xúc của Lục Phong rất phức tạp, không cam lòng, phẫn nộ xen lẫn sợ hãi. Giọng điệu hờ hững của Trần Đức tựa như một cây kim đâm vào tim ông ta. Ông ta muốn phản bác, nhưng đáng tiếc, thực lực bày ra trước mắt, quả thật ông ta không có tư cách. Lục Phong là một người thông minh. Ông ta biết, đứng trước kẻ mạnh, chỉ có cục đuôi làm người mới có thể giữ được mạng. Cậu Trần, tôi, sai rồi. Sau vài giây im lặng, cuối cùng, Lục Phong cúi đầu nhận sai. Xưng hô với Trần Đức cũng đổi từ Trần Bát Hoang thành cậu Trần. Võ giả của ba gia tộc họ Thành, họ Chu và họ Kỳ đều cảm thấy hoang mang, chẳng ai ngờ gia chủ nhà họ Thành và nhà họ Chu hùng hùng hổ hổ đến đây, cuối cùng lại lần lượt bỏ mạng. Ngay cả cao thủ Côn Luân Hư có thân phận cực cao, được xem là vô địch trong mắt họ, cũng phải cúi đầu nhận lỗi với Trần Bát Hoang. Bọn họ bị sốc, loại cảm giác này hệt như một người được xưng là giàu có nhất thế giới đi so kè tiền bạc với một người bình thường, nào ngờ kết quả lại là người giàu thua, không có gì bẽ mặt hơn thế. Chương 869. Bịch, bịch. Đột nhiên, võ giả nhà họ Thành, nhà họ Chu đồng loạt quỳ xuống. Lúc này, nếu bọn họ không quỳ, e là chỉ có con đường chết. Trần Đức hờ hững đứng đó, cảm xúc không chút dao động. Đối với người khác thì có lẽ việc này vượt ngoài sức tưởng tượng, nhưng đối với anh, đây vốn dĩ là kết cục đã định sẵn. Nếu đã như vậy, ông có thể. Cút, Trần Đức lạnh lùng nói. Cút, thật, hết biết. Lại dám bảo người của Côn Luân Hư cút đi. Trong khắp ba thành phố lớn của Vân Bắc, e là chỉ có Trần Đức dám nói vậy. Thế giới quan của già trẻ lớn bé nhà họ Kỳ bị tác động không nhẹ, bọn họ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Quan trọng nhất là, sau khi nghe được chữ cút kia, Lục Phong lại không dám hừ một tiếng, mà chỉ gắng gượng bò dậy, loạng choạng bước ra khỏi nhà thờ tổ. Ông ta vừa đi đến cửa thì Trần Đức lại lần nữa lên tiếng, đúng rồi, tốt nhất ông đừng có đụng tay đụng chân vào danh sách tiến vào học viện vô song của Côn Luân Hư, hiểu không? Cậu Trần cứ yên tâm, từ trước đến nay, học viện vô song luôn khao khát nhân tài. Tôi cũng hy vọng cậu có thể lọt vào danh sách, đối với tôi, đó chính là một thành tích lớn. Trần Đức không nói gì thêm, còn Lục Phong thì mang theo một thân thương tích rời khỏi nhà họ Kỳ. Cậu Trần, những người này,
nên xử lý thế nào? Một lát sau, Kỳ Hàn bước lên, thấp giọng hỏi. Bảo bọn họ cút đi, Trần Đức cười nói, chắc hẳn đám người này không dám trả thù đâu. Vâng, Kỳ Hàn cũng có ý như vậy, dù sao thì bọn họ cũng là người của gia tộc lánh đời. Nếu giết chết hết ắt sẽ gây ra sóng to gió lớn, đến lúc đó, chắc chắn ba thành phố khác của tỉnh Thượng Võ sẽ chạy đến chiếm lĩnh đất đai và tài nguyên của ba thành phố Vân Bắc. Giải quyết hai con voi, lại dẫn đến một bầy hổ, hiển nhiên, dù là nhà họ Kỳ hay các gia tộc còn lại của ba thành phố Vân Bắc cũng không muốn đối mặt với tình huống như vậy. Trần Đức không để tâm đến người nhà họ Thành và nhà họ Chu, anh bước đến trước mặt Kỳ Ngọc Thư. Hai chân của Kỳ Ngọc Thư đã bị đánh gãy, trông rất thê thảm, dù là anh thì cũng phải mất 3 tiếng mới có thể nối lại được. Cậu Trần, chân của bố tôi có còn, đi lại được không? Kỳ Hồng khóc nức nở. Tuy rằng nhà họ Kỳ thắng, nhưng thấy tình trạng của Kỳ Ngọc Thư, cô ta không cười nổi. Được, điều dưỡng dựa theo phương thuốc tôi kê kết hợp với phương pháp vật lý trị liệu, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, sau 1 năm là có thể chập chững đi được. Trong vòng 2 năm sẽ khôi phục lại như thường. Ban đêm, Côn Luân Hư. Trên đỉnh núi cao mấy ngàn mét so với mặt biển, mây mù lượn lờ, có một tòa biệt thự do con người kiến tạo. Biệt thự cổ kính toát lên phong vị của cung đình thời xưa. Chương 870. Bên ngoài biệt thự có khe suối róc rách, tầng mây nhấp nhô, sương mù lượn lờ, cây cối xanh hương hoa thoang thoảng, cổ thụ nối tiếp nhau, tán cây tre rợp trời, cứ như tiên cảnh nhân gian. Ngọn núi này tên là Đỉnh Vân Hà. Đỉnh Vân Hà thuộc về Vô Song Môn của Côn Luân Hư. Vô Song Môn có tổng cộng 9 ngọn núi, mà Đỉnh Vân Hà chỉ thuộc về một người. Đó là Âu Dã Tư Linh. Từ năm 3 tuổi, cô ta đã được đưa đến Côn Luân Hư. Đỉnh Vân Hà này chính là phần thưởng mà Vô Song Môn ban cho cô ta. Có được thiên phú siêu phàm, chỉ mới 20 mấy tuổi mà đã hoàn toàn vượt lên trên các võ giả cùng trang lứa, so với các võ giả thế hệ trước thì phải nói là bỏ xa, vì lẽ đó, Âu Dã Tư Linh nghiễm nhiên trở thành người trẻ tuổi duy nhất có được một ngọn núi riêng tại Vô Song Môn. Lúc này, trên đỉnh Vân Hà, trước biệt thự có một cô gái đang ngồi xếp bằng. Cô ta mặc một bộ váy dài màu trắng, ngồi trong vườn hoa, giữa muôn hoa khoe sắc rực và hương thơm thoang thoảng say lòng người. Vẻ mặt cô ta không có quá nhiều cảm xúc, cả người toát ra khí tức lạnh lẽo và xa cách, cô ta không nhúc nhích, cũng không cười, cứ lặng lặng ngồi như vậy, dường như dung hòa thành một thể với muôn hồng ngàn tía xung quanh, trở thành một vị tiên tử giữa vườn hoa. Cạnh bên cô gái có đặt một thanh kiếm, u tĩnh và cổ xưa. Dưới ánh trời chiều, thân kiếm lóe lên tia sáng chói mắt. Thân kiếm sáng như gương, phản chiếu hình ảnh cô gái với làn da trắng mịn như ngọc, đôi mày lá liễu tinh xảo, cái mũi bé xinh, đôi môi đỏ mọng xinh đẹp, như hiệp khách lại như tiên nhân, cảnh đẹp ý vui không sao tả xiết. Bỗng nhiên, cô gái kia mở mắt. Đôi mắt cô ta hệt như những vì sao sáng chói trong đêm, khiến cho muôn hoa xung quanh trở nên lu mờ. Ánh mắt trong veo như dòng suối mát, khiến người ta không kìm lòng được mà chìm vào trong đó. Cô gái này chính là chị gái của Âu Dã Thanh Vũ, Âu Dã Tư Linh. Trong tầm mắt, chẳng biết từ lúc nào đã có một người quỳ một chân trước biệt thự. Sắc mặt Âu Dã Tư Linh vẫn bình thản như cũ, đôi mắt xinh đẹp hờ hững như một dòng nước, có việc gì? Cô chủ, người nhà của cô đến, nói rằng có chuyện quan trọng cần gặp, hiện tại người đang ở trong Vô Song Môn. Được, tôi đã biết. Âu Dã Tư Linh đứng dậy, đi đến bên cạnh đỉnh Vân Hà, sau đó thả người nhảy xuống dọc theo đường núi gập ghềnh và từng tán cổ thụ to lớn, thân pháp của cô ta vô cùng linh hoạt, thoát ẩn thoát hiện, tựa như đang bay vậy. Chẳng mấy chốc, Âu Dã Tư Linh đã đi đến chân núi, tiến vào Vô Song Môn. Cô ta đi thẳng vào sảnh lớn thì thấy bên trong có 2 người. Một người chính là gia chủ của gia tộc Âu Dã, chính xác hơn thì đó là gia chủ trên danh nghĩa, Âu Dã Phu. Âu Dã Tư Linh không để tâm đến ông ta, mà quay sang hành lễ với bà lão bên cạnh, thưa sư phụ. Bà lão này chính là sư phụ của cô ta, cũng là người đã đưa cô ta rời khỏi nhà Âu Dã năm xưa. Chương 871. Tên của bà ta là Vu Thu Yến, là một trong những trưởng lão chấp sự của Vô Song Môn. Vu Thu Yến phất phất tay, Tư Linh, ta gọi con đến là muốn nói với con một việc, chủ nhân của kiếm tâm kiếm long ngâm đã xuất hiện. Những lời này khiến Âu Dã Tư Linh vẫn luôn giữ thái độ bình thản thoáng cau mày.
chỉ một cái cau mày của cô ta đã khiến sảnh lớn dường như trở nên u ám và lạnh lẽo hơn rất nhiều. Cùng với đó, Âu Dã Phu đột nhiên có cảm giác hoảng loạn, tấm thân già như nhũn ra, bất giác quỳ sụp xuống, thoáng chốc, sau lưng ông ta đã thấm ướt mồ hôi. Cũng may, luồng hơi thở cùng ánh mắt đáng sợ kia chỉ kéo dài trong vài giây rồi lại khôi phục như thường, nhưng khoảnh khắc đó, Âu Dã Phu có cảm giác mình vừa dạo một vòng trước quỷ môn quan. Kế đó, Âu Dã Tư Linh quay sang nhìn Âu Dã Phu, là Trần Bát Hoang à. Hiển nhiên, Âu Dã Tư Linh biết rõ tên người sở hữu kiếm tâm. Nhưng đây cũng là thông tin duy nhất mà cô ta biết. Đúng, nói chính xác hơn, hắn họ Trần, tên Đức, tự Bát Hoang, Âu Dã Phu cung kính đáp. Thực lực như thế nào? Đại khái là Long Tượng Kỳ. Âu Dã Phu chỉ biết có như vậy, từ thế tục đến Côn Luân Hư cần rất nhiều thời gian. Lúc ông ta rời đi thì chuyện của nhà họ Thành và nhà họ Kỳ chưa xảy ra, thậm chí, ông ta còn không biết Trần Đức là một vị luyện đan sư. Còn gì nữa không? Chỉ thế, Âu Dã Phu gật đầu. Tư Linh, đây vốn là chuyện nhà của con, ta không nên xen vào, có điều. Con cũng biết đó, có rất nhiều người chú ý đến chuyện hôn nhân của con, hiện tại, trong Vô Song Môn, ai ai cũng biết con có một vị hôn phu, không bao lâu sau. E là tên tuổi của hắn ta sẽ truyền khắp Vô Song Môn và Học viện Vô Song. Con muốn tự xử lý chuyện này hay để ta giúp? Con cũng biết, ta không mong con bị quấy nhiễu bởi mấy chuyện yêu đương đó. Phu Thu Yến nói rất đúng, nói thật ra thì, Âu Dã Tư Linh rất quan trọng đối với Vô Song Môn. Bà ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào người đệ tử này, có lẽ một ngày nào đó, Âu Dã Tư Linh sẽ có đủ khả năng đột phá Thiên Nguyên Tam Trọng. Đạt đến một cảnh giới mà thế hệ của bà ta dùng cả đời cũng không cách nào chạm đến được. Dừng lại vài giây, Phù Thu Yến nói tiếp, ta có thể phái người giết hắn giúp con. Sư phụ, không cần đâu, con sẽ đích thân, giải quyết việc này. Khi nghe thấy thực lực của vị hôn phu kia, trong lòng Âu Dã Tư Linh vô cùng thất vọng. Khoan hãy nói đến chuyện cô ta có ý muốn yêu đương hay không, nhưng nếu có thì cô ta hy vọng một nửa kia của mình sẽ là cao thủ tài ba, có thiên phú kinh người. Còn Trần Bát Hoang thì, hắn mới đạt đến Long Tượng Kỳ mà thôi. Chớ nói là Long Tượng Kỳ, dù là Linh Căn Kỳ cũng không xứng. 2-3 ngày sau đó, Trần Đức bắt đầu vơ vét các loại dược liệu để luyện đan. 3 ngày sau, anh gọi Hồng Y đến và ném cho cô ta một viên thuốc màu tím. Đây là thuốc giải của cô, sau khi uống nó, độc trong người cô sẽ tự giải. Đôi mắt xinh đẹp của Hồng Y lóe lên, cúi nhìn viên thuốc trong tay. Đây là thuốc giải mà cô ta vẫn luôn chờ mong. Chương 872. Thế nhưng, khi lấy được thuốc giải, cô ta lại có chút do dự, không muốn uống nó. Bởi vì, sau khi uống viên thuốc này thì giao dịch giữa cô ta và Trần Đức cũng sẽ chấm dứt. Cô ta không nỡ. Tuy nhiên, cuối cùng Hồng Y vẫn uống nó. Chất độc đã đeo bám cô ta suốt một thời gian dài, mang đến cho cô ta vô số đau đớn. Quan trọng hơn chính là vì chúng độc mà cô ta không thể thi triển thực lực chân chính của mình. Sau khi nuốt đan dược, một dòng nước ấm chợt chảy khắp cả người, Hồng Y rõ ràng cảm giác được chất độc vẫn quấn lấy cơ thể mình giống như gặp phải khắc tinh, nhanh chóng yếu đi, thay đổi. Cơn đau đớn và dày vò trong cơ thể cũng vơi đi rất rất nhiều. Trong đây còn có 3 viên đan dược, mỗi ngày uống một viên. Sau khi uống hết thì độc trong người cô sẽ hoàn toàn biến mất, Trần Đức nhìn Hồng Y nói. Thỏa thuận giữa chúng ta đến đây là kết thúc. Trần Bát Hoang, cảm ơn anh, tôi, nợ anh một điều. Nợ nần gì cứ, chúng ta chỉ là trao đổi mua bán mà thôi, Trần Đức ôn hòa cười nói, cô cũng bảo vệ tôi lâu thế rồi mà, không phải sao. Tôi nói nợ chính là nợ, Hồng Y lập tức vứt bỏ phong thái của một cao thủ, bướng bỉnh hừ hừ nói, anh có ý kiến gì hả? Trần Đức bất lực, giây trước còn anh này anh nọ. Thoáng chốc đã hung dữ với mình như vậy rồi, phụ nữ đều là thế à? Anh cạn lời nói, được rồi, tùy cô. Vậy mới đúng chứ? Mặt ngoài Hồng Y trông rất bình thường, nhưng trong lòng cô ta lại vô cùng kích động, thậm chí còn kích động hơn cả khi Trần Đức đánh bại Lục Phong. Mấy năm trước, bởi vì sự giận dỗi và bướng bỉnh của mình, Hồng Y đã lén chạy đến thế tục du lịch, chơi đùa. Nhưng mà... không ngờ lại chịu thiệt chúng độc ở đây khiến thực lực tụt dốc không phanh nên đành phải phong ấn phần lớn thực lực. Do đó, cũng khiến cô ta không thể về nhà. Bây giờ, qua mấy năm, cuối cùng cô ta cũng có thể thoát khỏi nó và về nhà thì hỏi sao không kích động cho được.
chỉ có Hồng Y mới biết thuốc giải của Trần Đức quan trọng với mình như thế nào. Trần Bát Hoang, anh phải chăm chỉ tu luyện đi, hy vọng lần sau gặp anh sẽ không yếu như bây giờ, Hồng Y nói nhỏ một tiếng rồi nhún người bay khỏi nhà họ Kỳ. Yếu, có yếu cũng mạnh hơn cô, ok, Trần Đức nhìn chằm vào bóng lưng Hồng Y, lẩm bẩm một tiếng. 3 ngày qua, anh đều dành thời gian luyện chế thuốc giải cho Hồng Y. Sau đó, Trần Đức lại dùng 1 ngày luyện thêm một số đan dược. Mãi đến sập tối, điện thoại chợt đổ chuông anh mới dừng lại, trên màn hình hiện lên 2 từ chị Diêm. Chị Diêm, Bát Hoang, cậu có rảnh không? Đầu bên kia truyền đến giọng nói dịu dàng của Diêm Thanh Nhã. Giờ tôi không ở thành phố Tần, có chuyện gì hả? Bát Hoang, chẳng phải cậu biết chữa bệnh ư? Mộng Mộng, Mộng Mộng, con bé bị bệnh rồi, trong giọng nói của Diêm Thanh Nhã tràn ngập vẻ sầu lo. Chị Diêm, chị đừng cuống, đã dẫn con bé đi bệnh viện chưa? Bác sĩ nói sao? Chương 873. Đi rồi, bác sĩ nói. Nói là bệnh tương tư, có cho một ít thuốc an thần. Nhưng mà hoàn toàn chẳng có tác dụng gì hết. Mấy ngày nay, Mộng Mộng cơm không ăn, nước không uống, càng ngày càng nghiêm trọng. Cứ thế thì tôi lo con bé sẽ xảy ra chuyện mất. Bệnh tương tư. Trần Đức kinh ngạc, không ngờ Diêm Mộng lại mắc bệnh này. Vì nhìn kiểu gì thì cô nhóc kia cũng không phải là loại tính tình sẽ mắc bệnh tương tư. Đúng thế, chính là bệnh tương tư. Tôi nhớ trước đây cậu có nói mình sẽ chữa bệnh, thế nên. Nên mới tìm cậu hỏi thử xem, Diêm Thanh Nhã có hơi xấu hổ nói. Cô ta cũng không ngờ con gái mình sẽ mắc loại bệnh này. Chị Diêm, ngày mai tôi sẽ về thành phố Tần. Đến lúc đó, tôi sẽ sang nhìn xem giúp chị, Trần Đức nói. Được, cảm ơn cậu, Trần Bát Hoang. Còn nữa, Diêm Thanh Nhã bỗng dưng thay đổi đề tài nói, Bát Hoang, chị. Chị nhớ cậu. Trần Đức trò chuyện thêm mấy câu rồi cúp điện thoại. Anh đã đến vùng Vân Bắc một thời gian rồi, đúng là nên trở về thành phố Tần. Anh cũng hơi nhớ Tử Hàm. Trạng vạng, Trần Đức đi tìm Kỳ Hàn, đưa cho hắn mấy bình đan dược, bên trong là một số đan dược có thể giúp anh tu luyện và giúp chú Kỳ chữa khỏi vết thương. Ngày mai, tôi định trở về thành phố Tần. Cậu Trần, còn 5 ngày nữa là học viện vô song sẽ tuyển sinh. Hay là cậu ở lại nhà họ Kỳ đi, Kỳ Hàn nói, ở đây thì sẽ không có ai làm phiền cậu được hết. Khỏi, đợi đến khi tuyển sinh thì tôi sẽ đến Vân Bắc, Trần Đức nói. Mấy ngày nay, anh cũng phải tu luyện cho tốt. Đến lúc đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau trong Đại học Thương mại Vân Bắc. Vâng, thưa cậu. Kỳ Hàn biết Trần Đức đã quyết định nên không khuyên nữa. Sáng sớm hôm sau, Trần Đức ngồi máy bay tư nhân do Kỳ Hàn sắp xếp bay từ Ninh An về thành phố Tần. Khoảng 3 tiếng sau, máy bay mới hạ xuống sân bay thành phố Tần. Trương Thiên Dương biết anh trở về thành phố Tần bèn hủy hết mọi công việc trong tay. Tự mình đến sân bay đón, thưa cậu, cuối cùng cậu cũng trở lại. Một thời gian không thấy, Trương Thiên Dương lại béo. Từ khi gặp được Trần Đức, ông ta và nhà họ Trương đã ngày càng phát triển từ sự nghiệp đến gia đình, mọi việc đều thuận lợi. Nhớ hồi xưa, nhà họ Trương cũng chỉ là một gia đình dâu ria ở thành phố Tần. Mà giờ, họ đã trở thành gia tộc kinh doanh đứng đầu tỉnh Hoa Bắc. Ngay cả mấy ông già trong Hiệp hội Võ thuật Hoa Bắc cũng phải nể Trương Thiên Dương mấy phần. Nghe theo lời ông ta. Mà những điều đó đều là do Trần Đức mang đến. Vì vậy, địa vị của Trần Đức trong lòng Trương Thiên Dương đều cao hơn bất cứ kẻ nào kể cả ông ta. Chỉ cần anh nói một câu, dù có bảo ông ta đi chết thì Trương Thiên Dương cũng sẽ không chần chờ. Ông tùy tiện kêu một người đến đón tôi là được rồi, cần gì phải khoa trương như vậy, Trần Đức nhìn đằng trước nói. Bên ngoài sân bay đậu 30 mấy chiếc siêu xe và mấy trăm tên vệ sĩ, trông cực kỳ khoa trương. Trần Đức không thích phô trương như vậy, không cần nhiều người như vậy đâu, bảo họ về trước đi. Vâng, tôi đây bảo họ đi ngay, Trương Thiên Dương gọi một cú điện thoại, mấy trăm vệ sĩ bên ngoài sân bay lần lượt rời đi, chỉ còn lại một chiếc xe của Trương Thiên Dương. Thưa cậu, giờ cậu đến nhà Diêm Thanh Nhã luôn hay là ăn trưa rồi đi, Trương Thiên Dương kính cẩn hỏi. Giờ đi luôn đi, chiều tôi còn đi đón Tử Hàm tan học, rồi dẫn con bé đi chơi. Vâng. Giờ tôi sẽ đưa cậu qua đó. Ừ, chuẩn bị giúp tôi một món quà phù hợp với Diêm Thanh Nhã luôn. Vâng thưa cậu, tôi sẽ sắp xếp ngay. Chương 874. Trương Thiên Dương tự mình đưa Trần Đức đến dưới khu nhà của Diêm Thanh Nhã. Cùng lúc đó, một chiếc xe cũng đã sớm chờ bên ngoài khu phố,
thấy xe Trương Thiên Dương đến thì một người vội vàng bước tới, kính cẩn dâng lên một cái hộp hình vuông, "Chủ tịch Trương, đây là chiếc vòng cổ bằng ngọc tốt nhất mà công ty đưa tới được." "Được, cậu trở về đi." "Vâng." Trương Thiên Dương nhận lấy cái hộp rồi giao nó cho Trần Đức, "Cậu Trần, còn có chuyện gì nữa thì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào." "Ừ." Trần Đức đi vào khu nhà quen thuộc từng ở hơn 3 tháng, anh quen cửa quen nẻo rảo bước, căn nhà mà anh từng ở vẫn khóa chặt, chưa có ai dọn vào. Anh bước lên lầu, gõ cửa, chưa đến 10 giây sau, cánh cửa đã bật mở. Người mở cửa là Diêm Thanh Nhã, cô ta vẫn như cũ, mặc một chiếc váy màu đỏ ở nhà, dưới cái tuổi của một người trưởng thành là dáng người quyến rũ mặn mà. Biết Trần Đức sắp đến nên cô ta đã sửa soạn một chút, trên gương mặt xinh đẹp được trang điểm một cách nhẹ nhàng, cả người thoang thoảng mùi nước hoa mê người. Chỉ là, nhiều đó vẫn không thể giấu được vẻ sầu lo trong ánh mắt của cô ta. "Bát Hoang, mau vào đi. Chị Diêm, cái này cho chị." Trần Đức lấy vòng cổ ra, dịu dàng cười nói, "Quà cho chị đó." Đôi môi đỏ mọng của Diêm Thanh Nhã khẽ cong lên một nét cười xinh đẹp, cười tươi, ôm lấy eo Trần Đức, khẽ hôn lên môi anh như chuồn chuồn lướt nước, nói, "Cảm ơn cậu, tình yêu." Trần Đức có thể nhớ đến mình và chuẩn bị quà cho mình đã khiến lòng cô ta cảm thấy rất vui, nhưng cái hôn này chỉ vừa chạm vào là tách ra giống như một tên ăn trộm, lén lút, cẩn thận. Bởi vì, Diêm Mộng đang ở nhà. Cửa phòng Diêm Mộng khép hờ, cô ta không chú ý và cũng sẽ không để ý đến chuyện bên ngoài. Cô ta ngồi trên giường, trong tay cầm một cây cọ, trước mặt đặt một bản vẽ, tên miền mới của bên mình chuyên 3.1. Cả nhà ủng hộ chúng mình để chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Trên bản vẽ là một bóng người thon dài, mặc áo đen đeo mặt nạ chú hề. Nơi nơi trên sàn nhà trong phòng cô ta đều là những trang giấy bỏ, mà trên giấy đều là bóng người đeo mặt nạ chú hề. Không được, vẫn không hài lòng. Diêm Mộng xé bức tranh kia xuống, bắt đầu nghiêm túc vẽ lại từng nét một. Sắc mặt của cô ta tái hơn trước đây rất nhiều, cả người cũng gầy đi, mặt mày lộ rõ vẻ hốc hác. Ngoài cửa, Diêm Thanh Nhã khẽ thở dài, trong khoảng thời gian này, con bé vẫn vẽ bức tranh kia, nói người đó là người trong lòng mình. Nhưng, con bé lại không biết tên họ người ta là gì, nhà ở đâu. Diêm Thanh Nhã dẫn Trần Đức đến trước cửa phòng một lúc rồi nhưng Diêm Mộng vẫn không phát hiện họ. Mãi đến khi Diêm Thanh Nhã gõ cửa, Diêm Mộng mới quay đầu lại, "Mẹ." Sau đó, cô ta nhìn thấy Trần Đức thì cau đôi lông mày xinh đẹp lại hỏi, "Sao anh lại ở đây?" Dù đã qua lâu như vậy rồi, nhưng cô ta vẫn không thích Trần Đức. Tuy mọi mặt của anh đều lộ ra sự xuất sắc, có điều, so với idol đeo mặt nạ chú hề vẫn kém quá xa. Nếu đứng chung một chỗ thì quả thật là khác biệt một trời một vực, không phải sao? Chương 875. Mộng Mộng, Bát Hoang tới là để khám bệnh giúp con, Diêm Thanh Nhã nhẹ nhàng van nài, có thể đi ra ngoài nói chuyện một lát không con? Mẹ! Chẳng phải mẹ đã dẫn con đến bệnh viện khám bệnh rồi sao? Vô dụng thôi, Diêm Mộng có chút bực bội nói, thuốc của bệnh viện cho còn chưa uống hết nữa, mẹ bảo anh ta đi đi. Vừa đi đến cửa, Trần Đức đã nhìn thấy những trang giấy trên mặt đất và bóng người trong tranh, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Anh có mơ cũng không ngờ người khiến Diêm Mộng tương tư lại là mình. Mối quan hệ giữa anh và Diêm Thanh Nhã đã hơi phức tạp rồi, ai ngờ Diêm Mộng cũng nhìn chúng mình. Nếu cứ thế phát triển tiếp thì chẳng phải là thành, mẹ con. Trong lòng Trần Đức hết sức bình tĩnh, thậm chí còn hơi buồn cười. Lúc trước, anh giấu giếm thân phận để giảm bớt mâu thuẫn giữa Diêm Mộng với mình, tránh cho xảy ra sự cố gì. Không ngờ lại hoàn toàn ngược lại, Trần Đức bất đắc dĩ xoa mũi nói, chị Diêm, có thể cho tôi và cô bé nói chuyện riêng với nhau một lát không? Cái này, ổn chứ, Diêm Thanh Nhã hỏi. Cô ta biết Diêm Mộng khá ghét Trần Đức nên lo con gái mình sẽ kiếm chuyện. Không sao, chị yên tâm đi, Trần Đức an ủi. Được rồi. Diêm Thanh Nhã thở dài, dáng người thướt tha nhấc chân, xoay người trở về phía phòng khách. Anh có thể vào không? Trần Đức quay sang nhìn Diêm Mộng hỏi. Tùy anh, Diêm Mộng buồn buồn đáp, trong đầu và nỗi lòng của cô ta chỉ có bóng người mặc đồ đen đeo mặt nạ chú hề vào đêm hôm đó, ngoài ra thì không còn gì khác nữa. Trần Đức đẩy cửa ra, đi vào trong phòng của Diêm Mộng. Trong phòng ngoài vô số trang giấy trên sàn thì những nơi khác đều rất sạch sẽ. Anh nhặt một bức tranh trên sàn lên, nhìn một lúc rồi chọc, vẽ đẹp đấy, rất sinh động. Ha ha!
Diêm Mộng ngoài cười nhưng trong không cười, hơi mệt mỏi nói, muốn nói gì thì nói lẹ đi, tôi biết rõ bệnh của mình, bác sĩ không thể chữa khỏi được đâu. Đa số những căn bệnh khó nhằn và oái oăm trên thế giới đều có thể chữa được, chỉ có bệnh về tình yêu là phức tạp nhất. Căn bệnh này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Diêm Mộng biết rõ, bệnh của mình đã hết thuốc cứu chữa rồi. Thuốc an thần bình thường đã chẳng có tác dụng mấy với cô ta. Nếu tăng liều thì chỉ ảnh hưởng thêm đến thần kinh của mình mà thôi. Giờ, thuốc giải duy nhất chính là người đàn ông mặc áo đen đeo mặt nạ chú Hề đã cứu mình kia thôi. Cô ta chỉ muốn gặp anh. Trần Đức nhặt lên những trang giấy bị vứt xuống sàn, xếp lại với nhau, thực ra, bức tranh của em rất đẹp. Có lẽ, bản thân anh ta cũng không đẹp như trong tranh của em. Anh không hiểu, Diêm Mộng bưng ly nước ấm đặt ở đầu giường lên, chậm chậm uống một ngụm, anh chưa gặp thì sao biết anh ấy không hoàn mỹ. Có lẽ là thế. Trần Đức cũng không tỏ ý kiến, bệnh của em đã rất nghiêm trọng, nếu muốn chữa thì anh nghĩ là nên gặp anh ta một lần. Thế nên, chương 876. Thế nên, anh không chữa được bệnh của tôi phải không? Diêm Mộng như đã đoán được kết quả, tự giễu cười, thực ra, tôi cũng không cần chữa. Cứ thế đi, mỗi ngày trong đầu đều là anh ấy, mơ thấy, nhớ đến anh ấy thôi là tốt rồi. Anh có thể chữa, Trần Đức cũng không nói nhiều, trực tiếp nói, vừa hay, anh có quen người trong bức tranh của em. Anh ta là một người bạn của anh, cũng thích bộ trang phục này. Giả làm siêu anh hùng đi cứu người xung quanh gì đó. Anh nghĩ, người em muốn gặp chính là anh ta. Cái gì, thoáng chốc, trong con người ảm đạm của Diệm Mộng lập tức lóe lên ánh sáng, không thể tin được hỏi, anh. Nói thật ư? Thật. Trần Đức nhìn vào ánh mắt của Diêm Mộng, nói một cách khẳng định, không tin thì anh có thể hẹn anh ta giúp em. Anh tin rằng khi em gặp anh ta sẽ biết có thật hay không. Tốt, tốt, tốt quá. Một Diêm Mộng vẫn ủ rũ. Nản lòng bỗng trở nên hết sức kích động, nói liền ba chữ tốt. Dù lời Trần Đức nói là xạo thì cô ta cũng bằng lòng tin tưởng và thử xem. Anh sẽ hẹn anh ta giúp em, vào 10 giờ tối nay luôn đi, đến nơi hai người gặp nhau lúc trước nhé. Nếu thế thì em cũng dễ biết được anh ta có phải người kia hay không, Trần Đức cười nói. Anh vừa nói xong câu đó, Diêm Mộng càng chắc rằng Trần Đức không có nói dối, anh quả thực biết một người như thế. Bởi vì ngoài người đàn ông đeo mặt nạ chú Hề tối hôm đó ra thì chẳng ai biết họ đã gặp nhau ở đâu. Trần Đức thấy cô ta dao động bèn nói tiếp, có điều, em đi gặp người ta với dáng vẻ này không sợ anh ta sẽ không thích mình sao? Giờ Diêm Mộng chẳng chăm chút hay ăn diện, mặt thì vàng vọt hốc hác, còn ù lì hơn mấy cô gái thích ở nhà nữa. Cơ thể rõ ràng kém hơn lúc trước rất nhiều. Anh nói đúng, tôi dậy ngay, phải sửa soạn một phen mới được. Diêm Mộng cuối cùng cũng nhìn thấy hy vọng nên y như uống thuốc kích thích, rời giường, gọi với ra ngoài, mẹ, con đói bụng. Thực ra, Diêm Mộng hoàn toàn không muốn ăn. Thế nhưng, cô ta phải dùng trạng thái tốt nhất để đi gặp người kia. Ăn không vô cũng phải ăn. Phòng khách, Diêm Thanh Nhã đầy mặt lo lắng nghe thấy con gái la lên lập tức lộ ra vẻ khó tin và kích động đáp, được, được, mẹ đi nấu cho con ngay, nấu món con thích nhất luôn. Lúc này, Trần Đức cũng đi ra khỏi phòng Diêm Mộng. Diêm Thanh Nhã lập tức đứng dậy, ôm lấy anh, khẽ nói, tình yêu ơi, cậu làm sao mà được vậy? Trần Đức cười đáp, bí mật. Hừ, Diêm Thanh Nhã giơ bàn tay trắng như phấn lên khẽ đấm lên ngực Trần Đức, tên khốn nhà cậu, tôi biết ngay cậu sẽ có cách mà. Cậu chờ ở nhà nhé, tôi ra ngoài mua thức ăn rồi nấu cơm. Diêm Thanh Nhã vui vẻ. Lại lén lút hôn Trần Đức một cái rồi nhanh chóng đi mua một ít đồ ăn về. Chị ở bên cạnh giúp tôi đi, để tôi làm, Trần Đức nói. Anh biết thực ra Diêm Mộng không muốn ăn, chỉ là cố gắng ăn một ít. E rằng, cô ta sẽ khó mà nuốt nổi mấy món bình thường. Vì vậy, anh quyết định tự mình xuống bếp. Chương 877. Chẳng mấy chốc, một mùi hương mê người đã tràn ngập trong không khí. Một bàn ăn cơm chưa cực kỳ phong phú được bày lên bàn, nào là gà coca, tôm hấp, kiến leo cây. Tổng cộng có 7-8 món, mỗi món đều do Trần Đức tự mình điều chỉnh, sắc hương đầy đủ. Thơm quá, bát hoang, không ngờ cậu còn biết nấu cơm, Diêm Thanh Nhã tự nhận là nấu ăn rất khá, nhưng khi nhìn thấy đồ ăn do Trần Đức làm, riêng màu sắc và mùi hương thôi cũng đã hoàn toàn chinh phục cô ta, tốt quá, Mộng Mộng chắc chắn sẽ thích. Mộng Mộng, mau ra đây ăn cơm. Diêm Thanh Nhã gọi.
Chưa đến một phút, Diêm Mộng đã bước ra. Dù giờ mới là giữa trưa, cách buổi tối cả mấy tiếng, nhưng cô ta cũng đã ăn diện và thay đổi một kiểu tóc khác trông có sức sống hơn. Hơn nữa, Diêm Mộng còn tìm bộ đồ mắc nhất và đẹp nhất ra mặc lên người. Mẹ, mẹ thấy con mặc bộ này thế nào? Đẹp, con gái mẹ mặc gì cũng đẹp, Diêm Thanh Nhã khen, bộ quần áo này kết hợp với giày cao gót là hợp nhất. Có lý, buổi chiều mẹ có thể đi mua với con không? Đương nhiên rồi. Diêm Thanh Nhã biết Trần Đức thích uống rượu nên lấy một bình rượu lâu năm và quý nhất trong nhà ra. Ba người ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm trưa. Vốn, Diêm Mộng còn tưởng bữa cơm này sẽ rất khó nuốt, ai ngờ vừa ăn thử một miếng, ánh mắt cô ta đã thay đổi. Trời ơi! Ăn ngon thật! Cô ta chưa từng ăn món gà coca nào ngon như vậy luôn. Còn ngon hơn so với đám đầu bếp trong khách sạn nhiều luôn ấy. Kế tiếp, cô ta bèn thử món thứ hai, món thứ ba. Trần Đức làm đồ ăn hoàn toàn mở ra sở thích ăn uống của Diêm Mộng, nên cô ta vẫn luôn miệng ăn, mẹ, sao mẹ lên tay nhiều thế? Không phải mẹ làm, là bát hoang làm, Diêm Thanh Nhã nói, mẹ chẳng thể làm ra món nào ngon như vậy đâu. Hở! Diêm Mộng kinh ngạc nhìn Trần Đức, tay nghề nấu nướng của anh tốt như vậy luôn. Chứ sao? Trần Đức cười, uống một hớp rượu, với anh thì lời khen của Diêm Mộng còn không đáng giá bằng một ngụm rượu. Nước càng uống càng nhạt, rượu càng uống càng thơm. Vừa nuốt rượu xuống thì như có một thanh đao cạo qua cổ họng, Trần Đức chỉ cảm thấy cả người thoải mái, trông tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Đa số mọi người trên thế giới khi uống rượu sẽ đau đầu, chóng mặt và say. Rất ít ai có thể giống anh, càng uống càng tỉnh táo. Anh sẽ không say vì đã có rất nhiều kinh nghiệm. Diêm Mộng ôm nỗi mong chờ khi được gặp người ấy, vả lại, bữa ăn cũng phong phú khiến cô ta ăn rất ngon miệng. Thức ăn trên bàn hầu như đều bị hai mẹ con vét sạch. Chương 878. Ăn cơm xong, Diêm Mộng vội vàng lôi Diêm Thanh Nhã đi lựa giày cao gót. Còn Trần Đức thì rời đi, đến trường tiểu học của Tử Hàm. Ngoài cổng trường, Giang Hồ Hải đang ở cách đó không xa uống trà. Mặt ngoài là uống trà, nhưng thực ra là đang bảo vệ Tử Hàm. Chủ nhân! Giang Hồ Hải đi về phía Trần Đức, kính cẩn chào, cậu đã về rồi. Ừ, Trần Đức gật đầu hỏi, trong khoảng thời gian tôi không ở đây, không xảy ra chuyện gì chứ? Ai ghen chứ, tôi nói cần lý do là cần một lý do, ánh mắt Tống Ngữ Hiên lóe lên, hừ hừ bảo, không nói được lý do nào là phải đổi tên. Anh chỉ đơn giản là cảm thấy dễ nghe thôi. Trần Đức nhún vai, cạn lời nói về hai loại khác trước đi, cái thứ hai có thể nói là cứu người trong dầu sôi lửa bỏng, trị được mọi bệnh ung thư giai đoạn đầu. Chỉ cần uống liên tục một tuần là được, không cần mổ hay hóa trị, mà chỉ cần uống thuốc thôi. Tên của nó hử, anh cũng nghĩ xong rồi, gọi là Thiên Vũ đi. Loại thứ ba có thể trị bệnh bạch cầu, bất kể giai đoạn nào đều được, chỉ là thời gian dùng thuốc khác nhau. Nó sẽ lấy tên em là Ngữ Yên. Theo mỗi một từ được anh nhẹ nhàng bâng quơ nói ra, trong lòng Tống Ngữ Yên cũng đã đờ đẫn và ngày càng hoảng sợ. Không phải bởi vì tên, mà là vì tác dụng của hai loại thuốc đó. Trị ung thư giai đoạn đầu và bệnh bạch cầu. Đây là loại thuốc khủng bố gì vậy? Chắc hẳn, một khi hai loại thuốc đó được bán ra thì sẽ khiến cả Hoa Hạ và thế giới phải giật mình hoảng sợ. Ba loại thuốc ấy, bất kể loại nào xuất hiện cũng sẽ tô thêm một bút trong lịch sử văn minh nhân loại. Tập đoàn Dược Thiên Vũ cũng sẽ nổi tiếng khắp nơi, trực tiếp trở thành tập đoàn sản xuất dược quốc tế. Rốt cuộc thì y thuật của Trần Bát Hoang đã khủng bố tới trình độ nào rồi vậy? Thế mà lại nghiên cứu chế tạo ra được loại thuốc ấy. Phải biết rằng, hầu như các quốc gia trên thế giới không lúc nào là không có người đang nghiên cứu chế tạo thuốc. Nhưng mà đến nay, vẫn không có tiến triển lớn nào về bệnh ung thư và bệnh bạch cầu. Mà Trần Đức lại một mình nghiên cứu ra được phương thuốc ấy. Tống Ngữ Hiên tự nhận là thiên tài trong ngành y học, nhưng so với Trần Đức thì vẫn kém hơn rất nhiều. Cô ấy đi đến trước mặt anh, cầm lấy mấy tờ giấy đó, trên giấy viết một số dược liệu, công thức phối hợp và cách sản xuất. Hơn 90% đều là thuốc đông y, còn lại là một số thuốc tây và hóa dược. Cô ấy cũng không nghi ngờ mức độ chính xác của nó, vì dù sao sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, trong lòng Tống Ngữ Yên đã sớm tin tưởng người đàn ông này vô điều kiện. Một khi hai loại thuốc này và mặt nạ kia ra đời thì chắc chắn sẽ tạo phúc cho dân và được ghi vào lịch sử y học, thậm chí là lịch sử thế giới,
gương mặt Tống Ngữ Hiên đỏ bừng, còn kích động hơn so với việc sẽ kiếm được hàng tỷ đô. Cô ấy làm nghề y không phải vì kiếm được bao nhiêu tiền, mà là muốn cứu được nhiều người hơn. Có lẽ khi nói ra cái lý tưởng đó người khác sẽ không tin, nhưng Tống Ngữ Hiên vẫn muốn bước tiếp trên con đường này và sẽ không hối hận. Chương 879. Tên thuốc gì đó đã bị Tống Ngữ Hiên ném ra sau đầu, chẳng quan tâm đến nó nữa. Đôi mắt xinh đẹp nhìn người đàn ông trước mặt, nghiêm túc nói, Trần Đức, tôi thay mặt tập đoàn Dược Thiên Vũ và người dân trên thế giới cảm ơn anh. Không cần, với anh mà nói, mọi người trên thế giới này cũng không bằng một nụ cười của em, khóe miệng Trần Đức khẽ cong, dịu dàng nói, sau khi bác Tống mất, anh đã không còn thấy em cười. Thời xưa có Chu U Vương vì một nụ cười của Bao Tự đã đốt lửa lừa chư hầu chạy đến. Thời nay có Trần Bát Hoang Anh vì muốn em cười mà nộp lên ba phương thuốc. Tống Ngữ Hiên im lặng. Đúng là từ khi bố mất, cô ấy đã bị tập đoàn và đủ loại đối nhân xử thế quấn lấy nên chẳng hề cười nữa. Không ngờ Trần Đức làm những việc đó là vì giành được một nụ cười từ mình. Một lát sau, Tống Ngữ Hiên thật sự nở nụ cười. Nụ cười này không phải là cười cho có, mà là thật lòng phát ra từ sâu trong tâm khảm. Đôi môi đỏ mọng khẽ cong gợi lên một nụ cười xinh đẹp tựa như hoa quỳnh nở rộ, lộ ra vẻ đẹp quyến rũ, say đắm lòng người. Cười lên đẹp hơn cứ mãi phụng phịu nhiều. Sau này, nhớ cười nhiều hơn nhé, Trần Đức hài lòng gật đầu, xoay người đi ra ngoài. Cũng không quay đầu lại nói, đăng ký thương hiệu hay độc quyền gì đó đều giao cho em. Tối anh còn có việc, đừng chờ anh, ngủ sớm đi. Vừa về cũng không ngủ ở nhà sao, Tống Ngữ Hiên lẩm bẩm, mấy ngày Trần Đức không ở nhà, cô ấy vẫn luôn chăm sóc cho Tử Hàm, coi nơi này thành nhà mình. Nhưng, vẫn cứ cảm thấy thiếu cái gì đó. Mãi đến khi biết được Trần Đức sắp về, cảm giác thiếu thốn ấy bỗng dưng biến mất, bấy giờ cô ấy mới hiểu ra, căn nhà này thiếu một vị chủ nhân khác. Trong lòng Tống Ngữ Hiên vắng vẻ, trở lại trước laptop làm việc tiếp, lưu công thức của ba phương thuốc ấy vào tầng tầng lớp lớp mã hóa trong ổ cứng máy tính. Sau đó, lại tiến hành rà soát, chuẩn bị cải tiến một số chỗ không hợp lý. Nhưng mà, Tống Ngữ Hiên kinh ngạc phát hiện, bất kể là công thức hay sự phối hợp giữa Đông Y và Tây Y thì đều hầu như không có chút sai sót nào. Ít nhất, Tống Ngữ Hiên không có nhìn ra bất cứ khuyết điểm nào. Bố, có lẽ lựa chọn của người là đúng. Tống Ngữ Hiên kinh ngạc lẩm bẩm. Đến giờ, cô ấy càng cảm thấy Tống Thiên Vũ nhìn xa trông rộng, có mắt nhìn người. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc rực rỡ sáng trưng, Thiên Hương Kiều mãi mãi là một điểm sáng độc đáo trong bóng đêm ở thành phố Tần, ánh đèn lấp lánh đủ loại màu sắc thắp sáng cả màn đêm. Nước sông róc rách, du thuyền bơi lội, gió nhẹ lướt qua, khi màn đêm buông xuống, trong một quán ba nằm ngay bờ sông, nam thanh nữ tú cũng dần trở nên đông đúc hơn. Dọc theo ven đường là từng hàng siêu xe đỗ lại, trời càng sẩm tối thì càng nhiều xe hơn. Bên lề đường là đủ loại trang phục hở hang muôn màu muôn vẻ không kịp nhìn. Thế nhưng, Diêm Mộng lại không có tâm trạng để ngắm nhìn những điều đó. Cô ta đi rất nhanh, gì mà siêu xe, trai đẹp, gái xinh đều bị Diêm Mộng làm lơ, trực tiếp đi về phía địa điểm trong trí nhớ. Những ngõ nhỏ đen tuyền ở gần Thiên Hương Kiều là số lượng ít ỏi không bị ngọn đèn chiếu đến. Thời gian hẹn là 10 giờ, giờ mới hơn 9 giờ mà cô ta cũng đã tới. Diêm Mộng khoác trên mình một chiếc váy xinh đẹp, dưới đôi chân thon dài thẳng tắp là đôi giày cao gót sáng lấp lánh mới mua. Gương mặt vốn khá xinh đẹp, còn riêng tìm thợ trang điểm. Thế nên, đêm nay là ngày cô ta xinh đẹp nhất từ trước đến nay. Cả ngày hôm nay, Diêm Mộng đều dành hết cho việc sửa soạn bản thân, chỉ vì ngày sắp được gặp người khiến mình nhớ mãi không quên với dáng vẻ xinh đẹp nhất. Diêm Mộng lấy điện thoại ra nhìn thời gian hơn 10 lần thì cuối cùng cũng đến 10 giờ. Trái tim của Diêm Mộng cũng ngày càng hưng phấn. Chương 880. Đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào phía trước tối tăm. Chẳng bao lâu, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện từ trong khoảng không. Cũng không biết người này xuất hiện từ lúc nào, khi bóng dáng đó lọt vào tầm mắt Diêm Mộng đã thấy anh đứng đó rồi. Khoảng cách giữa hai người không quá 5 mét. Cô có thể nhìn thấy rõ ràng một dáng người mảnh khảnh khoác trên mình chiếc áo choàng đen đang nhẹ nhàng đung đưa trong gió, chiếc mặt nạ chú hề trong bóng tối hiện ra có chút hung tợn đáng sợ. Nhưng Diêm Mộng chẳng mảy may sợ hãi, cô ta kích động tới bật khóc, hai hàng lệ lăn dài trên gò má, quá vui mừng mà khóc nức nở. Anh cuối cùng cũng trở lại rồi, là, Trần Bát Hoang kêu anh tới đây sao? Đúng, giọng nói của Trần Đức đè rất thấp,
cố gắng hết mức mô phỏng giống với giọng nói anh dùng lúc cứu Diêm Mộng trước đó, anh tiếc chữ như vàng đáp, anh ta nói cô mắc bệnh tương tư. Là nhớ tới tôi sao? Không sai, cái kia, Diêm Mộng lau lệ nơi khóe mắt, thu hết dũng khí, hùng hổ nói, tôi thích anh, muốn theo đuổi anh, có được không? Không được. Trần Đức quyết đoán từ chối, thứ nhất, anh và Diêm Thanh Nhã đã phát sinh quan hệ, thứ hai, anh quanh năm phiêu bạt khắp nơi, với tính cách si tình của Diêm Mộng, thật sự không thích hợp có quan hệ gì với anh. Tại sao, bị từ chối một cách dứt khoát như vậy khiến Diêm Mộng càng không kìm được rơi lệ, anh ghét bỏ tôi sao? Không. Trần Đức thoáng ngập ngừng. Tôi chỉ cảm thấy chúng ta không phù hợp. Không phù hợp, tại sao không phù hợp, Diêm Mộng vừa tủi thân xen lẫn nghi hoặc, nếu đã không phù hợp, vậy tại sao ngày đó anh còn cứu tôi? Nếu đổi lại là người khác tôi vẫn sẽ cứu, Trần Đức đáp, huống hồ, có lẽ sau khi cô nhìn thấy gương mặt thật sự của tôi, không chỉ không yêu thích tôi mà còn chán ghét tôi nữa, tên miền mới của bên mình là chuyên 3.1. Cả nhà truy cập vào đọc để ủng hộ chúng mình có động lực ra chương mới nhé. Sẽ không đâu, nhất định sẽ không, Diêm Mộng vội vàng nói, tôi chỉ thích con người của anh, không quan tâm đến ngoại hình của anh, hơn nữa. Hơn nữa tôi cũng muốn nhìn thấy gương mặt thật của anh. Hôm nay tới đây chính là để cô thấy được khuôn mặt của tôi. Trần Đức vừa nói vừa quay lưng lại với Diêm Mộng, sau đó tháo mặt nạ hề xuống nói, có một vài thứ có lẽ sẽ tốt hơn nếu không nhìn thấy bộ mặt thật, tôi hỏi cô một lần nữa, cô chắc chắn muốn thấy tôi à? Tôi chắc chắn. Diêm Mộng kỳ vọng đáp, cô mang theo ánh mắt si mê nhìn chăm chăm vào bóng lưng của người đứng trước, nặng nề gật đầu. Cô ta sớm đã nảy sinh lòng hiếu kỳ nồng đậm với gương mặt được che giấu dưới lớp mặt nạ kia, thời thời khắc khắc không ngừng suy nghĩ muốn biết được rốt cuộc phía sau mặt nạ là một gương mặt tròn méo thế nào, là một người ra sao. Chương 881. Diêm Mộng hít sâu một hơi, trong lòng tràn ngập mong chờ. Được thôi. Mục đích Trần Đức hôm nay tới chính là để Diêm Mộng biết thân phận thực sự của mình, hôm nay ở nhà anh không nói gì chủ yếu là vì lo lắng rằng cô sẽ không tin. Bây giờ, cô ấy đã đến đây, tất nhiên là đã tin tưởng. Chung quy người biết đến sự việc ngày đó cũng không nhiều. Cô chuẩn bị xong chưa, Trần Đức hỏi. Diêm Mộng lại lần nữa gật đầu. Được. Sau đó, Trần Đức quay người, động tác không nhanh, thậm chí còn có chút chậm chạp. Anh đang nghĩ sau khi Diêm Mộng biết được người mà cô vẫn luôn thầm mến mộ là anh sẽ có phản ứng thế nào, anh nên trả lời ra sao? Đáng tiếc anh nghĩ không ra. Trái tim phụ nữ tựa như mỏ kim đáy biển. Điều khó đoán nhất trên đời chính là suy nghĩ của phụ nữ. Khi Trần Đức xoay người lại, cuối cùng trong đôi mắt Diêm Mộng dần dần hiện lên hình dáng của người trước mặt. Góc cạnh gương mặt như được đao khắc, ngũ quan đẹp mắt, đôi con người đen như vực thẳm, sâu không thấy đáy giống như giếng cổ, sóng dậy điềm tĩnh. Khi gương mặt này hoàn toàn hiện ra trước mắt Diêm Mộng, cô giật mình kinh ngạc, choáng váng. Cả người giống như bị phong ấn mà đờ đẫn đứng tại chỗ, trong đôi mắt trong veo lóe lên tia sáng không dám tin tưởng. Cô không kìm được mà che lấy đôi môi đỏ mọng, đôi mắt trợn tròn hỏi. Trần, bát hoang. Sao lại là anh? Cô ta làm thế nào cũng không ngờ tới, người đàn ông mà mình ngày đêm nhớ mong, như một bức tượng điêu khắc in sâu trong tâm trí cô ta, khiến cô ta tơ tưởng lại là Trần bát hoang. Cô ta vô thức lùi lại hai bước. Không sai là tôi, hai tay Trần Đức đút trong túi quần, cũng không đè nén giọng nói nữa, nhàn nhạt nói, tôi từng nói rồi, có vài chuyện nếu không biết chân tướng qua một tấm màn che có lẽ sẽ càng tốt đẹp hơn. Xin lỗi, khiến cô phải thất vọng rồi. Trong bóng tối, mặc dù Trần Đức đang xin lỗi nhưng giọng điệu và biểu cảm của anh vẫn không có lấy một tia thay đổi. Hiện tại anh chỉ đóng vai một bác sĩ giúp Diêm Mộng trị bệnh mà thôi. Muốn chữa khỏi bệnh tương tư của cô ta. Đây là biện pháp tốt nhất. Diêm Mộng ngây người đứng ở nơi đó, trong lòng trăm mối ngổn ngang, thật lâu sau mới hít một hơi thật sâu đáp, buổi tối hôm đó, người cứu tôi thực sự là anh. Đúng, Trần Đức đáp. Che mặt chỉ vì tối đó muốn tôi để anh rời đi, Diêm Mộng vẫn nhớ rõ như in sự việc tối hôm đó, vì thể diện của bản thân, cô ta không muốn dẫn theo Trần Đức nên kêu anh đừng quản chuyện của mình. Chương 882. Đúng, Trần Đức gật đầu. Tôi vốn dĩ không muốn lại quan tâm tới cô nữa, chỉ là tình cờ nhìn thấy có người theo dõi cô, do đó mới tiến lên nhìn xem. Tôi hiểu rồi.
Diêm Mộng tối nay ôm theo vô vàn mong đợi mà tới, cô muốn bày tỏ với người đàn ông đeo mặt nạ, khiến đối phương hiểu được tâm tư và tình yêu của cô. Những ngày không gặp được anh ta, một ngày mà ngỡ như cả năm. Cô ta thực không ngờ tới, người này vậy mà là người bên cạnh cô ta. Nó giống như một người đang tìm kiếm một thứ gì đó, lục kiếm cả căn nhà, thành phố, quốc gia, cuối cùng lại phát hiện ra thứ đó vẫn luôn ở ngay cạnh mình. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu, Diêm Mộng rơi vào trầm mặc, trong con hẻm u tối, thời gian như đông cứng lại, không một tiếng động. Sau một phút, Trần Đức thản nhiên nói, thực xin lỗi, khoảng thời gian này khiến cô phải khổ cực rồi. Không, không chịu khổ. Diêm Mộng cúi đầu, trong lòng cô ta hiện tại vô cùng rối loạn. Lại 2-3 phút đồng hồ im lặng trôi qua. Cô ta bỗng nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Trần Đức, thực ra, tôi cũng không thất vọng như trong tưởng tượng của anh đâu. Hừm, Trần Đức ngờ vực. Diêm Mộng cắn chặt răng ngà, khuôn mặt thanh tú thoát cái đỏ bừng, lấy hết can đảm nói, cho dù sau lớp mặt nạ là anh, tôi cũng có thể chấp nhận. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, đầu óc Diêm Mộng đã xoay chuyển vài vòng. Thực ra Trần Bát Hoang cũng không có gì không tốt. Ngược lại, anh còn ưu tú hơn hầu hết mọi người. Nhỏ thì nấu ăn, lớn thì võ thuật, lại tới quan hệ sâu rộng, bất luận là năng lực cá nhân hay ngoại hình đều đã vượt qua 90% đàn ông trên thế giới. Cô ta vẫn luôn không quá ưa thích Trần Đức, rốt cuộc nguyên nhân do đâu trong lòng cô ta hiểu rất rõ. Bởi ngày đó, cô ta đã từng nhìn thấy Trần Đức và mẹ của mình là Diêm Thanh Nhã làm chuyện nam nữ ngay trong nhà bếp, thật ngượng ngùng và khó nói, nhưng suy cho cùng đó là chuyện rất bình thường. Lúc ấy, cô ta vờ như không thấy, nhanh chân rời đi, nhưng trong lòng lại cảm thấy cực kỳ rối rắm, khó có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, trong suốt khoảng thời gian qua, Trần Đức không ngừng chứng minh bản thân, anh đã nhiều lần ra tay giúp đỡ mẹ và cô ta. Thật ra, từ tận đáy lòng, không biết từ lúc nào, cô ta đã dần chấp nhận anh. Thậm chí, cô ta còn nảy sinh một cảm giác đặc biệt với Trần Đức. Có điều, cảm giác này rất mờ nhạt, người cô ta nghĩ đến nhiều hơn lại là tên hề áo đen. Hôm nay, khi biết được tên hề áo đen chính là Trần Đức, sau một thoáng rối rắm, cuối cùng, cô ta đã thừa nhận với lòng mình. Chương 883. Đúng vậy. Trước đây, cô ta chưa từng nghĩ mình sẽ yêu người đàn ông mà mẹ yêu. Nhưng bây giờ thì, Diêm Mộng không ngại. Yêu một ai đó, có đôi khi, chính là liều lĩnh như vậy. Em nói gì, Trần Đức kinh ngạc, sắc mặt anh lập tức thay đổi. Em nói, Diêm Mộng bước lên trước, đột ngột ôm lấy cổ Trần Đức, thì thầm vào tai anh, em nói, em có thể chấp nhận anh. Trần Đức ngớ người, đầu anh có hơi choáng váng, anh không biết phải nói gì, chỉ có thể đứng chết chân tại chỗ. Có thể, chấp nhận ư. Khụ, Diêm Mộng, chúng ta không hợp, Trần Đức nói một cách chắc chắn và thẳng thắn, có lẽ em không biết, anh và mẹ của em. Em biết, nhưng Trần Đức còn chưa nói dứt lời, Diêm Mộng đã cắt ngang, em biết chuyện của anh và mẹ. Biết ư. Sau vài giây kinh ngạc, cuối cùng, Trần Đức cũng hiểu vì sao Diêm Mộng vẫn luôn tỏ thái độ chán ghét anh. Trần Bát Hoang, em không quan tâm, lúc trước, em không biết cảm giác yêu là gì, vốn tưởng rằng loại tình cảm thề non hẹn biển, sống chết có nhau trong TV hay chiếu chỉ toàn là giả dối. Diêm Mộng buông Trần Đức ra, ánh mắt cô sáng ngời, nhìn thẳng vào anh, mãi đến. Đêm hôm đó, khi anh đột nhiên xuất hiện để cứu em. Em thật ngốc. Đáng lẽ em nên sớm đoán ra được đó là anh mới đúng chứ. Nếu không, anh cần gì phải che mặt. Diêm Mộng đã quyết định bất chấp tất cả, cô ta nhoẻn miệng cười, gương mặt bừng lên sự hạnh phúc, Trần Bát Hoang, anh có thể chấp nhận em không? Trần Đức im lặng vài giây, sau đó mở miệng nói, xin lỗi, Diêm Mộng, chúng ta không hợp. Vì sao chứ? Diêm Mộng sững sờ, không dám tin vào những gì mình vừa nghe, em không đủ xinh đẹp ư? Hay là anh thích người lớn tuổi hơn? Không phải. Trần Đức nói rất nghiêm túc, anh đã từng nói những lời như vậy với mẹ em, anh không thể cho hai người thứ tình cảm ký thác cả tâm hồn mà hai người muốn được. Bởi vì, anh là một người phóng đãng, không thích trói buộc, cả đời này đã định sẽ phiêu bạt khắp nơi. Anh không muốn làm em và mẹ chậm trễ. Huống hồ, trong lòng anh đã có một cô gái, một thì mới là quan trọng nhất, còn nhiều thì chẳng còn quan trọng nữa. Trần Đức không hề giấu giếm, trực tiếp bày tỏ bản thân là một kẻ lăng nhăng và đào hoa.
anh không muốn làm chậm trễ bất kỳ người phụ nữ nào. Nói thật thì, anh thích rượu hơn phụ nữ. Chương 884. Anh có thể không có phụ nữ, nhưng không thể không có rượu. Á! Trần Đức vừa dứt lời, đột nhiên, Diêm Mộng hét lên một tiếng, sau đó cơ thể cô ta mềm nhũn, ngã quỵ xuống. Trần Đức nhanh tay đỡ lấy cô ta. Cùng lúc đó, chỉ trong 1/10 nhịp thở, thình lình có một thanh kiếm xuất hiện giữa không trung. Thân kiếm lóe lên tia sáng xanh mờ ảo, lao thẳng về phía Trần Đức. Nhanh! Quá nhanh! Từ khi bắt đầu tu luyện cho đến nay, Trần Đức chưa từng gặp ai nhanh đến như vậy, càng chưa từng đối mặt với thanh kiếm nào có tốc độ nhanh đến thế. Thậm chí, anh không nhìn rõ là ai cầm kiếm. Ngay thời khắc nguy hiểm, Trần Đức thi triển cửu trọng cực ảnh, tức tốc mang theo Diêm Mộng lùi về sau. Ông! Mũi kiếm sượt qua bên người Trần Đức, ngực áo anh xuất hiện một vết rách, hiển nhiên là bị kiếm cắt qua. Nguy hiểm thật! Da đầu Trần Đức tê dại, nhưng còn chưa hết, thanh kiếm kia lại lần nữa quét ngang qua người anh. Lúc này, anh bị cắt mất 3 sợi tóc. Quá nhanh! Trần Đức thoáng trở nên nghiêm túc, phải biết, hiện tại anh đang thi triển cửu trọng cực ảnh, trước đó, những cao thủ như Thành Khuê Phong hay Lục Phong cũng không cách nào bắt kịp tốc độ của anh. Vậy mà người này lại có thể cắt đứt quần áo và tóc của anh. Rốt cuộc là ai? Trần Đức tăng nhanh tốc độ, anh ôm Diêm Mộng ngang ngực, thân hình thoát ẩn thoát hiện như đang dịch chuyển tức thời vậy. Thế nhưng, thanh kiếm kia lại như hình với bóng, như giòi dính vào xương cốt, không cách nào bứt ra được. Trần Đức buộc phải thận trọng, anh híp mắt lại, mở ra thấu thị nhãn, mọi thứ xung quanh dần trở nên sáng tỏ trước mắt anh. Cuối cùng thì anh cũng nhìn thấy người cầm kiếm. Đó là một cô gái. Cô ta mặc một bộ đồ kiểu cổ màu trắng, cả người thanh thoát như một đóa sen, gương mặt tinh xảo, dáng người cân đối, có lồi có lõm theo tỷ lệ vàng, hệt như tiên nữ lạc bước xuống nhân gian, xinh đẹp không sao tả xiết. Chỉ có điều, sắc mặt cô ta cực lạnh và vô cùng xa cách. Ông, sau khi bắt được quỹ đạo di chuyển của đối phương, có được mục tiêu, tay Trần Đức lật lên, kiếm long ngâm xuất hiện. Phát ra âm thanh xì xì rồi lao thẳng về phía thanh kiếm kia. Ông! Phút chốc! Một chùm sáng chói mắt bắn ra bốn phía, tia lửa lập lòe, kéo theo đó là linh khí nồng đậm và đáng sợ tản ra, tạo thành từng tầng gợn sóng trong không khí. Chương 885. Giống! Hai thanh kiếm cộng hưởng một cách kỳ lạ, đồng thời phát ra âm thanh tựa như rồng ngâm. Ngay lúc đó, Trần Đức lảo đảo ôm Diêm Mộng lui về sau, phải lui gần mấy chục bước. Anh mới có thể đứng vững được. Còn cô gái kia, thì lại không hề hấn gì. Quá mạnh, trừ phi liều chết đánh cược một lần, bằng không, e là Trần Đức không phải đối thủ của cô ta. Cũng may, sau một kích này, cô gái kia đã dừng tay. Cô ta đứng trong góc tối, tà áo dài màu trắng tung bay trong gió, mái tóc đen bóng rủ xuống ngang hông, khuôn mặt xinh đẹp mà lạnh lùng, trên tay cầm trường kiếm. Cô gái kia lẳng lặng đứng đó. Hệt như một ngọn núi băng sừng sững đối diện với Trần Đức. Cô là Âu Dã Tư Linh, Trần Đức nhìn thẳng vào cô gái, vừa thở dốc vừa nói. Đó không phải là câu hỏi, mà là câu khẳng định. Khẳng định 100%. Đầu tiên, anh cảm nhận được hơi thở của kiếm long ngâm phát ra từ thanh kiếm của đối phương. Thứ hai, cô gái trước mắt giống với mô tả về Âu Dã Tư Linh gần 7-8 phần. So với Âu Dã Thanh Vũ thì cô ta lạnh lùng và cao ngạo hơn rất nhiều. Cô gái này rất xinh đẹp, tú lệ, thoạt nhìn có khí chất của tiên nữ hơn em gái mình. Có lẽ là vì quanh năm luyện võ, làm bạn với linh khí, không nhiễm bụi trần cho nên mặc dù đang đứng trước mặt, nhưng hai người dường như đang ở hai thế giới khác nhau. Trần Bát Hoang, anh, thật sự không tệ, bởi lẽ ít có ai thuộc thế hệ trẻ chịu được 1/10 thực lực của tôi. Đôi mắt xinh đẹp của Âu Dã Tư Linh lạnh lùng đảo qua Trần Đức. Sau đó đưa ra đánh giá. 1/10 ư? Trần Đức có hơi kinh ngạc. Sức mạnh vừa rồi chỉ là 1/10 thôi ư? Anh thật sự rất bất ngờ. Bỗng dưng, anh nhớ lại những lời mà Âu Dã Thanh Vũ từng nói về chị mình. Cô ta là một thiên tài, một yêu nghiệt, mới 3 tuổi đã được Côn Luân Hư đón đi. Dù anh có mạnh hơn nữa, có là luyện đan sư, có được nhiều người tán thưởng và sùng bái, mong muốn đả bại anh hoặc trở thành một người như anh, thì khi nhắc đến Âu Dã Tư Linh, gia tộc Âu Dã chỉ nói một câu, có lẽ, hẳn là, miễn cưỡng xứng đôi. Trước kia,
anh cảm thấy gia tộc Âu Dã đã thổi phồng Âu Dã Tư Linh quá mức. Nhưng lúc này đây, Trần Đức mới thật sự nhận ra sự chênh lệch giữa hai người. Chỉ là 1/10 thực lực thôi. 1/10 mà đã khiến cho anh phải dốc hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Chương 886. Trần Đức có cảm giác chấn động. Anh không cảm thấy bị đả kích. Chỉ đơn thuần là chấn động mà thôi. Lúc này đây, anh chính thức có cái nhìn hoàn toàn mới về thế giới của võ giả. Cô tìm tôi có việc gì? Trần Đức nhìn Âu Dã Tư Linh. Anh có thể xác định cô gái trước mặt không có ý định giết anh. Thứ nhất, anh không cảm nhận được sát ý từ cô ta. Thứ hai, nếu cô ta muốn giết anh thì bây giờ Diêm Mộng đã là một cái xác rồi, chứ không có chuyện ngất đi thôi đâu. Giao ra kiếm Tâm Long Ngâm, tôi sẽ đền bù cho anh một bộ võ kỹ cấp cao. Từ nay về sau, chúng ta không liên quan nhau. Giọng Âu Dã Tư Linh rất lạnh lùng và dứt khoát. Trăng rằm lơ lửng trên cao, Âu Dã Tư Linh đắm mình dưới ánh trăng, bộ váy trắng càng làm nổi bật nét yêu kiều của cô ta, trông hệt như tiên nữ giáng trần. Tuy nhiên, gương mặt xinh đẹp kia lại không có một chút cảm xúc, lạnh lùng như băng tuyết ở Bắc Cực. Đôi mắt sáng ngời phản chiếu hình ảnh của Trần Đức, giọng Âu Dã Tư Linh đầy kiêu ngạo, sau khi giao ra kiếm tâm, hôn ước giữa tôi và anh sẽ được giải trừ, kể từ hôm nay. Anh có đi đâu, làm gì cũng không liên quan đến tôi, mong anh cũng đừng nhắc đến tên tôi. Vừa dứt lời, cô ta nhìn thẳng vào anh, chờ đợi đáp án từ anh. Trần Đức nở nụ cười, anh không thích người khác uy hiếp mình, dù người đó có mạnh hơn anh thì cũng thế. Thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành, đây là tín ngưỡng mà một quân nhân luôn khắc ghi trong lòng. Tuy anh không phải là quân nhân, không có quân trang, nhưng quân hồn vẫn còn. Trần Đức ngước nhìn Âu Dã Tư Linh, trong đôi mắt sâu thẳm lóe lên sự kiên quyết và từng trải, xin lỗi, tôi từ chối đề nghị của cô. Từ chối. Trong mắt Âu Dã Tư Linh lóe lên tia kinh ngạc, nhưng chẳng mấy chốc đã biến mất, cô ta nhìn chằm chằm vào Trần Đức, anh chắc chứ? Tôi nhớ em gái cô từng nói, cô là một người luôn tuân thủ hứa hẹn. Bố cô đã nói không cho phép cô ra tay với chủ nhân của kiếm Tâm Long Ngâm. Trần Đức nở một nụ cười hờ hững. Thoạt nhìn có chút quyến rũ, anh lười nhắc nói, sao hả? Muốn giết tôi? Anh nghĩ tôi không dám, Âu Dã Tư Linh nhíu mày, kiếm trong tay cô ta sáng chói như ánh mặt trời, thoáng cái, mũi kiếm đã dừng trước cổ họng Trần Đức, chỉ cách 0.001m nữa thôi là có thể lấy đi tính mạng của anh. Một luồng khí lạnh bủa vây Trần Đức. Nhưng anh lại không nề trốn tránh, thậm chí không nháy mắt lấy một cái, trên môi vẫn giữ nụ cười thản nhiên như trước, tôi tin cô dám. Nhưng cô sẽ không làm vậy, bởi vì đúng như em gái cô đã nói, cô là một người luôn tuân thủ hứa hẹn. Nếu muốn giết, cô đã ra tay từ sớm rồi. Không phải ư? Không phải ư? Đúng. Quả thật là vậy, Âu Dã Tư Linh là một người trọng chữ tín, cô ta nhất định sẽ làm theo di ngôn của bố. Năm đó, tuy rằng còn nhỏ tuổi nhưng cô ta lại nhớ rất rõ mình đã hứa với bố những gì. Vĩnh viễn không được làm tổn thương chủ nhân của kiếm Tâm Long Ngâm. Chương 887. Chính vì thế, cô ta mới không giết Trần Bát Hoang. Nếu không, lúc này Trần Bát Hoang đã là một cái xác lạnh lẽo. Tuy nhiên, trước đó, Âu Dã Tư Linh tin chắc rằng mình có thể lấy lại kiếm Tâm Long Ngâm mà không cần phải giết Trần Bát Hoang. Bởi vì, ít có ai trong thế tục có thể kháng cự được sức hấp dẫn của võ kỹ, cũng như có thể chịu được sự uy hiếp và đe dọa của một cô gái xinh đẹp như cô ta. Thế nhưng, Trần Bát Hoang lại khiến cô ta có cảm thấy rất bất ngờ. Thật sự bất ngờ. Dường như người đàn ông này không giống với những gã đàn ông mà cô ta quen biết. Những gã đàn ông khác sẽ vì vẻ ngoài và thực lực của cô ta mà ngoan ngoãn phục tùng, theo đuổi và che chở cô ta, chấp nhận làm tùy tùng cho cô ta, tranh giành để được thể hiện bản thân trước mặt cô ta. Nói tóm lại, đối với những gã trẻ tuổi khác, gần như cô ta muốn gì là được đó. Thế nhưng, Trần Bát Hoang không như vậy. Hơn nữa, người này cũng không có vẻ gì là sợ chết.